Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí, chuyendọcviệt.org. Đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó, các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả để giúp kênh có chi phí để thực hiện các bộ truyện tiếp theo. Xin trân trọng cảm ơn. Sau đây là bộ truyện Xích Tâm Tuần Thiên của tác giả Tinh Hà Dĩ Thập. Tập 326 chương 3251, Quan Lan Chữ Thiên Phòng số 3. Tuyến thiên cơ vô cùng phức tạp, đan xen thành một khối sợi phức tạp không ngừng xoay tròn, giống như một đám tinh vân, di chuyển trong đồng tử đen như mực. Nam tử trẻ tuổi có vẻ khác lạ, nhưng cắm một cây châm đen, đứng thẳng trên cao giống như một tòa lầu cao vạn trượng, chắp tay nhìn ra xa. Mặc dù đang là ban ngày, nhưng từ lầu cao nhìn xa lại tựa như đang nhìn vào một trời khác. Bầu trời đêm rộng lớn như một tấm trường bào. Sau lưng hắn, tinh hà mênh mông cuồn cuộn, nữ tử mang vẻ đẹp thanh tú điều khiển một chiếc thuyền bạc lướt qua tinh hà, đôi khi lại hái xuống một sợi ánh sao như người hái sen vào mùa thu ở Nam Đường. Từ rất lâu, nàng đã làm công việc này, nhà họ Nguyễn xem sao, truyền từ đời này qua đời khác. Mỗi một tia ánh sao bị hái xuống đều xuyên qua ánh mắt của Khâm Thiên Giám. Khô Vinh Viện, địa điểm cũ hiện lên trong con mắt còn lại của hắn, ánh sao ở đó phác họa ra hình dáng rõ ràng của cái đài Vọng Hải chưa thi công. Người đời cho rằng đó là công viện thủ bút, nhưng không biết rằng tất cả đều do hắn chủ tính. Dùng tầm nhìn này để ngắm Đông Hải, Quan Lan Chữ Thiên Tam Phòng. Gia Cát Tộ tinh thông chiêm tinh, nhưng tu vi của hắn rất thấp. Ít nhất, hắn không thể hoàn toàn hiểu hết những gì đã và đang xảy ra ở Quan Lan Chữ Thiên Tam Phòng. Ngũ Quan Vương và Đô Thị Vương đã bố trí trong phòng này hai thần lâm cảnh cường giả, Trần Khai Tự, người của tập hình ti thành Nam Cảnh Quốc, và Tưởng Nam Bằng, đội trưởng kính vệ Cảnh Quốc. Một người thuộc nội phủ cảnh, một người thuộc ngoại lâu cảnh. Doãn Quan ẩn trú tại tế đàn, mượn thân thể Trần Khai Tự để ra tay, một cường giả động chân cảnh. Hắn dùng chú lực truy bắt Từ Tam, một thần lâm cảnh cường giả. Hoàng Thủ Giới nhập thân vào Tưởng Nam Bằng mà giáng lâm, cũng là một động chân cảnh cường giả. Điền An Bình một trưởng đè xuống làm bạo tạc tế đàn, cũng là một động chân cảnh cường giả. Bên trong cơ thể của Tưởng Nam Bằng còn có máu hỗn tạp của Điền Thị. Chưa kể đến ngoại lâu cảnh Miêu Nhữ Thái và thuộc hạ đều có liên hệ với Hoàng Tuyền. Thậm chí còn có lực lượng thần bí của thiên cơ dẫn dắt, có khả năng nhằm vào U Minh siêu thoát mà giáng sinh thân thể. Các ý chí khác nhau lẫn lộn, đấu tranh, che lấp và lừa dối nhau. Ngay cả người tham gia cũng không thể nhìn rõ chân tướng. Ngay cả những người như Bảo Huyền Kính, người có tầm nhìn siêu thoát, cũng đang tự giam mình để tìm kiếm ý đồ của đối thủ, chưa nói đến những kẻ tính toán từ bên ngoài. Càng là những kẻ cường đại tính toán, khi nhìn thấy manh mối trong căn phòng này càng thêm phức tạp, người hiểu thì thấy nó rườm rà, người cảm nhận thì thấy khó hiểu. Tiên Hiền đã định sẵn ngôi sao, phân chia tinh vực, lấy tứ tượng tinh vực làm nền, lập vững tinh bản. Người tu hành theo đạo chiêm tinh có thể dùng chút ít lực lượng để khuấy động thiên cơ vô tận, bắt lấy manh mối thiên cơ phức tạp. Huống hồ Gia Cát Tộ còn có bản mệnh truyền thừa vu thuật, nuôi tinh quỷ cho riêng mình, cũng có thể mượn lực. Đây là lý do hắn có khả năng nhận ra sự phức tạp của thiên cơ trong căn phòng này. Hắn dẫm lên đi cả kheo, nhìn ra xa. Nhưng hắn chỉ có thể nhìn thấy đến đây, đã là giới hạn của hắn. Trong thời đại hiện tại, lấy 12 tuổi làm hạn định cho người tu chiêm tinh, không ai có thể nhìn xa hơn hắn. Hắn gần như có thể nhìn thấy mớ thiên cơ rối rắm thành một khối, nhưng thiếu đi tu vi đủ mạnh để giúp mình sắp xếp chúng theo ý muốn, cũng thiếu đi tầm nhìn đủ rộng để tìm ra đầu mối chính. Những gì hắn nhìn thấy từ sự phức tạp chỉ là một góc của tảng băng chìm này. Bước vào cửa, nhìn thấy một cảnh khiến hắn muốn ói, đầu óc choáng váng. Xem ra sự việc nơi này có liên quan đến địa ngục vô môn. Trung Ly Viêm bỗng nói. Sao ngươi biết? Gia Cát Tộ kinh hãi, cảm giác hoảng hốt đần độn bị kinh động trong phút chốc. Tu sĩ chiêm tinh dựa vào tri thức, tự hào về tri thức, nhưng lại sợ hãi trước những điều vượt ngoài hiểu biết. Trung Ly Viêm kiêu ngạo nhướng cằm, dùng giày gõ nhẹ. Trên mặt đất có chữ. Lúc này Gia Cát Tộ mới thu hồi ý niệm từ mớ thiên cơ phức tạp, nhìn thấy Doãn Quan tuyên ngôn. Chữ như màu xanh đồng khắc sâu trên mặt đất, ngọc bích phỉ thúy ở giữa, máu trên thư khiến hắn ngây người như bị sét đánh. Sao đây? Người già vẫn là người giỏi, chuyện gì cũng phải dựa vào ta sao? Ngươi chiêm tinh, tính quẻ mà cũng chẳng hiểu quan sát xung quanh. Trung Ly Viêm cười hắc hắc, vẫy tay trước mặt hắn, sao ngẩn ra vậy? Khi võ giả cua tay, hai hàng lệ tuôn chảy. A, à, ngươi khóc cái gì? Trung Ly Viêm giật lùi lại cảnh giác, ta có khi dễ ngươi đâu. Gia Cát Tộ hoảng hốt nói,
ngươi thấy gì đó? Trung Ly Viêm sửng sốt, Tần Quảng Vương muốn trao đổi con tin với Cảnh Quốc. Sao vậy? Gia Cát Tộ nước mắt chảy không ngừng. Trên mặt đất hiện rõ bốn câu, hắn dùng thiên cơ phác họa, tinh bản hiện ra chỉ một dòng chữ, cả đời không lượng sức mình. Hắn biết đây là tin của Gia Gia. Gia Gia phái hắn đến Đông Hải, để hắn thấy ván cờ này như là bài học cuối cùng cho hắn. Hắn biết Gia Gia bị bệnh nặng, nhưng chưa từng chuẩn bị sẵn sàng để đối mặt. Mà vị tinh vu đại nhân ấy cũng không có ý định cho hắn thời gian. Này, rốt cuộc sao rồi? Đừng khóc nữa, có gì thì nói ra. Trung Ly Viêm dỗ vài câu, rồi nổi cáu, khóc sướt mướt thế kia, ra cái dáng gì. Đừng để ta phải ra tay. Gia Cát Tộ rơi lệ nói, trước khi rời nhà, Gia Gia bảo ta đồng hành cùng ngươi. Hắn nói chiêm tinh không phải tất cả đáp án của cuộc đời. Giờ thì ta hiểu rồi. Hắn chậm rãi nói, chúng ta quen dùng ngôi sao để tìm đáp án, nhưng có lúc đáp án nằm ngay trước mắt. Ngươi nói cái gì lung tung thế? Trung Ly Viêm linh cảm điều chẳng lành, lộ vẻ ghét bỏ nhưng vẫn đưa tay ra, thôi thì để ta đưa ngươi về. Nhưng hắn vừa kéo Gia Cát Tộ về phía sau. Một nam tử mặc trường bào, mặt mày hiền lành, nhưng chân mày dựng ngược mạnh mẽ, chính là đại tề Sóc Phương Bá Bảo Dịch, đến chậm. Hắn vừa tách khỏi Cao Hiển Xương, đến đảo Hữu Hạ. Tại quận Tĩnh Hải, hắn không chỉ đến để uống rượu và chuyện trò, mà là để cầu lấy tình báo về Sùng Giá, Bá Giác hai đảo, đặc biệt là những hoạt động của Điền An Bình sau khi ra biển. Cao Thị, một gia tộc đã kinh doanh lâu năm trên biển tại Tĩnh Hải, không thể so sánh được với Bảo Thị khi xưa về sự chặt chẽ trong tình báo về dòng thủy triều và biển khơi. Trước tướng Yến Bình năm đó đưa ra kế hoạch chiến lược thế gia ra biển khi mà lực lượng của Tề Đình vẫn còn yếu. Hắn nói, bố cục thiên hạ, không bằng gió đông và thời gian không chờ ta, ta thời gian sử dụng đến. Đây là một cao kiến về việc phát triển ngành hàng hải, buông ra rất nhiều quyền lợi, dùng thế gia để đánh tiền tiêu. Nhiều người cũng nhận ra rằng đây là một cơ hội, nhưng không phải ai cũng có thể lên thuyền. Mỗi nhà đều có nỗi khó xử riêng và Bảo Thị lúc đó quả thực không đủ tay để can thiệp. Huống hồ, khi đó không ai có thể nghĩ rằng thế cục Đông Hải lại có thể chỉ trong vài chục năm ngắn ngủi mà đi đến một bước như hiện nay. Điếu Hải Lâu nghiêng, đảo Bồng Lai ẩn, Mê Giới khóa, hải tộc rút lui. Toàn bộ quyền kiểm soát biển đều thuộc về Tề. Trong giai đoạn thế gia ra biển, dân cư trên các đảo gần biển vẫn còn đang phổ biến sử dụng long tệ của Điếu Hải Lâu, ngay cả đao tiền của Tề Quốc cũng không dùng được. Em trai của thương thuật quận trưởng Mưu Tinh Dương gặp chuyện ở đây, hắn là thông gia của ta, ta được mời đến xem. Bảo Dịch nhìn có vẻ ôn hòa, nhưng làm việc lại rất gọn gàng, chỉ nói hai câu đã rõ ý đồ đến, rồi hỏi, hai vị đây là ai? Ra biển du ngoạn. Trung Ly Viêm trả lời ngay, chuẩn bị sẽ báo cáo với quý quốc. Đi du ngoạn, ta đề cử đến đảo Hoài. Ở đó có đài Thiên Nhai, Hải Giác Bi, có thể thấy được lòng chí lớn của người đóng giữ biển, phong cảnh rất đẹp. Bảo Dịch liếc nhìn Gia Cát Tộ vẫn đang rơi lệ, rồi lại nhìn về phía Trung Ly Viêm, nơi này ước chừng không có gì thú vị. Ta tạm thời tiếp quản, hai vị cứ đi đi. Trung Ly Viêm cuối cùng đã đánh cháu của người ta, đối diện với vị thống soái cửu tốt của Đại Tề, hắn có chút chột dạ. Nói một tiếng được rồi, rồi kéo Gia Cát Tộ còn đang bàng hoàng rời đi. Bảo Dịch đứng yên một lát, xác định rằng Mưu Nhữ Thái thực sự không còn tồn tại, không để lại bất kỳ dấu vết nào, rõ ràng đây là hành động diệt khẩu của Điền An Bình. Ngược lại, Mưu Nhữ Thái nhất định đã phát hiện ra điều gì đó. Theo tin tức hiện tại, Bình Đẳng Quốc Trừ Tuất và Vệ Hợi đã bắt giữ Trần Khai Tự và Tưởng Nam Bằng của Cảnh Quốc, đồng thời dùng một loại thủ đoạn âm tế nào đó để giết họ. Địa ngục vô môn Tần Quảng Vương bắt giữ Từ Tam của Cảnh Quốc nhằm bức ép Cảnh Quốc trao đổi con tin. Rõ ràng, Bình Đẳng Quốc và Địa ngục vô môn đã đạt được thỏa thuận hợp tác. Điều này cũng là lý do Cảnh Quốc vừa bắt giết thành viên Bình Đẳng Quốc cách đây không lâu. Vậy Mưu Nhữ Thái đã phát hiện gì ở đây? Và tại sao Điền An Bình lại phải hành động nhanh như vậy? Hắn đưa tay nắm chặt một sợi hàn khí, trong nháy mắt nối liền Nam Bắc, để gió Bắc mang âm thanh của hắn đến nơi nó cần đến. Tống huynh, có một chuyện, chắc chắn ngươi sẽ hứng thú, liên quan đến Điền An Bình. Tề quốc họ Tống không ít người, nhưng có thể khiến Sóc Phương Bá Bảo Dịch gọi là huynh thì chỉ có một người. Triều Nghị Đại Phu Tống Diêu, Mưu Tinh Dương là thông gia của Bảo Dịch, đồng thời cũng là môn sinh của Tống Diêu. Họ vốn là đồng minh chính trị, từ khi gia đình Bảo kết thông gia với nhà Miêu, mối quan hệ của họ càng thêm chặt chẽ. Đến mức Bảo Dịch nghĩ đến chuyện lớn như thế này, người đầu tiên hắn nghĩ tới là Tống Diêu. Gió lạnh thấu xương mang tiếng nói đi xa. Vị triều nghị đại phu này, trong lúc ngồi ở Thái Miếu trong Nhật Nguyệt Trảm Suy,
đã nói năm chữ, đợi chút một nén nhang. Tống Diêu đuổi đến biển mà không cần một nén nhang. Hắn nhường Bảo Dịch chờ một nén nhang để xác định toàn bộ đầu đuôi câu chuyện, thu thập các đầu mối. Một triều nghị đại phu cùng một cửu tốt thống soái liên thủ, nếu không động thì thôi, đã động thì không thể thất bại. Hoặc là hạ điền an bình, hoặc là chỉ lượn qua biển rồi quay về, coi như lên tiếng chào hỏi. Bảo Dịch không chút do dự quay người đi, hắn đương nhiên nhận ra thiên cơ phức tạp trong quan lan chữ thiên tam phòng này, giống như một bàn danh cục, có người đến giải. Nhưng thuật nghiệp có chuyên công, đây là chiến trường của các tông sư tinh chiêm, ở sở là Tinh Vu, ở tề là Nguyễn Tù. Nếu như hắn không đoán sai, hiện tại Lâm Truy Quan Tinh Lâu cũng đã mở. Nếu như Điền An Bình thực sự là bá phủ tiên cung đứng đầu, nếu như tòa tiên cung này thực sự đoạt từ Liễu Thần Thông, là nguyên nhân mà năm đó hắn giết người. Vậy thì sau khi giết chết Miêu Nhữ Thái, chắc chắn hắn sẽ có sự cảnh giác. Với tính cách của Điền An Bình, nếu hắn đã cảm thấy nguy hiểm, hắn sẽ làm gì? Vừa xuống lầu, Bảo Dịch vừa chỉ vạch trận, vạn dặm truyền âm, Huyền Kính đang làm gì? Phù Sóc Phương Bá ở Lâm Truy rất nhanh truyền tin qua pháp trận, Bắc Nha đô úy Trịnh Thương Minh đưa tiểu bá ra về phủ, sau đó lại đưa tiểu bá ra khỏi thành dạo chơi. Chạy đến nhà người khác để dỗ trẻ con, hành động của Trịnh Thương Minh rõ ràng là lấy lòng. Nhưng Bảo Dịch đương nhiên không xem đó là sự lấy lòng. Phụ thân của Trịnh Thương Minh, Trịnh Thế, là một nhân vật không hề đơn giản. Sau khi rời khỏi Bắc Nha Môn, tu vi của hắn không còn bị hạn chế, thực lực cá nhân rất mạnh, được cho là có hy vọng thành công trong việc chứng đạo động chân. Chỉ là thất bại trong cuộc tranh đoạt soái vị, hiện tại đang làm việc dưới trướng Điền An Bình, nhậm chức chính tướng Trảm Vũ Quân, chắc chắn đứng ngồi không yên. Theo Bảo Dịch, việc thiên tử để Trịnh Thế ở lại Trảm Vũ Quân cũng có vài phần ý muốn giám sát Điền An Bình, dù sao hắn cũng là người không có quá nhiều điều cố kỵ. Trở lại chuyện của Trịnh Thương Minh. Đầu tiên, Trịnh Thương Minh là người đáng tin cậy vì hắn đã được thiên tử kiểm tra kỹ càng, không thể có chuyện làm điều gì không đúng với Bảo Huyền Kính. Thứ hai, Tiểu Huyền Kính sớm đã thông minh, sẵn lòng đi dạo chơi ngoại thành với Trịnh Thương Minh, có lẽ cũng là vì đã nhận được thông tin nào đó, Huyền Kính biết gia gia của mình đang làm gì. Cuối cùng, Bắc Nha đô úy cũng không cần và tuyệt đối không thể dựa vào ai trong chính trị, việc Bảo Dịch để Trịnh Thương Minh đến nhà mình coi như là một sự thăm dò hữu nghị. Liệu có phải Trịnh Thế đã nhận ra điều gì khi làm việc dưới trướng Điền An Bình? Nếu như có thể hạ Điền An Bình, người hưởng lợi lớn nhất có lẽ chính là Trịnh Thế. Nhưng với thực lực của Trịnh gia, tuyệt đối không có tư cách đối đầu với Điền gia. Việc Trịnh Thương Minh lấy lòng cũng để lại dấu vết mà người khác có thể lần theo. Dù không có chuyện Trịnh Thương Minh đến nhà, Bảo Dịch vốn dĩ cũng định liên lạc với Trịnh Thế, nhưng không phải vào thời điểm này ai càng cấp thiết, người đó càng không dễ dàng đàm phán về giá cả. Cho Trịnh gia một món quà, không cần quá nặng, chỉ cần biểu hiện tấm lòng là đủ. Bảo Dịch thuận miệng ra lệnh, rồi nắm lấy ngọc giác bên hông, trực tiếp kêu gọi Bảo Huyền Kính. Liên hệ với Tống Diêu từ xa là thông qua đạo đồ gió trời. Liên lạc với quản gia trong phủ là qua pháp trận truyền tin. Còn liên lạc với Tôn Nhi yêu quý thì thông qua pháp khí truyền tin đắt đỏ, sản phẩm mới nhất của công viện Tề Đình, được đặc chế chuyên dụng. Huyền Kính, ngươi đang làm gì? Bảo Dịch hỏi. Hắc hắc hắc. Bảo Huyền Kính nhai khai mạch đan trong miệng, hít thở không khí trong lành bên ngoài thành Lâm Truy, cười rạng rỡ. Thương Minh thúc thúc đang dẫn ta dạo chơi ngoại thành. Ra ra, ta rất nhớ ngươi. Thay ta gửi lời hỏi thăm hắn. Đừng về quá muộn, tránh để mẫu thân ngươi lo lắng. Bảo Dịch nói ngắn gọn hai câu, rồi đặt ngọc giác lại bên hông. Lúc này hắn đến cửa khách sạn. Thời tiết trên hải đảo luôn biến đổi khó lường, không biết thế nào lại đổ mưa. Hắn ngẩng đầu nhìn lên trời, rồi bước vào màn mưa. Âm thanh của Ra Ra từ ngọc giác đã biến mất. Nụ cười trên mặt Bảo Huyền Kính lại càng sáng rực. Hắn cầm ngọc giác, tiếp tục nói, được rồi, Ra Ra. À, như vậy sao? Ừm, tốt, ta biết rồi, sẽ nói với Thương Minh thúc thúc. Hương thơm nhẹ nhàng của khai mạch đan quanh quẩn trong miệng, dược lực từng tia từng sợi lan tỏa trong cơ thể. Hắn cảm nhận được trí tuệ của tiên hiền, tinh tế phân biệt sự biến hóa của đạo thai trong cơ thể, nhấm nháp cái ác ý buồn cười của thiên đạo. Một chốc lát như thủy triều rút, hắn có hai nhận thức kiên định. Thứ nhất, kẻ đang âm thầm đi cờ, thúc đẩy thiên ý chi đao, thực lực chắc chắn là đứng đầu thế gian, vượt qua đỉnh cao thông thường, nhưng chưa đạt đến mức siêu thoát, ít nhất không phải kẻ thực sự tự do. Bởi nếu là kẻ siêu thoát chú ý đến hắn, thì Bảo Huyền Kính đã không sống đến bây giờ. Giới hạn lớn nhất này, phóng toàn bộ thiên hạ, người có loại thủ đoạn này, cũng không quá nhiều. Thứ hai,
đối phương chỉ có thể dùng thiên ý để giết hắn. Thực ra, thiên ý như đao dù mạnh mẽ, nhưng quá nhiều yếu tố bất ngờ, quan trọng nhất là không đủ ngắn gọn. Dùng thiên ý giết người, không bằng cầm dao giết thẳng. Đối phương không làm được điều đó, hoặc vì một lý do nào đó không thể làm như vậy. Điều này lại chia ra hai khả năng. Thứ nhất, đối phương không biết cụ thể thân phận của hắn, chỉ biết có một u minh siêu thoát hàng thế thân như hắn. Vì thế mà chém thiên ý như đao, cũng toàn dựa vào thiên ý. Thứ hai, đối phương đã biết rõ thân phận cụ thể của hắn, nhưng vì hắn là công tử quý của phủ Sóc Phương Bá Đại Tề Đế Quốc, nên không dám đến Lâm Truy để giết hắn, người này không phải là người Tề. Không cần biết thuộc về tình huống nào, chỉ cần hắn giữ trạng thái yêu mã là có thể bảo đảm an toàn. Hoặc quay lại thân người, nhưng nuốt khai mạch đan cũng có tác dụng tương tự. Thiên đạo đối với hắn không có ác ý, đẩy đao thế nào cũng vô ích. Tại sao nhận tin tức từ Gia Gia, hắn lại vui vẻ như vậy? Bởi vì hắn biết, Gia Gia thân yêu của hắn hiện giờ chắc đã đến nơi Miêu Nhữ Thái gặp chuyện. Lão bá gia từng kinh nghiệm xa trường, lúc này gửi tin về mà không vội bảo hắn hồi phủ, cho thấy trong mắt lão bá gia, vấn đề chưa nghiêm trọng. Với hắn, trọng điểm là Miêu Nhữ Thái này vẫn chưa liên kết với đối thủ âm thầm kia. Điều này khiến phạm vi mục tiêu càng thu nhỏ. Thương Minh thúc thúc, Bảo Huyền Kính ngọt ngào gọi. Trịnh Thương Minh đã từ lâu vểnh tai nghe ngóng, quay đầu lại, như thể đang tận hưởng cảnh đẹp, rồi mới nghe thấy đứa trẻ gọi, sao vậy, Huyền Kính? Bảo Huyền Kính giống như một đứa trẻ được ăn kẹo, hiện ra vẻ ngoan ngoãn, Gia Gia bảo ta cảm ơn ngươi đã chăm sóc. Ngoài ra, hắn nháy mắt, hắn nói gần đây trên biển không yên ổn, bảo ta nhắc nhở ngươi một tiếng, nhưng Trịnh Gia Gia chú ý giữ gìn sức khỏe, thêm ăn thêm áo. Thay ta cảm ơn Sóc Phương Bá quan tâm, phụ thân ta cũng thường nhớ đến lão nhân gia. Trịnh Thương Minh ánh mắt có chút suy tư nhưng trên mặt vẫn mang nụ cười, bá gia ở trên biển. Đúng vậy. Bảo Huyền Kính vẻ mặt ngây thơ, gật đầu mạnh, nói là có việc phải bận rộn, tạm thời chưa thể về. Trịnh Thương Minh giọng điệu ấm áp cười, ngươi nhìn gia gia của ngươi quan tâm ngươi nhiều thế nào, bận rộn như vậy cũng phải bớt thời gian trò chuyện với ngươi. Ta từ nhỏ không có gia gia, thật sự rất ao ước. Ôi! Hắn dù bận cũng không quên gọi cho ta thư xác nhận a. Bảo Huyền Kính nhíu mặt nhỏ than thở. Đôi mắt xoay tròn, rồi hỏi, đúng rồi, Thương Minh thúc thúc. Ta luôn nghe đến cái tên La Sát gì đó. Nàng là ai vậy? Nếu như vấn đề hạch tâm không nằm ở đường tuyến của Miêu Nhữ Thái, thì chỉ có thể là Bạch Cốt Thánh Nữ bên kia. Chẳng lẽ là Khương Trấn Hà đang bày bố cục sao? Theo phong cách của vị đó, thì cầm đao xông thẳng vào cửa mới đúng. Vị Bạch Cốt Thánh Nữ này hiện tại lại có hai thân phận, sự việc ngày càng thú vị. Biểu tình của Trịnh Thương Minh ngay lập tức nghiêm túc, La Sát Minh Nguyệt Tịnh. Ngươi nghe cái tên này từ đâu? Bảo Huyền Kính ngồi trên lưng ngựa nhún vai, lúc mẹ dẫn ta ra ngoài chơi, nghe Liễu Di Di và mọi người nhắc đến một lần. Có một lần cũng nghe Gia Gia đề cập, nói phải cẩn thận với nàng. Nàng rất nguy hiểm sao? Không nên nhắc đến tên của nàng. Trịnh Thương Minh xoa đầu hắn, chúng ta nên quay về. Ngươi chắc chắn biết mình đang làm gì chứ? Tiếng sóng biển gào thét như trống, tầng tầng lớp lớp, oanh oanh liệt liệt, như muốn nổ vang lên một loại quyết tâm nào đó. Có một âm thanh vượt qua tiếng sóng ấy, chỉ dành cho người nên nghe. Trong ba vị thủ lĩnh của Bình Đẳng Quốc, âm thanh trẻ trung này đại diện cho Thần Hiệp. Trước đó không lâu, một người được cho là cường giả Thần Hiệp đã ngã xuống tại nơi này. Trong làn gió biển vẫn còn mơ hồ mùi máu của hắn. Và giờ, Thần Hiệp chân chính đã xuất hiện. Gió biển đập nát vào nham thạch khắc như đao của eo biển. Trong hạp dài, có một mỏm đá ngầm nhô lên khỏi mặt nước, được tạo hình thành tế đàn. Trên tế đàn, ngọn lửa xanh biếc nhảy múa. Âm thanh của Tần Quảng Vương Địa Ngục Vô Môn vang lên trong ngọn lửa. Ta không biết các ngươi ở Bình Đẳng Quốc làm việc thế nào. Nhưng ta chắc chắn biết rõ mình đang làm gì, rồi mới hành động. Mỗi một giao dịch của chúng ta đều rất rõ ràng. Người không biết thì không sợ. Giọng Thần Hiệp nói, ngươi biết mà vẫn không sợ, thì gọi là dũng cảm. Đây là một cuộc giao lưu không đủ chân thành, bởi vì hai bên thậm chí còn chưa lộ diện. Vậy nên Doãn Quan cũng không coi đây là sự tán dương chân thành. Ta chỉ là sợ nhưng không rút lui. Hắn nói, đó là điên cuồng. Âm thanh Thần Hiệp mang theo chút cười thê lương, xưa nay kẻ điên có thể làm nên nghiệp lớn. Bởi vì kiên định, không lùi bước, ta không có sự nghiệp gì cần thành. Ta cũng không trông mong những câu chuyện vĩ đại xảy ra. Giọng Doãn Quan đáp lại. Giọng Thần Hiệp vang lên, hôm nay Đông Hải hỗn loạn đến mức rối tinh rối mù. Có kẻ cầm đao, có kẻ chịu chết, có người làm việc trước mắt,
có kẻ cầu danh tiếng phía sau, có người chỉ ngắm phong cảnh. Từng vị đại nhân vật từ xa bày bố, nhân quả như những sợi chỉ giao thoa. Ta nhìn mà cũng hoa mắt, không biết bọn họ đang làm gì. Doãn Quan đáp lại, phỏng đoán các đại nhân vật đó muốn làm gì là việc của các đại nhân vật các ngươi. Ngày nay, ngươi cũng được coi là một đại nhân vật rồi. Thần Hiệp nói, ra lệnh một tiếng, liền gió mây đổi hướng. Ngươi bất mãn với cảnh quốc, cũng không thể coi như không thấy. Ta không có dã tâm lớn, vì thế ta không phải đại nhân vật. Doãn Quan bình tĩnh nói, ta chỉ là một người làm ăn. Mở cửa buôn bán, già trẻ không lừa, có tín dụng, không có nợ. Ngọn lửa xanh chập chờn trong gió, người khác không thiếu ta cũng không thiếu người. Mặc kệ người khác có mục đích gì, hành động thế nào, đại nhân vật hay tiểu nhân vật, mục tiêu của hắn từ đầu đến cuối vẫn không thay đổi. Hắn phải cứu Sở Giang Vương. Cụ thể trong hành động nhằm vào Trần Khai Tự và đội của hắn, mục tiêu ở giai đoạn này là Từ Tam. Gặp ở đâu, bắt ở đó. Trên đảo Hữu Hạ, đế đàn chỉ là một nhánh câu hắn thả xuống. Mục tiêu của hắn là Từ Tam, Bùi Hồng Cửu, thậm chí Lâu Quân Lan. Hắn cần đủ nhiều thẻ cược để lời nói của mình có trọng lượng. Hắn không thể chỉ nói và để người khác làm. Hắn không đủ mạnh, vì vậy cần phải đủ điên. Xem ra ngươi thiếu Sở Giang Vương rất nhiều. Thần Hiệp nói, nhưng cảnh quốc tuyệt đối sẽ không chấp nhận giao dịch của ngươi, họ sẽ không thỏa hiệp với ngươi. Không sao, chí ít họ sẽ không lập tức giết Sở Giang Vương để chọc giận ta. Giọng Doãn Quan bình tĩnh, trải qua chuyện lần này, chắc họ đã biết rõ, ta có thể làm mọi thứ. Cảnh quốc tất nhiên sẽ không cúi đầu trước sự uy hiếp của địa ngục vô môn. Sinh tử của Lâu Giang Nguyệt chỉ có thể do cảnh quốc quyết định, một tu sĩ cấp thần lâm không có ý nghĩa gì đối với cảnh quốc. Có thể sống hoặc chết, nhưng sinh tử không phải do nhân tố bên ngoài quyết định. Không ai có thể uy hiếp cảnh quốc. Nhưng liệu họ có cần thiết ngay lập tức xử tử Lâu Giang Nguyệt để cầu Từ Tam, một thiên kiêu của địch thủ chết nhanh hơn không? Thì cũng không đến mức vậy. Đại La Sơn càng sẽ không đồng ý. Chết sống như mộng, há lại quyết định lúc ấy. Xuân Thu làm say một khúc ca. Giọng Thần Hiệp ý tứ sâu xa, ngươi quả thật có thể làm mọi thứ, có cân nhắc gia nhập Bình Đẳng Quốc không? Giọng Doãn Quan đáp lại, chúng ta chỉ đang làm kinh doanh, kính trọng Thần Hiệp. Ngài nói chuyện thế này, cũng quá mập mờ rồi. Chương 3252, Thiên Cơ Du, gợn sóng rõ ràng. Thực lực của cảnh quốc, từ sớm tại Trung Cổ Thiên Lộ một lần kia, đã làm cho Doãn Quan khắc sâu kiến thức. Hắn vĩnh cửu không ngừng truy tìm, xa xa không thể nhìn thấy kế hoạch Tịnh Hải rộng lớn toàn cảnh. Hắn khổ tâm chuẩn bị kỹ pháp, nhưng căn bản vô pháp chạm đến thiên lộ gợn sóng. Nhưng chạy dài không dứt gợn sóng, cũng có thể trở thành một trận mưa xối xả. Chỉ cần Sở Giang Vương không lập tức bị xử tử, hết thảy liền vẫn còn có cơ hội. Điều mà Doãn Quan mong muốn, chỉ là như vậy, ta chỉ là rất xem trọng ngươi. Thần Hiệp cất tiếng nói, tha thứ ta lời nói thật. Doãn Quan đáp, giống như xem trọng Bá Lỗ, Diệp Lăng Tiêu sao, thái độ của ngươi ta có thể hiểu được. Thần Hiệp nói, bất quá, quy củ của Bình Đẳng Quốc là như thế này, mỗi người đến Bình Đẳng con đường đều không giống nhau, Bình Đẳng Quốc tôn trọng sự tự do của thành viên trong lòng. Chỉ duy nhất vào lúc thống nhất hành động, tất cả những kẻ tham dự phải phục tùng chỉ huy của người đứng đầu phụ trách hoạt động lần này, thời gian còn lại, mặc cho tự do. Bình Đẳng Quốc giống như một cây lớn thông hướng lý tưởng bình đẳng, trên cơ sở này, mỗi người đều có suy nghĩ và thủ đoạn của mình, như là cành lá tự do sinh trưởng. Doãn Quan cất tiếng nói, ngài muốn nói rằng, trong tổ chức Bình Đẳng Quốc này, kết cục của Bá Lỗ, Diệp Lăng Tiêu bọn hắn là chính bọn họ lựa chọn. Giọng của Thần Hiệp hòa lẫn với tiếng sóng biển, có thể nghe có chút hoang đường, nhưng đây chính là sự thật. Ta đối với sự thật hoang đường không có hứng thú. Ngọn lửa màu xanh nhảy lên, vẫn là tiếp tục nói chuyện làm ăn đi. Thần Hiệp cũng không miễn cưỡng, rất trực tiếp tiến vào chủ đề, như ngươi thấy. Tổ chức chúng ta gặp phải thương tích trước nay chưa từng có, ít nhất đối với cá nhân ta mà nói, ta cần cảnh quốc vì thế trả giá đắt. Đây chính là tiền đề của cọc sinh ý này. Nghe nói ý kiến của ba vị thủ lĩnh quý tổ chức cũng không nhất trí. Doãn Quan nói, ngươi đã nghe qua cái tổ chức nào mà thủ lĩnh lại là ba người hoàn toàn khác biệt chưa? Thần Hiệp không né tránh, bởi vì chúng ta chưa từng thuyết phục lẫn nhau, nhưng lại biết lý tưởng thì dài dằng dặc, hiện thực thì nặng nề, không thể không lẫn nhau duy trì đồng hành. Cái gọi là bình đẳng quốc này, hai chữ bình đẳng ban đầu chính là chỉ sự bình đẳng giữa chúng ta ba người, từ ta và chúng sinh. Doãn Quan giọng mang chút suy tư, bình đẳng từ ba người các ngươi mà khởi đầu, đến chúng sinh thiên hạ mà kết thúc. Thần Hiệp cười,
hiểu như vậy cũng không sai. Liên quan đến chúng sinh bình đẳng, ta không phải lần đầu nghe từ ngươi. Doãn Quan nói, trước đây ta đã nghiên cứu qua tư liệu của Duệ Lạc tộc, trong lịch sử có người từng đề cập đến lý tưởng này. Thật sao? Thần Hiệp hỏi, người đó là ai? Doãn Quan nói, mọi người đều gọi thần là Thế Tôn. Thế Tôn. Thần Hiệp thở dài, giọng có chút cảm xúc không tên, Thế Tôn muốn bình đẳng, là muốn tất cả sinh linh chư thiên vạn giới đều bình đẳng. Vì vậy thần đã thu Chân Long làm đệ tử, vì vậy thần đi yêu tộc truyền đạo, thần còn tính toán độ hóa thái cổ chi mẫu, thậm chí từng đi qua ma giới, ta và thần không giống nhau. Chỗ nào không giống nhau? Doãn Quan hỏi. Chúng ta vẫn tiếp tục nói chuyện làm ăn đi. Thần Hiệp cất tiếng, nói một chút về hợp tác của chúng ta. Ngươi vừa mới nhắc tới tiền đề của cọc sinh ý này. Doãn Quan nhắc nhở. Thần Hiệp âm thanh như mặt trời mới mọc lên, vô cùng sáng tỏ, chúng ta đạt được sự nhận thức chung mới có thể hợp tác. Biết rõ nhu cầu của nhau mới có thể nắm chắc tiêu chuẩn hợp tác. Doãn Quan nhàn nhạt nói, nghe cũng có vẻ là bình đẳng. Thần Hiệp nói, phải nói thật, phần lớn những người lựa chọn gia nhập bình đẳng quốc để đối kháng trật tự hiện thế đều vì thù hận. Điều này dẫn đến khi làm việc, bọn hắn rất khó giữ bình thản. Ta có thể nói rằng, rất nhiều người trong chúng ta chết cũng không phải là vô tội. Vì lẽ đó ta cũng không có lý do hiên ngang lẫm liệt để hành động. Bình đẳng quốc và cảnh quốc thực lực khác biệt cũng nhất định phải nhìn thẳng vào, sự thật chính là ta không thể cứu được Lý Mão. Vì lẽ đó ta cũng không có sức mạnh hủy thiên diệt địa để thay đổi nhật nguyệt. Ta có thể mạnh, nhưng vẫn còn xa mới đủ mạnh. Duy chỉ có những người kia từng tín nhiệm ta, cùng ta đồng hành, rồi vì gia nhập bình đẳng quốc mà bỏ mình. Ta xem như thủ lĩnh của bọn họ. Thần Hiệp dừng lại một chút, một trong số đó. Giọng nói của hắn trong gió biển, không tên, mang theo cảm giác xa xôi, tốt xấu gì cũng phải làm chút gì đó. Vậy thì tiếp tục. Đá ngầm biến thành tế đàn, ngọn lửa xanh biếc nhảy lên. Ao ao, một cơn sóng đánh tới, dập tắt ngọn lửa xanh biếc. Tế đàn quỷ dị trở lại bình thường thành đá ngầm. Tiếp tục. Trịnh Thương Minh cùng Bảo Huyền Kính cưỡi ngựa, cùng nhau về Lâm Truy. Thừa dịp không có ai, hai người đường thẳng phóng ngựa, tiếng hoan hô rơi rụng vang lên. Huyền Kính. Phía trước cần chậm lại, không thể phóng ngựa vào thành. Nhìn thấy Bảo Huyền Kính phía trước phóng ngựa, cười vui vẻ, khó được thể hiện bản tính tự do. Trịnh Thương Minh cũng tạm thời buông xuống cảnh giác với tên của La Sát Minh Nguyệt Tịnh, cùng với ràng buộc thế cục trên biển. Cứ thế mà rong ruổi một hồi lâu, mới lên tiếng nhắc nhở. Suy. Bảo Huyền Kính kéo dây cương, con tuấn mã đứng thẳng người lên, cất vó cao hí vang. Đường bên ngoài Lâm Truy này, tiểu bá ra phóng ngựa, quả nhiên là oai phong tuổi nhỏ. Hắn hoan hô cười nói, Trịnh Thúc, ta là người nhà họ Bảo, há lại sợ không kính quản lý giao thông. Gần đến dưới thành Lâm Truy, hắn lại gọi Trịnh Thúc thay vì Thương Minh Thúc Thúc để tránh hiểm nghi. Tuổi tuy nhỏ, nhưng rất tỉnh táo, không chỉ là có tài hoa. Điều này thực sự là phúc của nhà họ Bảo. Trong lòng Trịnh Thương Minh thầm khen ngợi, ngoài miệng chỉ cười, chỉ sợ ngươi vui quá mức, trong thành có người lại thích giáo hóa. Lời còn chưa dứt, đã thấy một bóng đen lướt qua ngang trời, tiếng gió rít gào. Trịnh Thương Minh lập tức bay lên, một tay kéo lấy Bảo Huyền Kính cả người lẫn ngựa, chắn ở sau lưng. Bắc Nha Môn lệnh bài vừa gọi, Lâm Truy đại trận lập tức hưởng ứng, thoáng chốc đạo nguyên gào thét, mắt thần như điện. Oành, lại có người bị trói gô, bị ném xuống trước ngựa. Duy Hoành Ca, Bảo Huyền Kính là người đầu tiên kêu lên kinh ngạc. Trịnh Thương Minh cũng nhíu mày chặt, Bảo Duy Hoành. Lại nhìn thấy lão nhân gia bên cạnh Bảo Duy Hoành từ trên trời giáng xuống, chỉ cảm thấy hoàn toàn không hiểu gì, Sương Hoa Bá. Đây là ý gì? Ngân Kiều Bảo Thị có ba bá, trong đó Sóc Phương Bá là chủ mạch, nắm giữ thực quyền và phong ấp. Còn lại Sương Hoa Bá quản lý chính trị, Anh Dũng Bá trong quân đội, đều là vinh lộc một mình, khi người mất thì tước hiệu bị xóa bỏ. Người lớn tuổi nhất là Sương Hoa Bá, Bảo Tông Lâm, cùng thế hệ với Bảo Dịch, một đời chưa lập gia đình, không có hậu duệ. Ông đã sớm từ quan quy ẩn, bế quan tu hành để tìm chân lý. Anh Dũng Bá Bảo Hành, nhỏ hơn một đời, tuổi lại gần với Bảo Dịch, đến nay vẫn còn chiến đấu sau Vạn Yêu Chi Môn. Để tích lũy công lao thừa tước, bởi vì ông còn có người theo đuổi, và vì ông có vài đứa con cần được tính xa. Con trai trưởng của Bảo Dịch là Bảo Bá Chiêu, Bảo Trọng Thanh đều lần lượt mất trong khi còn trẻ mạnh mẽ, nếu là gia tộc khác chắc chắn sẽ có chút động tĩnh. Nhưng Sóc Phương Bá có thủ đoạn thế nào, chỉ cần có hắn ngồi đó một ngày, tà tâm cũng chỉ là tà tâm, không ai dám sinh ra ý định làm phản. Cho đến khi Bảo Huyền Kính từ từ lớn lên,
bắt đầu thể hiện tài năng, các chi trong gia tộc cũng không còn âm mưu gì nữa. Bảo Duy Hoành, con trai của anh Dũng Bá, nổi tiếng là người không chịu thua kém, tài năng xuất chúng. Giờ đây Xương Hoa Bá lại đem hắn trói gô ném ở nơi này, lại là chuyện gì đang xảy ra? Bảo Huyền Kính vội vàng nhảy xuống ngựa, muốn đỡ Bảo Duy Hoành, nhưng lại bị Bảo Tông Lâm ngăn lại. Đại gia, Bảo Huyền Kính trên khuôn mặt nhỏ nhắn đầy vẻ kinh ngạc, vì sao lại như vậy? Bảo Tông Lâm tuổi đã khá lớn, Bảo Dịch đối với ông ta cũng vô cùng tôn kính, Bảo Huyền Kính tự nhiên càng không dám mất lễ nghĩa. Huyền Kính, nơi này không có chuyện của ngươi, ngươi hãy về phủ trước. Bảo Tông Lâm nét mặt nghiêm nghị, phẩy tay áo một cái, cuốn lấy Bảo Huyền Kính lên lưng ngựa, rồi cả người lẫn ngựa cuốn về hướng Lâm Trùy. Lúc này ông mới nói với Trịnh Thương Minh, đô úy đại nhân, Bảo thị có kẻ bất tài, lão phu không có mặt mũi nào tự hình phạt, xin bắt giữ đưa đến Bắc Nha Môn thẩm vấn. Liên quan đến công vụ, không phải do Trịnh Thương Minh có thể hòa hoãn. Hắn nắm chặt lệnh bài, nhìn thoáng qua Bảo Duy Hoành, không biết Bảo Duy Hoành này phạm tội gì. Bảo Tông Lâm mặt nghiêm nghị, Bảo thị chúng ta nhiều đời trung lương, vì nước vì dân. Hắn thân là con cháu Bảo thị, hưởng hết ân huệ quốc gia, lại tư tàng kinh Phật, đóng cửa đọc. Trịnh Thương Minh trong lòng thở dài một hơi. Nếu Bảo Duy Hoành thật sự phạm tội lớn, hắn đương nhiên cũng sẽ xử trí công bằng, nhưng không tránh khỏi việc khó nói chuyện trước mặt Sóc Phương Bá, ảnh hưởng đến giao tình mới xây dựng, thậm chí ảnh hưởng đến sự ăn ý quan trọng trên biển. Bá gia, Trịnh Thương Minh chậm rãi nói, triều ta dù không lễ Phật, nhưng cũng có gương của Khô Vinh. Thánh Thiên Tử đương triều, chưa từng ra lệnh rõ ràng cấm Phật. Đông vực có Huyền Không Tự, thiền âm cũng không thể tránh khỏi rộng lớn bao la. Dân gian đôi lúc có hương hỏa, đều là từ sự tự do. Hắn nhìn Bảo Tông Lâm, trước đây Võ An Hầu cũng luyện Phật công. Thích đọc kinh Phật, nhưng cũng không tính là sai lầm. Hắn không muốn nói Bảo Tông Lâm chuyện bé xé ra to, cũng không muốn tìm hiểu mâu thuẫn giữa Xương Hoa Bá và anh Dũng Bá, cũng không muốn dính vào tranh chấp nội bộ của Bảo gia, mọi chuyện liên quan đến Bảo thị, Sóc Phương Bá tự sẽ xử lý. Nhưng Bảo Tông Lâm lại nói, thích đọc kinh Phật thì không tính là gì, nhưng ta phát hiện hắn còn có quan tâm vượt mức bình thường đối với Khô Vinh Viện. Không chỉ tìm hiểu từ nhiều nguồn về lịch sử Khô Vinh Viện, mà còn tự mình đi lục soát khắp các con đường, hẻm phố, tìm kiếm dấu tích cố nhân. Vị lão bá gia này rất có danh vọng trong triều chính, ánh mắt ông lộ ra chút sợ hãi, nét mặt cực kỳ lạnh lùng và cứng rắn, lão phu không nỡ tra, cũng không dám tra. Vậy nên xin Bắc Nha Môn hỏi rõ, không cần kết quả gì, Bảo gia đều chấp nhận. Ba chữ Khô Vinh Viện vừa thốt ra, Trịnh Thương Minh lập tức giật mình. Sau khi nghe xong lời của Bảo Tông Lâm, hắn cũng không còn gì để nói. Năm đó vụ án Khô Vinh Viện lan rộng, ảnh hưởng sâu xa, có thể coi là án lớn nhất của Nguyên Phượng. Trước đó và sau này, không có vụ nào sánh bằng. Đến cả vụ phản loạn của Lâu Lan Công sau này cũng là do ảnh hưởng còn lại của vụ án này. Chẳng trách Bảo Tông Lâm lại cảnh giác như vậy. Gióng trống khua chiêng làm lớn chuyện này là để làm sáng tỏ cho Bảo gia. Nếu hắn mập mờ cho qua, ngược lại sẽ bất lợi cho Bảo thị. Lập tức, hắn nhấc lấy Bảo Duy Hoành, kẻ bị trói gô và phong bế miệng lưỡi, nghiêm túc nói, Bắc Nha Môn nhất định sẽ thẩm tra xử lý công bằng, cho Bảo gia một cái kết quả đáng tin. Cái kết quả này là dành cho Lâm Truy. Bảo Tông Lâm không nhìn thêm Bảo Duy Hoành một lần nào nữa, xoay người liền rời đi. Bảo Huyền Kính cẩn thận từng bước trở lại phủ Sóc Phương Bá. Con yêu mã kia đã bị móc sạch nội tạng, tự nhiên trước khi vào thành, liền đã biến mất. Bảo Duy Hoành vững tin Phật giáo, từ chối lời đồn đại, đối với Khô Vinh Viện lại có lòng thông cảm. Chịu tội đến mức này thì không khác biệt lắm. Điều này có thể ảnh hưởng đến tiền đồ của Bảo Duy Hoành, nhưng không ảnh hưởng đến Bảo gia. Đồng thời, việc Bảo Duy Hoành tìm kiếm lịch sử Khô Vinh Viện giờ đây có thể được giải thích rõ ràng. Không cần nói đến quan hệ hiện tại giữa Bảo gia và Trịnh gia, mà ngay cả mức độ trong sạch của Bảo Duy Hoành cũng có thể bảo đảm vụ án này sẽ được xử lý một cách hợp lý. Để Bảo Duy Hoành nghỉ ngơi tại nhà sẽ dễ dàng hơn so với việc sử dụng hắn hiện tại. Xem tình hình có thể khiến hắn không gượng dậy nổi, nhưng cũng có thể khiến lãng tử quay đầu. Hắn giống như con yêu mã kia, đã bị xử lý vô cùng sạch sẽ. Đinh Lan, hôm nay vì sao lại thất thố như vậy? Sau khi tiễn khách xong, Ôn Duyên Ngọc ngồi trên ghế, cầm một chén trà. Vị đại phu triều nghị này, quan đai bay bổng, khí chất khiêm nhường, lúc này có phần nghiêm túc hiếm thấy khi đứng trước mặt con gái mình. Hắn hỏi về việc Ôn Đinh Lan hôm nay tại thư lâu đã the thé quát lớn. 3 tuổi học chữ, 7 tuổi học lễ, từ nhỏ nàng đã lớn lên như một tiểu thư khuê các, điển hình của danh môn thục nữ.
chưa bao giờ có hành vi như vậy, chưa một lần nào. Mặc dù nàng rất nhanh đã điều chỉnh lại, tiếp tục ra ngoài tiếp đãi khách hứa, vẫn ôn uyển thục nghi như thường. Nhưng Ôn Duyên Ngọc, với tư cách làm cha, vẫn có chút bất an. Nếu như ngươi không muốn nói, có thể không nói, Ôn Duyên Ngọc nói. Dĩ nhiên hắn sẽ có cách của mình để tìm ra câu trả lời. Tam gia của Ôn Đình Lan, lão thái y Ôn Bạch Trúc, đang nằm trên ghế trúc ở cửa ra vào, đôi mắt lờ mờ, giống như đã thiếp đi. Chiều xuân hoàng hôn tại nhà Ôn, từ trước đến nay luôn yên bình như vậy. Nụ cười đoan thục trên khuôn mặt Ôn Đình Lan cứ thế biến mất. Nàng cũng ngồi xuống ghế, nhưng phải chống tay mới ngồi được, cầm một chén trà, nhưng không uống mà đặt xuống. Hai hàng nước mắt chảy xuống. Nàng nói, Yến Phủ trong lòng còn ở nữ nhân kia. Ta biết hắn không thể quên được. Vẻ nghiêm túc trên mặt Ôn Duyên Ngọc tiêu tan, thay vào đó là ánh mắt trìu mến. Tình yêu của cha mẹ dành cho con cái sâu sắc, khó mà diễn tả bằng lời. Hắn chưa từng để con gái phải chịu uất ức gì, nhưng con gái lại thương tâm đến thất thố vào ngày mà nhà trai hạ sính lễ. Nếu như ngươi không muốn gả, có thể không gả, hắn nói. Ôn gia ngược lại cũng không nhất thiết phải kết thân với Yến gia. Nhưng hai nhà đã quan hệ thông gia lâu như vậy, hai đứa nhỏ cũng đã ở chung lâu như vậy, nhận sinh lễ của Yến gia, giờ lại đến đòi hủy hôn, đây không phải chuyện có thể giải quyết một cách bình tĩnh. Dù Yến tướng có khoan dung độ lượng, sợ rằng cũng không nuốt trôi nỗi nhục này. Nhưng Ôn Duyên Ngọc không muốn con gái biết rõ những khó khăn này, hắn chỉ cần cho Ôn Đình Lan biết nàng có thể làm vậy. Con gái của hắn, Ôn Duyên Ngọc, vĩnh viễn có quyền lựa chọn. Ta khổ sở chính vì điều đó. Ôn Đình Lan ngồi ở đó, bình tĩnh rơi nước mắt, ta không thể rời bỏ hắn. Ở cửa ra vào, Ôn Bạch Trúc móc móc lỗ tai, đứng dậy rời đi. Ông nghĩ rằng Ôn Đình Lan bị ai bắt nạt hoặc có gì không thoải mái, nên ngồi ở đây nghe. Nhưng tình cảm không phải là căn bệnh có thể chữa bằng thuốc hay thảo dược. Bên trong biển sao, gợn sóng như bị một bàn tay vô hình vuốt lên, dần dần tan biến, dần dần cạn kiệt, dần dần hướng về không trung. Nguyễn Chu cúi đầu trên chiếc thuyền nhỏ màu bạc trắng, chỉ thấy tinh hà như gương, chiếu rọi ra khuôn mặt của mình. Cha, nàng nhắc nhở, ngài cứ tìm cá con mãi mà không thấy. Ở giữa có gợn sóng nổi lên, hẳn là do bầy cá. Pháp thiên cơ du này, nàng đã tu tập từ nhỏ. Đương nhiên còn chưa đủ để tham gia vào cuộc chiến thiên cơ của Khâm Thiên Giám, nhưng đánh một chút hạ thủ lại không có vấn đề. Mấy năm gần đây, thiên cơ dị thường mịt mờ gợn sóng, đứt quãng, có chỉ hướng, Nguyễn Tù vẫn luôn tìm kiếm những điểm rơi của thiên cơ, đồng thời khóa chặt gợn sóng tại một nơi nào đó trên tinh hà. Nhưng những rung động đó vừa rồi đã thoáng chốc bị dọn sạch, vậy thì thả lỏng một chút. Nguyễn Tù đứng trên quan tinh lâu, chắp tay, không quay đầu lại, lúc này mà tiếp tục tìm, sự việc vạn phần cố gắng cũng khó có một phần thành công. Hắn ngước nhìn lên bầu trời, chúng ta có chuyện trọng yếu hơn cần phải làm. Các bạn đang nghe chuyện Xích Tâm Tuần Thiên của tác giả Tinh Hà Dĩ Thậm tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.org. Chương 3253, trên đuổi tận Bích Lạc. Trong kẽ hở thời không giữa hiện thế và U Minh, một dòng suối cổ trong veo ngừng chảy. Nam tử bên bờ nín thở như tượng, cầm một nhánh cần câu trống không, dây câu thẳng tắp, treo rủ xuống mặt nước. Chỉ nhìn dây câu đó, giống như một cây bút thẳng không chuôi, cực nhỏ, cực sắc, như một thanh kiếm chống lấy yết hầu của thứ gọi là hoàng tuyền. Hắn cứ như thế cầm cần treo kiếm, đợi rất lâu. Xem như một trong những tồn tại tối cao của thế giới U Minh, Bạch Cốt Tôn Thần chấp trưởng hoàng tuyền từ lâu. Sau khi hàng thân vào hiện thế, lột xác thành người, thần đã gần như từ bỏ tất cả những gì thuộc về U Minh. Nhưng căn cơ truyền đạo này, liên quan đến từng là thần của U Minh, hắn lại không nỡ từ bỏ. Thay vào đó, hắn tĩnh giấu nó trong kẽ hở thời không, chờ đợi tương lai sử dụng. Nói cho cùng, thần giữ lại cho mình một đường lui. Nếu con đường siêu thoát trong hiện thế không thông, hắn có thể trở về làm U Minh tôn thần. Có một tòa hoàng tuyền ở đó, hắn có thể dễ dàng tái tạo Bạch Cốt thần quốc. Lại vào giai đoạn sơ cấp khi phát triển đạo thai hiện thế, hoàng tuyền là lực lượng phi thường hữu ích. Hắn có thể không thành thần, nhưng dùng hoàng tuyền kết ấn, bí mật hạ cờ mà không liên quan đến bản thân. Ví như Diệp Lăng Tiêu rèn đúc kim thân tài thần, Khương Vọng tại yêu giới mô phỏng thành Trì Vân Sơn Thần, Bạch Cốt có thể làm còn tốt hơn. Dù Bạch Cốt không tiện làm giống Diệp Lăng Tiêu, dùng Vân Quốc Thương Hội để ẩn mình trong hồng trần cuồn cuộn, nhưng bản thân Hoàng Tuyền đã là môi giới thần đạo tốt nhất, cũng là tín ngưỡng bình chứng tốt nhất. Vấn đề duy nhất là Hoàng Tuyền đã bị tìm thấy. Người một mực tìm kiếm Bạch Cốt đang ở đây chờ đợi hắn. Không cần biết hắn hiện tại là người hay quỷ,
chuyển thế hay là vãng sinh. Vương Trường Cát và Khương Vọng đều không thiếu kiên nhẫn, đang đến gần cái tên gọi là Bạch Cốt Tôn Thần, nhất là sẵn sàng chờ đợi lâu dài. Nhưng sự chờ đợi dài đằng đẵng này vẫn chưa có kết quả. Chuyện như nước chảy thành sông, dường như lại đầy khó khăn trắc trở. Hoàng Tuyền tĩnh lặng, từng vòng, vô tận vô cực. Hình bóng trên mặt nước với nụ cười ôn hòa, cứ thế rung vỡ. Hoàng Tuyền, mất chủ. Vương Trường Cát chậm rãi nói. Hoàng Tuyền mất chủ. Chỉ có hai khả năng. Đạo thai của Bạch Cốt Hàng Thế đã tử vong. Hoặc là, thần đã từ bỏ Hoàng Tuyền. Thần liệu có biết, nơi này có người đang chờ đợi. Thần liệu có chú ý đến, Vương Trường Cát vĩnh viễn hướng về thần với ánh mắt xa tầm. Một bộ áo xanh rơi xuống bên bờ, thiên hạ hôm nay có thanh kiếm nổi bật nhất, hiện tại đang yên tĩnh giấu trong vỏ, treo ở bên eo của hắn. Sát ý nặng nề như vực sâu thăm thẳm, như thú bị nhốt trong lồng, thoạt nhìn chỉ như một đêm tĩnh lặng hoàn toàn, chỉ khi nó thật sự bộc phát, người ta mới biết nó cuộn trào mạnh mẽ đến nhường nào. Khương Vọng cứ thế đứng yên bên cạnh Vương Trường Cát, nhìn bóng hình vụn vỡ trong nước. Sau đó cùng lúc dùng ngón tay vạch một cái, khiến dòng bảo tuyền này sao động, gợn sóng lan ra bốn phương tám hướng, toàn bộ đều bị chặt đứt. Nhàn nhạt nói, ngươi trước luyện hóa nó. Sau đó chúng ta lại tìm giọt hoàng tuyền thủy kia, xem từ đâu mà tới. Dòng bảo tuyền này, một trong cửu tuyền của U Minh, sau khi mất chủ cũng mất đi sự ẩn giấu của nó. Nó tự tỏa ra bảo khí, chẳng khác nào chuông lớn vang vọng hoang dã, tuyên bố sự tự do của nó với thế giới U Minh. Thả hươu vào nguyên dã, không tránh khỏi dẫn đến tranh đoạt khắp nơi. Nhất là những tồn tại cổ xưa trong thế giới U Minh, dù từng cái tự giữ cho mình, việc không liên quan thì mặc kệ. Để cho cường giả hiện thế đi ngang qua U Minh, thần quốc phạm vi bên ngoài thần quỷ sinh diệt. Nhưng nếu liên quan đến lợi ích căn bản, các thần sẽ không phải là những thiện nam tín nữ gì cả. Khương Vọng làm những chuyện như vậy, chính là tạm thời thu hẹp lại con hươu bảo này vào trong tầm kiểm soát, đóng cửa để tiêu hóa cho tốt, tránh vô vị tranh chấp. Sở dĩ nói là vô vị tranh chấp. Bên ngoài U Minh, hắn cũng không sợ bất cứ thần linh U Minh nào. Chỉ là ngay lập tức trọng điểm đang ở Bạch Cốt, hắn cũng hy vọng Vương Trường Cát có thể an ổn luyện hóa Hoàng Tuyền, không muốn làm chuyện tranh giành vô ích, vẻn vẹn lãng phí cơ hội. Nếu không thể chờ giọt Hoàng Tuyền thủy kia phản hồi cho đạo thai hàng thế thân của Bạch Cốt, vậy thì chỉ còn cách truy tìm nó đến cùng. Ai đã hóa ra giọt Hoàng Tuyền thủy này? Người này chắc chắn có liên hệ với hàng thế thân của Bạch Cốt. Vương Trường Cát lặng lẽ đứng dậy, từng bước đi vào trong Hoàng Tuyền. Nước Hoàng Tuyền rõ ràng lại trong vắt, để lại đời người hời hợt rồi rời đi. Sau khi vứt bỏ Hoàng Tuyền, đạo thai hàng thế thân của Bạch Cốt cũng đã cắt đứt hoàn toàn liên hệ cuối cùng với U Minh. Về liên hệ này, vừa mới bắt được đã bị chặt đứt, khiến việc truy tìm tung tích hắn trở nên khó khăn. Có thể nói, hành động vứt bỏ Hoàng Tuyền này còn khiến người ta bất an hơn cả việc vứt bỏ Hoàng Tuyền bản thân. Bởi vì điều này đại diện cho sự nhận biết của Vương Trường Cát về Bạch Cốt Tôn Thần trở nên mất cân bằng, không còn rõ ràng. Nhiều năm nhìn chăm chú lẫn nhau, hắn đã là người hiểu rõ Bạch Cốt nhất trên đời. Nhưng đối với Bạch Cốt Tôn Thần đã từng, thời gian trôi qua những năm này cũng chỉ là một khe hở của phù sinh. Đó là một sinh mệnh khổng lồ và phức tạp, gần như không giới hạn. Trong dòng thời gian và không gian rộng lớn ấy đã từng có Trang Thừa Càn, Tống Uyển Khê, hiện tại là Khương Vọng, Vương Trường Cát, tất cả bọn họ hiểu biết về Bạch Cốt đều chỉ là một góc. Bôn ba dài lâu mà không có kết quả, chờ đợi dài đằng đẵng lại chỉ là công dã tràng. Nhưng dù là Vương Trường Cát hay Khương Vọng, cả hai đều biểu hiện rất bình tĩnh, bởi vì bọn họ đã quen thuộc. Quen với sự bôn ba vô vọng, quen với việc trả thù có lẽ cũng không khả thi. Dù sao đó cũng là một vị thần U Minh, tồn tại ở cấp độ siêu thoát. Vậy giờ phải làm sao? Chỉ có thể tiếp tục tìm kiếm, chỉ có thể quay lại một lần nữa. Nhân sinh có giới hạn, nhưng việc này lại không bờ bến. Vương Trường Cát lội nước mà đi xa, nước Hoàng Tuyền từng bước chìm qua đỉnh đầu hắn. Khương Vọng đứng ở bên bờ hộ pháp. Không bao lâu, tiếng cốt mịch chảy ào ào. Suối Tâm không ngừng nuốt lấy bong bóng. Tay của Vương Trường Cát từ suối Tâm nhô lên. Đó là một bàn tay khô ráo khác thường, chỉ có ngón trỏ nâng lên, trên đầu ngón tay dừng lại một giọt nước. Giọt nước này chậm rãi bay về phía Khương Vọng, vừa rơi mặt suối liền bắt đầu nhanh chóng đục ngầu, nhiễm đầy những tin tức rườm rà của Hồng Trần. Cuối cùng quay về Hoàng Tuyền Thủy, chính là giọt này. Tin tức trên đó đã không còn tồn tại, ngươi đi trước truy tìm tung tích. Tay của Vương Trường Cát lại chìm vào trong nước, giọng hắn nói, ta luyện hóa Hoàng Tuyền rồi sẽ đuổi theo. Truy tìm đạo thai hàng thế thân của Bạch Cốt,
cơ hội có thể chỉ chớp mắt mà qua. Đối với Vương Trường Cát, việc này quan trọng hơn tất cả. Việc đầu tiên hắn làm khi nhảy vào Hoàng Tuyền không phải là cấp tốc luyện hóa Hoàng Tuyền, mà là tìm được giọt nước này vốn nên phản hồi cho hàng thế thân của Bạch Cốt, nhưng cuối cùng lại trầm mặc trong dòng nước Hoàng Tuyền. Vương Trường Cát không nói nhiều, Khương Vọng cũng không nói thêm lời nào. Khi thấy giọt Hoàng Tuyền thủy tới gần, Khương Vọng chỉ đưa tay đè xuống một hòn cầu đá màu xanh, vượt qua Hoàng Tuyền mà qua, tạm thời phòng trấn, giúp đỡ che giấu. Thân hình hắn hóa thành ngàn vạn tia ánh sáng, không ngừng xuyên qua giọt nước Hoàng Tuyền, cũng không ngừng xuyên qua các kẽ hở thời không. Ầm ầm, Đào Hữu Hạ đang đổ mưa, mưa nhỏ chuyển thành mưa rào, thỉnh thoảng có tiếng sấm. Sấm sét chớp mắt lóe lên ánh sáng rực rỡ, tiếng sấm vang dội xen lẫn trong không trung, giống như bút vẽ của sáng thế thần nhân, phác họa ra hình ảnh một người áo xanh hạ xuống. Những hạt mưa treo tĩnh tại quanh người hắn, giống như một bức tranh, cách hắn ba thước bên ngoài, mưa vẫn tiếp tục rơi. Đào Hữu Hạ, sau nhiều năm lại quay lại, Khương Vọng trong mắt thoáng có một sợi mê mang. Chính Thanh Điện, Thanh Văn Tiên tiêu chuẩn, Như Mộng Lệnh, Ô Liệt cùng Lâm Hữu Tà đột nhập vào thuyền. Đây quả thật là một nơi để lại ấn tượng sâu sắc. Giọt Hoàng Tuyền thủy kia, cuối cùng manh mối đường đi lại đoạn tại nơi này. Chính xác hơn, đoạn tại vùng biển xung quanh đảo Hữu Hạ. Giọt nước này nhất định đã từ đảo Hữu Hạ rơi xuống, xuyên qua nước biển và vỏ trái đất, nhỏ xuống kẽ hở hiện thế, hướng về Hoàng Tuyền. Đáng tiếc khi tiếp tục tìm kiếm, lại không thể chạm đến nữa. Dường như có một lực lượng nào đó, vào khoảnh khắc giọt Hoàng Tuyền thủy rơi xuống biển, đã xóa đi tin tức của nó. Là Bạch Cốt hàng thế thân tự hủy sao? Cần gì phải để nó trở về Hoàng Tuyền thêm một bước này nữa? Bạch Cốt hàng thế thân thông qua Hoàng Tuyền khống chế giọt Hoàng Tuyền thủy này, ảnh hưởng xa đến người nào đó hoạt động trên đảo Hữu Hạ vào lúc ấy, rồi lại chặn giọt nước này trên đường quay về, rửa sạch nó, sau đó thả nó trở lại. Sau một thời gian, lại vứt bỏ cả Hoàng Tuyền. Nghĩ thế nào, cũng có chút vấn đề. Khương Vọng nghĩ mãi không thông, đành tạm gác lại. Một đảo Hữu Hạ lớn như vậy, mỗi ngày lui tới người vô số kể, cư dân trên đảo có đến hàng trăm ngàn người, giọt Hoàng Tuyền thủy này có thể hướng về người nào đây? Đảo Hữu Hạ dù sao cũng không phải là nơi vô chủ. Khương Chân Quân như vậy đột ngột giáng lâm nơi này, lại vô tâm che giấu thân phận, tự nhiên thu hút rất nhiều sự chú ý. Rất nhanh có từng nhóm tu sĩ bay lên, nhưng đều không nói mà hạ xuống. Có lẽ có những tu sĩ không biết đến Khương Vọng, nhưng hai năm nay quả thực không nhiều. Mưa rào như thác nước từ bầu trời, chợt có tinh hà phun trào. Đó là tiên niệm của Khương Vọng, từ nam đến bắc, bóng sáng hư ảo hiện ra trên cao, không ảnh hưởng đến trận mưa vẫn tiếp tục. Nhưng tại bầu trời mọi người đang ngóng nhìn, để lại một cảnh tượng kỳ diệu. Nhiều năm sau, có lẽ cũng không thể quên. Ý niệm của người, hóa ra có thể chói lọi như thế. Kia là Trấn Hà Chân Quân, hàng trăm ngàn tiếng vang lên, từng tiếng lọt vào tai. Trong mưa còn dư lại tiên niệm tinh hà dưới ánh tà dương, Khương Vọng cũng đã biến mất trong mưa. Khách sạn Quan Lan, phòng số 3 chữ Thiên, Khương Vọng chỉ cần một bước liền bước vào. Tuần sát hải vệ của đảo để lại phong tỏa, bao gồm thủ đoạn tiện tay của Sóc Phương Bá, đều bị hắn lướt qua mà không chút rung động. Loảng xoảng, loảng xoảng, loảng xoảng. Gió lớn thổi đến cửa sổ không ngừng, làm cửa không khép kín phát ra âm thanh vang lên. Khương Vọng đứng trong căn phòng đầy dây leo xanh leo tường. Hắn rất nhanh bắt được khí cơ lưu lại trong căn phòng này, trong đó có chút khí cơ hắn rất quen thuộc, đương nhiên cũng thấy chữ của Doãn Quan lưu lại. Trước ngày hôm nay, cả đảo Hữu Hạ không có thời điểm nào phức tạp như vậy. Trong khách sạn này đã có những ai tới qua. Khương Vọng xoay người lại, hỏi Diệp Hận Thủy, người vừa đột nhiên xuất hiện ở cửa ra vào. Vị minh chủ Trấn Hải Minh này, tổng đốc vùng biển của Đại Tề Đế Quốc, hiện nay là người nắm giữ quyền lực cao nhất toàn bộ quần đảo gần biển. Sau khi Khương Vọng hiện thân, hắn tới rất nhanh. Dĩ nhiên hắn không phải vô cớ mà tới. Khương Vọng nói thêm, tổng đốc các hạ, ta cần thông tin chân thực nhất, không phải những gì ngoài kia đồn thổi. Không thể không nói, lão gia tử Trọng Huyền đã qua đời quả là có ánh mắt nham hiểm. Trong toàn bộ triều đình văn võ, chọn được Diệp Hận Thủy, một sủng thần lúc bấy giờ để thông gia. Nếu cuộc hôn nhân giữa Trọng Huyền thắng và gia tộc hình thành công, lấy con gái của em gái Diệp Hận Thủy làm thê tử, thì quyền thế của Trọng Huyền gia hiện nay quả thật không thể tưởng tượng nổi. Dĩ nhiên Trọng Huyền thắng không cần thông gia để củng cố tước vị, điều này là điều duy nhất mà hắn không thể giao dịch. Diệp Hận Thủy gần như không do dự gì, rất thẳng thắn nói, Ngũ Quan Vương và Đô Thị Vương của Địa Ngục Vô Môn. Trần Khai Tự, chấp sự phía nam của tập hình Ti Cảnh Quốc.
Tưởng Nam Bằng, đội trưởng kính vệ của Đài Kính Thế Cảnh Quốc. Miêu Nhữ Thái, em trai của quận trưởng Thương Thuật, Miêu Tinh Dương. Thuộc hạ của Miêu Nhữ Thái, một người trẻ tuổi tên Cù Thủ Phúc. Từ Tam của Đại La Sơn, Tần Quảng Vương thủ lĩnh địa ngục vô môn. Nói đến đây, hắn mới dừng một chút rồi tiếp tục, Điền An Bình. Đến thời điểm này, nếu ai còn nghĩ rằng Diệp Hận Thủy có thể đạt được như hôm nay chỉ nhờ viết vài bài thơ thanh từ đẹp đẽ, thì thật sự nên tự mình rửa não, nghĩ lại. Những chuyện phức tạp xảy ra trong phòng số 3 của khách sạn Chữ Thiên rất nhanh được phát sinh rồi kết thúc, sau đó có thêm vài nhóm người lần lượt đến, nhưng đều không có động tĩnh gì quá lớn. Diệp Hận Thủy trong quá trình xây dựng phủ tổng đốc gần biển gần như ẩn mình, nhưng xuất hiện trong căn phòng này, mỗi người chỉ cần để lại dấu vết nào đó, hắn đều ghi chép tên. Hắn nắm rõ thế cục gần biển, không như nhiều người nghĩ rằng hắn chỉ đang trong giai đoạn thống nhất quyền hành sơ bộ. Đem toàn bộ Trấn Hải Minh, các tông môn quần đảo gần biển, đưa vào hệ thống mới của phủ tổng đốc gần biển, còn phải thể hiện phong độ của một đại quốc, là một công việc vô cùng phức tạp. Trong quá trình này, hắn còn lắng nghe bốn phương, truy ngược dòng, không tránh khỏi tạo nên một phong thái thong dong. So với Tổng đốc Nam Hạ Tô Quan Doanh và Thống đốc quân sự Nam Hạ Sư Minh Thành, sau 9 năm trị hạ mượn xu thế hưng trị của toàn bộ Nam Hạ, tiến lên con đường quan lộ, Diệp Hận Thủy tiến trình tại quần đảo gần biển có lẽ còn nhanh hơn rất nhiều. Khương Vọng biết rõ vì sao Diệp Hận Thủy lại dừng lại khi đề cập đến Điền An Bình. Khi giáng lâm đảo Hữu Hạ, hắn đã cảm giác được, cách đó không xa tại một vùng biển, Điền An Bình đang trong quá trình siêu phàm đăng đỉnh. Còn hắn và Điền An Bình, khi trước còn ở động chân cảnh giới, đã từng có một lần giao phong trên biển. Trận chiến đó chưa từng công khai, nhưng tầng lớp cao của Tề Quốc không ai không biết. Điền An Bình điên dại từ trước đến nay, cuối cùng đã che lấy cái cổ giống như một con chó bại trận mà một mình rời đi. Diệp Hận Thủy khẩn cấp đuổi tới đảo Hữu Hạ, chưa chắc không phải vì lý do này. Điền An Bình là chân nhân của Tề Quốc, sắp trở thành chân quân của Tề Quốc. Tổng đốc gần biển như Diệp Hận Thủy tất nhiên phải hộ đạo. Mặc dù Khương Vọng từ trước đến nay rất quy củ, đối với Tề Quốc cũng thân mật, nhưng bước này của hắn cũng là không thể không vượt tới. Đó là trách nhiệm, cũng là thái độ. Khương Vọng đương nhiên không định vô cớ vung kiếm chém ngang, khiến Điền An Bình rơi khỏi con đường đỉnh cao, trừ phi hiện tại chứng minh giọt hoàng tuyền thủy kia có liên quan đến Điền An Bình. Miêu Nhữ Thái tại sao lại xuất hiện ở đây? Hắn hỏi. Hắn dù sao cũng từng giữ chức tại Tử Cực Điện, không đến mức không biết quận trưởng Thương Thuật, Miêu Tinh Dương. Huống hồ người này còn có quan hệ thông gia với Sóc Phương Bá. Nhưng hắn cũng biết, trong gia tộc Miêu, mạnh nhất là Miêu Tinh Dương, khi đó được gọi là có hy vọng thần lâm, hiện nay đã là tiếp cận thần lâm. Còn cái tên Miêu Nhữ Thái, lúc đó hắn thậm chí chưa từng nghe qua. Những người xuất hiện trong căn phòng số 3 của khách sạn Quan Lan, Khương Vọng đại khái đều đã biết lý do họ xuất hiện ở đây. Đều có thể dễ dàng liên hệ đến một nguyên nhân nhất định. Chỉ có Miêu Nhữ Thái, trông rất giống một con chó lạc vào bầy sói. Cũng không phải hắn có ý kiến gì với Miêu Nhữ Thái. Chỉ là nguy hiểm đôi khi có mối quan hệ trực tiếp với khả năng. Người ở dưới chân núi bồi hồi, không thể ngã chết trên đỉnh núi. Căn phòng này được bao bọc bởi dây leo xanh, xanh biếc nhưng cũng có những chỗ bị đục khoét, trông như mùa xuân tràn đầy sức sống. Dù đã lâu trôi qua, sát khí vẫn chưa tan hết. Nơi phức tạp và đầy hiểm nguy như thế, Miêu Nhữ Thái làm sao có thể bước vào? Chỉ cần Khương Vọng không tìm phiền phức, Diệp Hận Thủy cũng không giấu giếm, từ ghi chép ra biển mà xem, Miêu Nhữ Thái đến để thị sát sinh ý trên biển, 2 năm nay có rất nhiều người ra biển kinh doanh. Cù Thủ Phúc là một người có chút danh tiếng trong buôn bán trên biển. Chuyến này Cù Thủ Phúc mua sắm Lịch Dương Châu, tiêu thụ rất tốt ở đảo Hữu Hạ. Như bảo dịch phái người ra biển để đối phó Điền An Bình, khẳng định phải giọt nước không lọt. Khương Vọng quan tâm đến sự tình, Điền An Bình cũng biết quan tâm. Nếu Khương Vọng có thể đơn giản tra ra vấn đề của Miêu Nhữ Thái, thì Điền An Bình tự nhiên cũng có thể làm được. Diệp Hận Thủy, dù có phát giác được một chút ẩn tình, cũng sẽ không đem những suy đoán đó ra nói. Xem ra hắn bị cuốn vào chuyện này một cách ngoài ý muốn, Khương Vọng nói. Diệp Hận Thủy không đưa ra đánh giá gì về việc này, chỉ nói sau khi biến cố xảy ra trong phòng khách sạn, còn có vài nhóm người khác chạy tới là Sở Quốc Trung Ly Viêm, Gia Cát Tộ, cùng với Sóc Phương Bá của Tề Quốc. Trung Ly Viêm đến sao? Đấu Chiêu lại không có ở đây, còn có Gia Cát Tộ. Hai người của Sở Quốc chẳng lẽ đến du ngoạn? Khương Vọng hỏi. Diệp Hận Thủy mỉm cười. Bọn hắn chính là như vậy báo cáo. Còn Sóc Phương Bá? Khương Vọng hỏi tiếp, tự mình đến để điều tra chuyện của Miêu Nhữ Thái.
Diệp Hận Thủy lộ ra biểu cảm như muốn nói lại bị ngươi đoán trúng, Sóc Phương Bá cũng thông báo như vậy với phủ tổng đốc gần biển. Mọi chuyện dường như càng lúc càng phức tạp, nhưng với Khương Vọng, ngược lại càng đơn giản hơn. Đã bảo Dịch chủ động đứng ra gánh trách nhiệm cho Miêu Nhữ Thái, hắn không có cách nào xác định Miêu Nhữ Thái thực sự bị cuốn vào sự cố một cách ngoài ý muốn hay không. Ầm ầm, một tia chớp xé ngang bầu trời. Hắn nhẹ nhàng gật đầu với Diệp Hận Thủy, nói một tiếng cảm ơn. Liên hóa thành vạn sợi ánh sáng lấp lánh, xuyên qua mưa mà đi. Đoán tới đoán lui, thực sự là quá phiền phức. Hắn càng quen thuộc cách tiếp cận trực tiếp để hỏi. Chương 3254, không ngại đi trong mưa. Bảo Dịch một mực đi trong mưa, từ mưa phùn, mưa nhỏ, cho đến mưa to. Nhiều khi đều như vậy, ngươi càng đi xa, thiên ý càng không như lòng người mong đợi. Hắn đã quen thuộc với nhân sinh ẩm ướt như thế. Khi hắn còn trẻ, từng lấy tên Phiếu Diêu, cùng vị tài hoa xuất chúng của gia tộc Trọng Huyền là Trọng Huyền Minh Đồ ngang hàng. Nhưng khác với Trọng Huyền Minh Đồ luôn xuôi gió xuôi nước trước khi phạt hạ, quá trình trưởng thành của hắn lại vô cùng long đong. Khi còn bé bị cho là người không có tài năng, cố gắng hết sức để chứng minh bản thân, lại bị bài xích vì tính cách. Đi đến ngày hôm nay, những gì nên mất không nên mất, hắn đều đã mất hết. Hắn không được cha yêu thương, thậm chí vì tính cách quá kịch liệt khi còn trẻ, mà quan hệ cha con phát triển thành sự chán ghét. Là huynh trưởng của hắn, những người thứ huynh đều đã chết, con trai trưởng của anh cả cũng qua đời. Cha của hắn sau khi hoàn thành mục tiêu sinh thêm một đứa cũng không được may mắn, đến lượt hắn thừa kế tước vị không phải do hắn muốn. Trong khoảnh khắc gian nan nhất của cuộc đời, phần long đong nhất chính là điều này. Sau khi con trai trưởng Bảo Bá Chiêu mất, Bảo Dịch lại phải nhấn mạnh câu nói này. Hắn phải nhấn mạnh rằng gia tộc Bảo không có huyết mạch thí thân, muốn rửa sạch trên người vĩnh viễn không sạch tiếng xấu. Một câu cha nào con nấy cũng có thể khiến hắn trằn trọc không ngủ, hận đến muốn cầm đao giữa đêm khuya. Rõ ràng trước đây hắn là đường đường chính chính được đến danh tước, rõ ràng hắn cũng tại trước từng tin tức về sự ra đi của người thân, đau đến không muốn sống. Thậm chí, coi như không nắm lấy tước vị Sóc Phương này, với năng lực của hắn, sao lại không thể tự mình kiếm ra một danh tước? Sương Hoa Bá Bảo Tông Lâm kính hắn như thần, Anh Dũng Bá Bảo Hành vì hắn mang binh. Thậm chí có thể nửa công khai mà nói, trước đây Bảo Hành có thể phong bá trận chiến đó, chính là hắn nhường công. Gia tộc Bảo một nhà ba bá, là hắn một tay sáng tạo phồn vinh. Hắn là chân nhân đương thời, tuổi cũng đang độ sung mãn. Khi Trọng Huyền Minh Đồ đứng ở đỉnh cao năm đó, hắn cũng đứng vững ở đây ngắm nhìn phong cảnh. Nhưng hắn vĩnh viễn không thể ngẩng đầu lên vì hắn có một đứa con trai tên Bảo Trọng Thanh. Nhưng hắn cũng không thể cúi đầu vì khi cúi đầu, hắn liền nghĩ đến Bá Chiêu, một đứa con tốt như vậy, như vẫn còn trong tã lót, ngẩng đầu hướng về hắn cười. Cả đời đều phải nghển cổ đi về phía trước vì đều sống trong cảnh ngộ khó khăn. Bảo Huyền Kính thiên tư vượt trội hơn người, như là món quà từ trời đền bù cho hắn. Hắn muốn bồi dưỡng đứa nhỏ này thành tốt nhất, không cho phép ai tổn thương nó. Hắn rất thương đứa nhỏ này, nhưng không thể quên rằng chính mình đã tự tay khiến cha của đứa nhỏ biến mất. Ấn tượng của Tiểu Huyền Kính về cha chỉ là khi còn trong tã lót, cái nhìn ấy, liệu có từng do dự, có từng hối hận. Nhiều hơn chính là trìu mến, vẫn là áy náy, không ngại đi trong mưa, ầm ầm ầm. Tia chớp cong như có khí thế, như khe hở của trời. Nam tử áo xanh treo kiếm kia liền xuyên qua khe hở mà đến, giống như cửa trời nứt ra. Bầu trời u ám là chiếc áo choàng dài của hắn, mây đen và mưa rào như cờ tung bay. Bảo Dịch ngẩng đầu nhìn, dần thấy người này càng gần, còn bầu trời càng xa. Bá gia, Khương Mỗ có một chuyện không rõ. Mưa rào phân ra thành màn, Khương Vọng bước tới, đi thẳng vào vấn đề, không biết có thể giải thích giúp được không? Bảo Dịch dừng lại trong mưa. Chỉ một thoáng yên tĩnh rồi mỉm cười, chúng ta là bằng hữu cũ, Khương chân quân cần gì phải khách sáo thế? Ta có gì đó có thể đáp được cho chân quân, xin cứ nói ra. Khương Vọng bước chân không ngừng, lời nói cũng rất trực tiếp, ngài mới từ khách sạn Quan Lan đi ra, chắc hẳn cũng biết rõ nơi đó xảy ra chuyện gì, biết rõ những ai đã giao phòng ở đó. Ta muốn biết, tại sao Miêu Nhữ Thái của quận Thương Thuật lại xuất hiện ở đó? Bảo Dịch khẽ nâng mắt, lông mày chợt nhướng cao lên, có phần kiên cường, ta muốn biết Khương chân quân vì sao lại quan tâm đến chuyện này. Khương Vọng bước đến trước mặt hắn, đứng vững, ta có một kẻ địch, sinh tử đại địch. Manh mối cuối cùng của thần được giấu trong căn phòng khách đó. Bất kỳ chi tiết nào liên quan, ta đều quan tâm. Có thể khiến Khương Vọng nhấn mạnh là sinh tử đại địch đã ngày càng ít,
nhưng gần như mỗi kẻ đó đều đã bị hắn diệt dưới kiếm của mình. Bảo Dịch nhất định phải hiểu rõ sự nghiêm trọng của chuyện này, biết rằng đây là chuyện không thể cứu vãn, vì vậy hắn hỏi, Khương Chân Quân nghĩ thế nào? Khương Vọng bình tĩnh nhìn hắn, nếu ngài nói đó là ngoài ý muốn, ta sẽ tin là ngoài ý muốn. Mưa như tấm màn, bay trong gió, sóng biển ầm ầm lật tới, vĩnh viễn không ngừng nghỉ. Sau một thoáng trầm mặc, Bảo Dịch cười một tiếng, nhưng Khương Chân Quân chê cười, Miêu Nhữ Thái là ta phái ra biển. Hắn tìm được khách sạn Quan Lan, có lẽ ở đó phát hiện được manh mối nào đó. Ta phái hắn ra biển điều tra Điền An Bình. Ta không chỉ phái mình hắn ra biển, mà còn làm thêm nhiều sự chuẩn bị khác. Mục đích cuối cùng là để thu thập chứng cứ phạm tội của thống soái Trảm Vũ Điền An Bình. Lần này Cửu Cung Thiên Minh và Bá Phủ Tiên Cung có phát động ở hải ngoại, ta nghi ngờ Bá Phủ Tiên Cung nằm trong tay hắn. Bên trong đó là thứ năm đó hắn đoạt được từ Liễu Thần Thông. Khi đó hắn giết thế tử của Danh Môn là vì giết người đoạt bảo. Hắn nói với giọng rất bình thản, hành động lần này của ta có tư tâm là để cầu công, cũng có công tâm là vì quốc gia. Nếu việc này được chứng thực, người này nhất định không thể gánh vác chức vụ quan trọng này, ta phải vì nước loại trừ mối họa. Nói như vậy, quả thực hợp lý. Bảo Dịch nói thẳng ra những hiểu lầm và hành động của mình đối với đồng liêu binh sự đường. Đủ để thấy sự thẳng thắn của hắn, một khi mọi chuyện lộ ra ngoài, chắc chắn gia tộc Điền sẽ không chịu chết không thôi. Triều đình cũng tất nhiên sẽ trừng phạt hắn. Việc này có chứng cứ không? Khương Vọng hỏi. Cho đến giờ vẫn chưa có bất kỳ chứng cứ nào, tạm thời chỉ là hiểu lầm cá nhân của ta. Bảo Dịch biểu tình nghiêm túc, vì vậy ta nói, lần này ta hành động tư tâm rất nặng. Trận chiến Hạ Quốc, trận chiến Mê Giới, ta đều không tham gia kịp. Đại Tề có cương vực hôm nay, uy danh dần dần lan rộng, trước khi Thần Tiêu không có chiến sự. Ta nóng lòng cầu công, muốn trước khi có chiến sự Thần Tiêu, tiến thêm một bước, chuyện Điền An Bình, theo ta thấy là cơ hội. Ta có hai điểm để trấn an tư tâm của mình. Thứ nhất, ta tuyệt đối sẽ không mưu hại hắn, cũng không làm tổn hại sự thật. Thứ hai, từ trước đến nay ta đều không đồng ý cho hắn vào binh sự đường, ta không nghĩ người như hắn là người phù hợp để làm thống soái binh gia. Ta kiên định cho rằng Trảm Vũ Quân giao cho người khác thống lĩnh sẽ tốt hơn. Vị sóc phương bá này, đứng dưới mưa tự nói, chí ít trong chốc lát này, vô cùng chân thành tha thiết. Bởi vì hắn có nghiên cứu sâu sắc về người như Khương Vọng, biết rõ cách ứng đối chính xác là gì. Cứng rắn là vô ích, che giấu cũng không chắc thành công, ngược lại có thể mất đi sự tin tưởng. Sau một lúc trầm mặc, Khương Vọng cuối cùng nói, việc này ta coi như chưa từng nghe qua. Bảo Dịch đứng yên trong mưa, lời của Khương Chân Quân, ta đương nhiên tin tưởng. Khương Vọng lại nói, chỉ là ta có thể phát hiện ra điều gì đó không ổn, Điền An Bình cũng có thể. Nhưng hắn sẽ không trực tiếp hỏi ta, và ta cũng sẽ không trực tiếp trả lời hắn. Bảo Dịch bình tĩnh nói, hiểu lầm cũng chỉ là hiểu lầm, giống như ta hiện tại cũng đang hiểu lầm hắn. Cả triều văn võ, quyền quý công khanh đều hiểu lầm lẫn nhau. Ai dám moi gan moi tim ra, những hiểu lầm này cũng sẽ không ảnh hưởng gì cả. Chúng ta cần chỉ là chứng cứ. Quả thật, đây là một người vô cùng tỉnh táo, cũng vô cùng kiên quyết. Khương Vọng thật sâu liếc hắn một cái, nhẹ nhàng thi lễ, hóa thành ánh sáng lẫn vào trong chớp, lấp lóe liền biến mất xa xa. Thuyền thuần trắng, phi hành trong tầng mây nặng nề. Lôi điện va chạm trong không trung, tạo ra một tia lửa, chớp mắt đã nhuộm thành màu xanh. Ngọn lửa xanh biếc hơi lay động, khảm vào đôi tròng mắt màu xanh lục. Tà dị mà điên cuồng, chiếu lên gương mặt tuấn tú như tượng của người. Doãn Quan để tóc dài khoác rủ xuống, khoanh chân ngồi ở đuôi thuyền, hai tay tùy ý khoác trước người, đưa lưng về phía Khương Vọng, đối diện với mây dày màn mưa, nói đi, chuyện gì khiến ngươi vội vã tìm ta? Khương Vọng đứng đầu thuyền, không ngừng xé qua màn mưa, quay người lại, nhìn bóng lưng của hắn, ta đã đi qua khách sạn Quan Lan, phòng số 3 chữ Thiên. Doãn Quan không có ấn tượng cụ thể với căn phòng đó, thậm chí cũng không nhớ rõ tên khách sạn, nhưng đoán được Khương Vọng đang nói về điều gì. Sau đó thì sao? Hắn ngồi ở đuôi thuyền, nhìn ánh chớp xuyên qua tầng mây nặng nề, trong tầm mắt không chia lìa, Trần Khai Tự và Tưởng Nam Bằng bị Hoạt Trúc làm tế vật, chết trong vụ nổ tế đàn lúc chú lực. Bọn họ cùng với 34 người khác thuộc cảnh quốc Hoàng Thành Tam Ti, có đáng chết hay không? Ta sẽ tiếp tục làm như vậy chăng? Ngươi có phải muốn hỏi ta những điều này? Khương Vọng đứng im nơi đó, đó là một trong những vấn đề. Còn vấn đề khác? Doãn Quan hỏi, ta muốn biết trong căn phòng đó đã xảy ra chuyện gì, ta muốn biết mọi chi tiết. Khương Vọng nói, chính là hai vấn đề này. Doãn Quan ngồi ở đuôi thuyền, không quay đầu lại,
câu hỏi sau ta hiện tại có thể trả lời ngươi, nếu trả lời không chu toàn, có thể để Ngũ Quan Vương và Đô Thị Vương trả lời thêm. Về câu hỏi trước, ta khuyên ngươi đừng hỏi nữa. Vì sao? Khương Vọng hỏi. Doãn Quan cười. Hắn là giận mà cười. Hắn có một thoáng phẫn nộ vì Khương Vọng có thể hỏi như vậy. Nhưng hắn vốn biết rõ Khương Vọng có thể hỏi như vậy. Nhưng hắn vẫn giận. Việc ta giết những người kia có phải vô tội hay đáng chết, với ta mà nói không còn quan trọng nữa. Ngươi hiểu chưa? Ngươi, Khương Vọng, có cảm giác thế nào khi ta còn có dư lực thì có thể bận tâm? Nhưng hiện tại, ta không lo được gì nữa, ngươi còn không rõ sao? Trấn Hà Chân Quân, hãy thu hồi cảm giác chính nghĩa của ngươi, lòng thông cảm, thương hại kẻ yếu, sự trông nom người vô tội, đừng đem những thứ đó đặt trước mặt ta. Ta là một sát thủ, mỗi ngày không giết người này, cũng không thể làm điều kia. Ngươi muốn ta mở thiện đường sao? Hắn chưa bao giờ biểu lộ cảm xúc trước mặt người khác như vậy, quá kích động, cũng quá yếu đuối. Cảm xúc là lối ra của kẻ yếu. Và Khương Vọng quả thực là người bình tĩnh hơn cả. Hắn nhìn bóng lưng Doãn Quan, bỗng nhớ đến lần gặp lại ở bên ngoài thành Lâm Truy. Khi đó Doãn Quan đã hỏi, ta có thể tin tưởng ngươi không? Câu hỏi khi đó, kỳ thực không có nửa điểm tín nhiệm nào để nói. Doãn Quan loại người này, từ nhỏ đã sống trong lừa dối và phản bội, cả cuộc đời đều sống trên lưỡi dao, vốn không tin tưởng ai. Giờ phút này lại lên thuyền. Ngươi muốn cứu Sở Giang Vương, ta biết. Khương Vọng chậm rãi nói. Ngữ khí của ngươi giống như đang dỗ dành trẻ con. Doãn Quan cười lạnh, nói ta hiểu ta biết, ngươi hiểu được cái gì. Khương Vọng tiếp tục nói, nhưng làm việc trắng trợn như vậy không phải là lựa chọn tốt. Địa ngục vô môn ban đầu chỉ là một cây đao trong đêm dài, sinh ý đơn thuần, sạch sẽ trong giao dịch tiền hàng, không ai quan tâm đến một cây đao. Nhưng ngươi đã biến nó thành ác thuần túy, tức là thiên hạ không thể dung chứa. Ngươi muốn bắt cóc thiên kiêu của Cảnh Quốc để cho đổi lấy Sở Giang Vương, hoặc trấn nhiếp người Cảnh Quốc để bảo vệ tính mạng của Sở Giang Vương. Đó là một biện pháp khả thi, nhưng trong quá trình này mà lạm sát là chuyện vô bổ, là hại chứ không phải ích lợi. Địa ngục vô môn không thể gánh nổi phản kích của Cảnh Quốc. Giết nhiều người như vậy cũng phá hỏng con đường hòa đàm của bọn họ. Ngươi bây giờ giết mỗi người đều là ghi vào sổ sách của Sở Giang Vương, siết quanh cổ nàng. Xiềng xích quấn cổ thực ra đang nằm trong tay ngươi, hành động của ngươi càng kịch liệt, bên kia sẽ càng thắt chặt, cho đến khi ngạt thở, đến tử vong. Thật thú vị. Doãn Quan nhìn vào mây dày trước mặt, ngươi hiện nay đang dạy ta làm việc. Không phải dạy ngươi, Khương Vọng nói, là giúp ngươi. Ngươi đừng giúp ta nữa, ngươi không giúp được ta, cũng không nên giúp ta. Ngươi coi ta như đang làm việc thiện sao? Doãn Quan bình tĩnh ngồi đó, đôi mắt xanh lóe lên ánh chớp, mái tóc dài nhẹ nhàng phiêu động. Mưa rơi khiến hắn trầm tĩnh, ta muốn cứu người, trong thế giới của ngươi, đó là người đáng chết. Sở Giang Vương vô tội sao? Nàng không vô tội. Nàng thậm chí có thể nói là đáng chết. Trên nhiều khía cạnh, nàng đều đáng chết. Nhưng tại chỗ ta, nàng không đáng chết. Vì vậy ta sẽ không để nàng chết. Ta biết mình sẵn sàng không tiếc bất cứ giá nào để cứu nàng. Ta biết mình không từ thủ đoạn. Hắn quay đầu nhìn Khương Vọng. Ngươi có biết cái gì gọi là không từ thủ đoạn không? Ngươi cứ làm một Trấn Hà Chân Quân sạch sẽ, đức cao vọng trọng của Thái Hư Các, thân mang ánh sáng mà giảng đạo trong thiên cung. Để ban đêm lại cho người như ta. Ánh sáng của ngươi, chướng mắt lắm. Ta có thể ảm đạm hơn. Khương Vọng nói xong, đưa tay vẫy một cái trước người, ánh sáng tự thân phát ra liền che giấu. Ta cũng có thể gặp mưa. Cạch 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 cạch. Những hạt mưa bị ngăn cách bên ngoài cứ thế lăn vào tiên thuyền, xối xuống áo hắn. Làm cho hắn vẫn luôn mang dáng vẻ tiên nhân, có vài phần chân thực rơi xuống. Lòng người tự có một cán cân, ta không phải là người luôn làm mọi việc rất công bằng, ta cũng không tự yêu cầu mình như vậy. Địa ngục vô môn can thiệp vào hành động của Cảnh Quốc, Cảnh Quốc truy kích và tiêu diệt địa ngục vô môn, những chuyện này ngươi tới ta đi, đều là lẽ đương nhiên, không có phần đúng sai. Khương Vọng đứng trong mưa, ngươi chết rồi, ta sẽ không vì ngươi báo thù. Nhưng nếu như ngươi sắp chết trước mặt ta, thực sự ta không có cách nào không cứu ngươi. Không cần ngươi cứu, đừng tự cho mình là đúng. Mái tóc dài của Doãn Quan cũng bị mưa làm ướt đẫm. Tóc đen nhánh phát sáng, thỉnh thoảng bị tia chớp chiếu rọi. Hạt mưa lướt qua đôi mắt xanh của hắn, ướt đẫm chiếc áo mỏng. Xương quai xanh của hắn nổi bật, như ẩn như hiện, sắc bén như đao. Hắn nhếch môi đầy khinh miệt, phương thức của ngươi cứng nhắc, đầu óc của ngươi vụng về, ngươi suy đi nghĩ lại, bước đi tập tễnh, ngươi và ta thực sự không cùng đường.
Ta và Cảnh Quốc chênh lệch là to lớn như vậy, đừng mong ta tự buộc tay chân. Cảnh Quốc sẽ không giảng đạo đức, nói tha thứ với ta. Cái gọi là ước thúc bình đẳng chỉ là sự bất công với kẻ yếu. Trong mưa xối xả dường như vĩnh viễn không ngừng, Khương Vọng nhẹ nhàng nói, ta hiểu ước thúc không phải là gông xiềng. Làm có kiêng kỵ, ý niệm có chỗ sợ, mong muốn có chỗ nương, chúng là tấm lưới vững tâm, trải ra trên vực sâu, khiến chúng ta không đến mức vô hạn rơi ngã. Khiến cho chúng ta, dù trong thời khắc gian nan đến đâu, ít nhất vẫn còn giữ được phần nào của con người. Doãn Quan đạp đạp mí mắt, người đứng trên tiên thuyền này lại không bị lời nói của hắn làm cho á khẩu không trả lời được. Người này có đạo lý của riêng mình, cố chấp với trật tự. Từ trong ra ngoài đều bình tĩnh. Thực ra là vô cùng không thú vị. Nói đến đây thôi, lời không hợp ý không cần nói thêm. Hắn dứt khoát đứng dậy, ngươi đừng cản ta nữa, ngươi đã sớm không còn là người của tổ chức chúng ta cũng chưa bao giờ là bằng hữu, không muốn ngay cả sinh ý cũng không còn. Vậy hiện tại thì sao? Khương Vọng giơ một chiếc mặt nạ toàn thân đen nhánh, có chữ bằng máu trên trán, che lên mặt mình. Ngươi là bằng hữu của ta, là đồng bọn của ta không thể giết ngươi hoặc giam cầm ngươi. Đồng thời ta tán thành lựa chọn cứu người của ngươi. Nhưng ta không thể đồng ý với thủ đoạn của ngươi. Doãn Quan lạnh lùng nhìn hắn, Biện Thành Vương đã chết rồi. Chúng ta đang chiêu mộ người mới. Ngươi không phù hợp với yêu cầu của chúng ta. Trọng Huyền Thắng dùng hết sự khôn khéo muốn tách địa ngục vô môn ra khỏi Khương Vọng. Sau khi Cơ Viêm Nguyệt mất đi, hắn cũng không muốn Khương Vọng bị liên quan đến chiếc mặt nạ này nữa. Dù nói thế nào, những kinh nghiệm từng tham gia với địa ngục vô môn đều là bóng tối trên áo trường bào sáng rực của Trấn Hà Chân Quân. Họ đã phải dùng rất nhiều sức lực để rửa sạch điều đó. Thực sự Khương Vọng không nên, cũng không thể nhặt lại chiếc mặt nạ này. Lại còn vào một thời điểm không chút nào quan trọng. Chẳng lẽ Sở Giang Vương quan trọng với hắn sao? Bọn họ căn bản chưa từng quen biết. Ta nhận ra, nếu ta không còn quy tắc, địa ngục vô môn cũng không còn quy củ. Sau khi đeo lên mặt nạ Biện Thành Vương, giọng của Khương Vọng trở nên lạnh lẽo, nắm tay ai lớn, người đó là quy củ, không thay đổi sao. Có bệnh thì đi Đông Vương Cốc, đừng đến trước mặt ta nổi điên. Doãn Quan lập tức nhảy khỏi tiên thuyền, dù cho ánh xanh biếc, biến mất trong cơn mưa. Các bạn đang nghe truyện Xích Tâm Tuần Thiên của tác giả Tinh Hà Dĩ Thậm tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.org. Chương 3255, Mũ đứng như bìa. Gió trong Huyền Lộc Điện đều rất quy củ, chỉ cuốn lên một góc trang sách nhưng không thực sự lật qua. Trên trang sách có vài đoạn văn tự chất phác, liên hệ với ánh mắt thuần vu quy thoáng lướt qua, đầu của nó treo lên. Người đương thời viết, nhìn không giống như hôn quân. Thuần vu quy nhìn thấy chữ liền hiểu toàn văn, rõ ràng đây là một đoạn trong Tần Lược. Sử Đao Tạc Hải là bộ sách mà đương kim thiên tử thường hay lật xem. Ít nhất trong mắt thuần vu quy là như vậy. Hắn vào Huyền Lộc Điện không nhiều lần. Lần đầu tiên là khi chứng thần lâm cùng với Triệu Huyền Dương. Gần đây những lần khác đều là sau khi động chân. Nhưng mỗi lần đến đây đều có thể nhìn thấy cuốn sách này có dấu vết bị lật dở. Nói chung, lòng có càn khôn của các vị hùng chủ như vậy đều không kiên nhẫn với những tạp thuật, tạp nghị hay lịch sử bình thuật. Họ chỉ nhìn vào bản chất nguyên sơ của lịch sử và giấu đi cảm xúc trong lòng mình. Tần Lược như đảo Bồng Lai cô lập ở hải ngoại, thỉnh thoảng lại hiện ra lực ảnh hưởng, khống chế Đông Hải. Ngọc Kinh Sơn tọa lạc ở Tây Cực, bản thân gánh trách nhiệm áp chế Tần Quốc. Nhất Chân Đạo Đầu phải đền tội, đương nhiên là chuyện tốt. Ngọc Kinh Sơn đại trưởng giáo là Nhất Chân Đạo Đầu, đối với đế đảng mà nói cũng là một cơ hội tuyệt hảo để thu hồi quyền lực đạo mạch. Nhưng Tông Đức Trinh chết quá gọn gàng, không nghi ngờ gì sẽ khiến sức ảnh hưởng của Ngọc Kinh Sơn suy yếu trên phạm vi lớn. Đối với quốc thế chính long của Đại Tần Đế Quốc mà nói, điều này chẳng khác nào dâng lên một món lễ lớn. Tây Cảnh đã không còn lực lượng có khả năng kiềm chế nó. Đôi khi Thuần Vu Quy thực sự thấy mệt thay cho thiên tử. Chuyện Nhất Chân Đạo còn chưa kết thúc, thiên tử lại bắt đầu vì Tây Tần mà bận lòng. Thiên hạ này lục hợp, há có thể mãi an bình. Đế quốc to lớn như vậy, nhìn như mưa thuận gió hòa, thực sự chẳng có khi nào ngươi nghỉ. Tư Mã Tiên Sinh đã lâu không xuất hiện. Hoàng đế khép lại tập tin trong tay, rồi mở ra tập tiếp theo, thuận miệng nói. Thuần Vu Quy biết ánh mắt liếc qua của mình đã bị chú ý, tranh thủ thời gian giấu kỹ tâm tư, chuyên chú nói. Tư Mã Tiên Sinh lấy sử cầu thật, thường đi sâu vào cổ địa, mấy chục năm không gặp cũng là chuyện thường. Nay đã gần đến lúc lập sách, duy chỉ có bộ Sử Đao Tạc Hải này, hắn sẽ không để người khác thay thế, có lẽ ngay trong vài năm này, hắn sẽ xuất hiện. Trước đây, vào lúc săn xuân, thiên tử đột nhiên hỏi hắn có muốn vào Chu Ma Quân hay không.
Với thân phận và tu vi của hắn, làm một tướng quá nhân tài không được trọng dụng, làm chủ soái lại không đủ tư lịch. Cảnh quốc không thể so với Tề quốc, như Trần Trạch Thanh trưởng Xuân Tử, Điền An Bình trưởng Trảm Vũ, những chuyện này ở Cảnh quốc rất khó xảy ra. Như chuyện của Trọng Huyền Trừ Lương, Kỳ Vấn lại càng là điều tuyệt đối không thể. Bởi vì Cảnh quốc quá cổ xưa, cũng quá to lớn, những người nhìn vào các vị trí đó quá nhiều. Ân Hiếu Hằng chết rồi, phía sau không biết có bao nhiêu người đang xếp hàng. Điều quan trọng nhất là các quân đội thiên hạ mạnh như Chu Ma, Sát Tai, từ trước đến nay đều thuộc đạo môn, tuyệt đối không cho phép hắn loại đế đảng như vậy tham dự. Thân phận nhất chân đạo đầu của Tông Đức Trinh bị bại lộ, một lần khiến hắn nhìn thấy cơ hội. Không thể vào Chu Ma quân, thì Sát Tai, Đãng Tà cũng có thể thay một cái. Nhất là vào lúc phát sinh sự kiện Đâm Vương giết vua, hắn còn dâng lệnh Cơ Ngọc Mân tiến đến tọa trấn Khô Hoè Sơn. Tại đế quốc Trung ương thiên hạ, nhảy lên trở thành thống soái tám giáp. Đối với con đường chính trị của hắn mà nói, đây là bước nhảy cực lớn. Tài nguyên và quyền lực mà điều này mang lại, thậm chí còn ảnh hưởng tích cực đến toàn bộ gia tộc, đều có thể nhìn thấy rõ ràng. Nhưng sau khi thiên tử đích thân lên Ngọc Kinh Sơn, khả năng này liền biến mất. Ngọc Kinh Sơn gây ra phiền phức, thiên tử vuốt lên. Ngọc Kinh Sơn không gánh nổi áp lực, thiên tử đứng vững. Vậy người nào của Ngọc Kinh Sơn mới là người định đoạt? Thiên tử muốn vì Lâu Xu Sử mà mưu cầu vị trí đại trưởng giáo của Ngọc Kinh Sơn, vì vậy vị trí tám giáp thống soái quan trọng như vậy của Ngọc Kinh Sơn tuyệt đối không thể buông ra. Trong lòng hắn không khỏi có chút tiếc nuối, nhưng cũng chỉ là tiếc nuối mà thôi. Ngày mai sẽ là đại triều, tổng hiến lại dâng chương. Thiên tử giơ lên tấu chương trong tay, nhẹ dương lên, trên mặt không nhìn ra vui hay giận, chỉ nói, Lâu đạo quân nói thế nào. Lần đại triều này là lần đầu tiên thiên tử hiện ra sức mạnh không thể bàn cãi sau khi Nhất Chân Đạo đầu đền tội, tất nhiên sẽ có ảnh hưởng sâu rộng đến toàn bộ đế quốc. Nhất Chân Đạo bị trừ bỏ, vị trí đại trưởng giáo của Ngọc Kinh Sơn trống vắng vì xử hình, lần đại triều này sẽ bổ sung vào, đây là sự điều chỉnh quyền lực cực lớn của toàn bộ Trung ương đế quốc. Mà quyết định thực sự đã sớm được quyết định trước khi bước vào Trung ương đại điện. Như Lư Khâu Văn Nguyệt lần trước xin chết trên điện, hoàng đế tại triều đình đã xốc lên lá bài tẩy, đối mặt với áp lực của ba mạch đạo môn, ngược lại khiến đạo môn phải lui bước. Loại nhảy vọt trên bàn ăn tranh đấu kịch liệt như vậy là điều hiếm thấy. Các quan lớn thiên đô, chơi đùa là trò chơi thể diện. Tổng hiến thương thúc nghi thượng tấu, liên quan đến Lâu Ước, đơn giản là việc thứ nữ của Lâu Ước là Lâu Giang Nguyệt gia nhập địa ngục vô môn. Tập kích Phó Đông Tự, người đứng đầu đài kính thế, và quấy nhiễu Âu Dương Hiệt, đại ti đầu của tập hình ti, trong việc lùng bắt Tần Quảng Vương. Đài ngự sử nhất định muốn nghiêm trị việc này. Lúc ấy, trước khi bị ám sát, thiên tử đã nói Lâu Ước sẽ phải có một lời giải thích. Nhờ vậy mà giữ lại mạng cho Lâu Giang Nguyệt, không lập tức liên lụy đến Lâu Ước. Nhưng đến bây giờ, ngay ngày mai đại triều sắp đến, Lâu Ước vẫn chưa có một lời giải thích thỏa đáng để mọi bên tin phục. Đặc biệt là Thuần Vu Quy còn nghe nói, Lâu Ước đã xin đại ti đầu Âu Dương Hiệt gây áp lực lên đài ngự sử, cưỡng ép mang Lâu Giang Nguyệt về tập hình ti. Thiên tử nhắc đến đạo quân, rõ ràng vẫn có khuynh hướng đối với Lâu Xu Sử. Thuần Vu Quy suy nghĩ trong lòng, hồi bẩm, Nhất Chân Đạo vừa bị nhổ bỏ, đế quốc tổn thất rất nhiều, thương tổn nặng nề, không tránh khỏi có sự hoang mang. Cả nước trên dưới hỗn loạn khó kiểm soát. Lâu đạo quân thân gánh trọng trách, nhiều chuyện có lẽ cũng chưa kịp xử lý. Có lẽ cần thêm thời gian. Thiên tử phất tay, truyền hắn tới. Thái giám canh ngoài điện lập tức truyền lệnh. Thuần Vu Quy đoán liệu có nên cáo lui hay không, lại nghe thiên tử nói, ngươi ở đây chờ. Hắn liền đứng vững. Trong lòng hắn rõ ràng, hắn đứng đây cũng là một lời nhắc nhở và thúc giục đối với Lâu Ước, nhắc nhở Lâu Ước rằng đế đảng đã dồn bao nhiêu tài nguyên cho hắn, hắn phải làm sao để đưa ra quyết định. Lâu Ước đến rất nhanh. Hầu như khi Thuần Vu Quy vừa đứng vững, hắn đã sải bước đi vào điện. Tấm áo choàng dài với hình hổ rít gào núi sông cao cao vung lên, rồi rủ xuống im lặng. Thần, bái kiến thiên tử, cơ thể cao lớn này trực tiếp quỳ gối, cúi đầu xuống đất. Người tu hành ở cảnh giới siêu phàm đỉnh cao nhất như đạo diễn này là có thể gặp vua không cần bái, càng không cần làm lễ lớn này. Hành động cúi đầu này thể hiện quyết tâm, đại diện cho lời cầu khẩn, gần như không cần nói cũng rõ. Nhưng với thiên tử này thì sao? Làm gì có chuyện dễ dàng tha thứ như vậy? Thuần Vu Quy trong thoáng chốc thấp thỏm, không dám ngẩng đầu nhìn. Thiên tử vẫn chậm rãi lật sách, như thể không chút nào bị ảnh hưởng, chỉ nói, đứng dậy đi. Lâu Ước vẫn nằm rạp xuống, chưa đứng dậy. Trẫm bảo ngươi đứng dậy, thiên tử nói.
Lâu Ước ngược lại còn kề sát đất, cúi lạy một cái, phát ra một tiếng oành vang lên. Giọng hắn cũng cơ hồ chạm đất, thần sẽ cho bệ hạ một lời giải thích. Thiên tử cuối cùng cũng dừng lại việc đọc sách, chuyển tầm mắt nhìn về phía Lâu Ước, ngẩng đầu lên. Lâu Ước cứ như vậy quỳ rạp trên đất, ngửa đầu nhìn thiên tử. Hoàng đế Cảnh Quốc trong Huyền Lộc Điện, không mặc miện phục, chỉ là thường phục, trên đầu không đội mũ bình thiên, chỉ đội một vòng ngọc. Mất đi chuỗi ngọc che phủ, ánh mắt không còn mấy phần khó lường, nhưng lại tăng thêm mấy phần uy nghiêm trần trụi. Cảnh thiên tử chăm chú nhìn hắn, ngươi nói cái gì? Lâu Ước quỳ rạp trên đất, ngửa mặt, trưng ra một tư thế chờ bị xử trảm, thần biết rõ mình đã phụ lòng hoàng ân, dù phấn thân toái cốt, cũng phải cho bệ hạ một lời giải thích. 3. Cảnh thiên tử trực tiếp ném cuốn sách trong tay ra. Cứ như vậy nện vào đầu Lâu Ước, làm nứt xương trán của hắn. Đường đường một người thành tựu diễn đạo, chân nhân đỉnh cao của trung vực, có hy vọng đăng đỉnh Ngọc Kinh Sơn, trở thành Ngọc Kinh Sơn đại trưởng giáo chân quân đương thế, lại bị một cuốn sách đập sập trán. Cuốn tần lược cứ như vậy khảm vào trán của Lâu Ước. Nghe không vào, thì đập vào. Thuần Vu Quy trên mặt đất giật mình nhảy ra khỏi điện. Cố gắng đè lấy Uẩn Thần Điện, mới ngăn chặn được tâm trạng hồi hộp. Cuốn sách thật dày kia, cắm thẳng vào trán của Lâu Ước, như một chiếc mũ quan nhuốm máu. Ngươi không cần cho trẫm một lời giải thích, bởi vì trẫm có 10 phần tin tưởng vào ngươi. Giọng của Cảnh Thiên Tử hơi có chút giận dữ, tiếc rèn sắt không thành thép, nhưng ngươi cần phải cho người trong thiên hạ một lời giải thích, bởi vì ngươi muốn ngồi vào vị trí này. Lâu Ước vẫn nằm dạp như xác chết, chiếc mũ đứng vững như bia, mặc cho máu tươi lập tức trôi đầy mặt, thành khẩn nói. Năm đó ta cùng Thất Hận kết giao, ban đầu ta không biết thân phận của hắn, nên chân thành giao thiệp. Đến sau khi đoán được thân phận của hắn, ta hận sự tính toán của hắn, muốn tương kế tự kế, dụ sát ma quân. Thế nhưng từ đầu đến cuối, ta có biết hay không biết, đều bị hắn khống chế. Tâm tư của ta như hoa văn trong lòng bàn tay của hắn. Ý chí của ta là cỏ dưới giày của hắn. Trong trận giao phong giữa ta và hắn, ta thua thảm hại, mất tất cả, suýt nữa chìm đắm vào ma giới. Hôm nay buồn đau đều bắt đầu từ sự bất lực của ta. Hôm nay thù hận đều mang tên Lâu Ước. Lâu Giang Nguyệt vì Nguyên Đồ mà chịu đựng, không phải nàng mong muốn, không phải lỗi của nàng. Nàng chẳng hề làm gì, chỉ vì là con gái của Lâu Ước mà phải chịu vận mệnh như vậy. Bệ hạ, ta giết chết nàng, liệu có thể xóa bỏ sai lầm của ta không? Lâu Ước dập đầu xuống đất, hay sẽ vĩnh viễn đóng đinh tội lỗi của ta? Thuần Vu Quy lần đầu tiên nhìn thấy Lâu Ước như vậy. Vị chân nhân Thái Nguyên đệ nhất trung vực, nhân vật hiểu thấu hỗn động Thái Vô Nguyên Ngọc Thanh Trương, trước nay luôn nắm giữ vũ trụ, uy nghiêm hùng vĩ. Chưa từng thấy hắn quỳ xuống xin tha thứ, đẫm máu và nước mắt như một kẻ chờ bị xử tử. Hôm nay hắn mới biết, thì ra năm đó có một đoạn cố sự như vậy. Chỉ dựa vào việc Lâu Ước từng kết bạn với Thất Hận ma quân, giết hắn đã có lý do của nó. Thiên tử còn có thể tha cho hắn, còn tin tưởng hắn đến mức như vậy, thực tế là tấm lòng vô cùng rộng lớn. Nếu xét về công tâm, trong tình thế hiện nay, Lâu Ước tự tay giết chết Lâu Giang Nguyệt là lựa chọn tốt nhất. Như lời thiên tử đã nói cho thiên hạ một lời giải thích. Chỉ khi Lâu Ước tự tay giết chết Lâu Giang Nguyệt, hắn mới thực sự chém cũ nghiệt và hoàn thành sự chuyển biến từ Lâu Su Sử thành Lâu Đạo Quân. Hắn chỉ có thể, vì đại nghĩa mà không màng đến người thân, mới có thể bước lên Ngọc Kinh Sơn trắng toát kia, cao cao tại thượng chấp trưởng đạo mạch. Chỉ cần Lâu Giang Nguyệt còn sống, đó chính là một vết thương mà Lâu Ước vĩnh viễn không thể trốn tránh và cũng không thể che đậy. Bất kỳ ai cũng có thể dùng chuyện này để công kích Lâu Ước và Lâu Ước sẽ không còn đường chối cãi. Trên thực tế, việc Lâu Giang Nguyệt còn sống đến ngày hôm nay đã là điều khó tưởng tượng. Một người như Lâu Ước, với tầm nhìn chiến lược trong Trung ương đại cảnh, lại để lộ ra một nhược điểm chí mạng như vậy. Ai có thể nghĩ đến chứ? Thiên tử ngồi đó không nói gì. Lâu Ước quỳ rạp dưới đất, giọng nói đau buồn như tiếng khóc, thần cũng biết chỉ cần một đao, từ đây trời cao biển rộng. Đạo mạch đăng đỉnh, tiến lên không phụ lòng bệ hạ trọng ái, lui thì cũng được yên thân theo ý nguyện. Nhưng một đao kia, năm đó không thể chém vào lúc còn nằm trong tã lót, theo thời gian trôi qua, càng ngày càng khó chém xuống. Thần do dự bồi hồi những năm nay, cũng là Giang Nguyệt đã chống lại Nguyên Đồ những năm nay. Thần trơ mắt nhìn nàng dần lớn lên, nhìn nàng cười, nhìn nàng khóc, nhìn nàng mỗi ngày sống trong đau khổ, nhưng lại từng ngày đấu tranh vươn lên. Nàng phải vất vả lắm mới có thể lớn đến ngày hôm nay. Dù nàng muốn chết, thần cũng không có năng lực làm cho nàng toại nguyện. Thần đã vào ngục của Tập Hình Ti, gặp mặt Giang Nguyệt. Nàng thật sự là một hài tử rất tốt.
Nàng đã nói hết mọi lý do, nói tại sao nàng làm như vậy, chỉ có một điều nàng chưa hề nói. Nàng chỉ phạm phải tội này, ta mới không thể cứu nàng mà không phải chịu lương tâm khiển trách. Lâu Ước quỳ rạp dưới đất, bò thêm hai bước, giơ lên khuôn mặt dính đầy máu, nàng là thương ta. Trong thoáng chốc không phân rõ đó là máu hay nước mắt, nàng thương người cha này không thể bảo vệ nàng. Thương cho khuôn mặt đáng ghét cùng huyết mạch chí thân này của ta, khiến nàng lâm vào tình cảnh như hôm nay. Vẻ mặt Thuần Vu Quy thay đổi. Trên đời tất cả nỗi đau, không gì sánh được với nỗi đau của bậc cha mẹ thương con. Hắn cảm nhận được sự dãy dụa của Lâu Ước suốt những năm qua, cũng như nhận thức lại người được gọi là Lâu Su Sử này. Đi xuống đi. Hoàng đế ngồi đó, trên mặt không chút biểu cảm. Bệ hạ. Lâu Ước lại cúi đầu dập xuống đất, đột nhiên thấy máu loang. Lâu Giang Nguyệt có thể không chết, nhưng không thể được tự do. Cảnh Thiên Tử phất tay, trong giọng nói cuối cùng thấy vài phần mỏi mệt, cứ như vậy đi. Thần, dập đầu cảm tạ Thiên Tử. Lâu Ước lại dập đầu, sau đó lui về, từng bước rời khỏi điện. Từ lúc Lâu Ước vào cửa, đến khi hắn ra khỏi Huyền Lộc Điện, toàn bộ quá trình, Thuần Vu Quy như một bức tượng, thở cũng không dám. Có thể nghe thấy cơ mật, tất nhiên là được Thiên Tử tín trọng. Nhưng có một số bí mật, nghe thấy rồi thì phải gánh vác. Hắn không chắc liệu mình có thực sự gánh chịu nổi. Bị giam trong ngục vĩnh viễn, đó chính là số phận của Lâu Giang Nguyệt. Nhưng đối với nàng, đây đã là kết quả tốt nhất. Thiên Tử vẫn cuối cùng cũng hậu ái Lâu Ước. Xưa nay lòng người khó dò, ngươi dù cao trên đám mây hay chìm trong bùn đất, đều không thể nắm giữ tất cả. Thiên Tử thở dài, trẫm đã trải thảm cho hắn lên đỉnh, hắn chỉ cần nhấc chân lên là được. Tình thân, quyền thế, sức mạnh, ngươi nói hắn sao lại muốn tất cả? Trẫm cũng không thể có tất cả. Hoàng đế đặt tay xuống ghế, đầu ngón tay đột nhiên rỉ máu như mưa, trên mặt đất, máu lan thành từng bông hoa nở. Một cuốn sách đập nứt trán của Lâu Ước, tất nhiên không đến mức khiến vị hoàng đế này bị thương. Máu nhỏ từ đầu ngón tay, có vẻ như là kết quả của cuộc chiến lột xác với Nhất Chân. Tất nhiên, đứng hầu trong Huyền Lộc Điện, Thuần Vu Quy sao dám chắc đây là sự thật. Thiên Tử muốn ngươi thấy, thì đó chính là điều ngươi có thể nhìn thấy. Thuần Vu Quy bước lên một bước, bệ hạ. Hoàng đế khoát tay, không sao. Thiên Tử thở dài rằng mình cũng không thể có tất cả. Thuần Vu Quy không khỏi nhớ đến lời truyền ngôn đang lan truyền tại Thiên Đô gần đây nói rằng trong Hoàng tự Đại Cảnh, có người bị Nhất Chân Đạo mê hoặc. Nếu Đâm Vương giết vua thành công, Tông Đức Trinh vốn đã chuẩn bị đỡ họ lên ngôi. Nhưng hắn không nói gì, chỉ nửa ngồi xuống, dùng tay lau sạch vết máu trên mặt đất. Cảnh Thiên Tử lẳng lặng nhìn hắn làm những việc này, bỗng nhiên nói, Thái Ngu Chân Quân đã rút kiếm ra Đông Hải. Nhưng có người đưa Từ Tam trở về Đại La Sơn mà không chút tổn hại, hắn đã vào vị trí, chuyện này ngươi có manh mối gì không? Chương 3256, Thủy Triều Khủng Bố. Bên trong Huyền Lộc Điện, Thuần Vu Quy có khoảnh khắc ngạc nhiên, rất mau khôi phục lại tinh thần. Chuyện này rất đơn giản, nhưng cách nói của hoàng đế có chút lạ. Nghe như thể Thái Ngu Chân Quân đấu kiếm với ai đó, bị đoán trước hành động, rồi bỏ dở. Xét đến việc chấp trưởng chân quân ban sơ, ai có thể đoán trước được tiên cơ của hắn? Chỉ có thể tiên cơ trong sự việc, không thể tiên cơ trong kiếm. Nếu không phải người hiểu rõ Thái Ngu Chân Quân vô cùng, thì khó có thể đạt tới trình độ này để nắm chắc. Một tổ chức sát thủ như Địa Ngục Vô Môn, vốn chỉ biết lẩn trốn như chuột, làm sao có thể hiểu rõ Thái Ngu Chân Quân? Địa Ngục Vô Môn có được tham mưu hiểu rõ cảnh quốc? Hay trong nội bộ cảnh quốc có kẻ cấu kết? Thuần Vu Quy vứt bỏ những suy nghĩ mông lung, chuyên chú vào sự việc, nghiêm túc phân tích, có vẻ như Doãn Quan đã đăng đỉnh. Đưa Từ Tam về Đại La Sơn, mà trước đó không gây kinh động, vốn không phải kẻ chưa đạt đến diễn đạo có thể làm. Mang trong mình truyền thừa Vạn Tiên Cung, kiêm mở chú đạo, một ngày đăng đỉnh, thật khó lòng phòng bị. Việc đưa Từ Tam về là một tư thế chịu thua, cũng là một lời cảnh báo rằng hắn không cần bắt cóc Từ Tam, vì tương tự như Từ Tam, một thiên kiêu chưa đắc đạo, giết bao nhiêu cũng được. Cảnh Thiên Tử ngồi đó bình tĩnh, tại sao lại cho rằng Doãn Quan đăng đỉnh, mà không phải là hắn đã đạt được một loại hợp tác nào đó với Bình Đẳng Quốc? Không cần nói đến Thánh Công, Thần Hiệp hay Chiêu Vương đều có thể duy trì hắn như vậy. Thuần Vu Quy nói, bởi vì Bình Đẳng Quốc không mong muốn dẹp loạn, chỉ muốn tình hình ngày càng nghiêm trọng. Có lẽ cũng có một khả năng khác là Địa Ngục Vô Môn có cường giả đạt diễn đạo gia nhập, nhưng làm sự việc đến mức này không khác gì so với việc Doãn Quan tự đăng đỉnh. Cho nên chúng ta vẫn phải đối xử như thể Doãn Quan đã đăng đỉnh. Ngươi biết cách xử lý chuyện này chứ? Hoàng đế hỏi. Thuần Vu Quy châm trước nói,
Nếu như Lâu Xu Sử nguyện vì đại nghĩa mà không màng người thân, thần xin điều động lực lượng cao nhất, dùng thế sét đánh để lập tức truy bắt và tiêu diệt Doãn Quan. Nhưng bệ hạ đã rộng lòng thương xót, tha cho Lâu Giang Nguyệt tính mạng. Thế nào? Hoàng đế ra hiệu hắn tiếp tục. Thần xin đàm phán riêng với Doãn Quan. Thuần Vu Quy trầm giọng nói, lấy việc tha cho Lâu Giang Nguyệt làm điều kiện, để địa ngục vô môn phải trả giá tương ứng, những người mà bọn họ đã giết cần phải đền bù gấp trăm lần. Đồng thời cam kết không bao giờ lấy người cảnh quốc làm mục tiêu, thấy người cảnh phải đi vòng qua. Ngoài ra, nếu sau này Từ Tam đuổi giết bọn họ, họ phải biết nhẫn nhịn. Không chết là may mắn của họ, chết là cái giá phải trả. Cảnh Thiên Tử không cho ý kiến, nói lý do người làm như vậy. Thuần Vu Quy càng thêm cung kính, dù bệ hạ đã trừ bỏ Nhất Chân, sự nghiệp vĩ đại đã được củng cố, nhưng bên trong máu vẫn còn nhiều vết thương, đất nước vẫn rung chuyển. Nay dù Trung ương đang mạnh mẽ, ví như Tráng Sĩ nằm trên giường, bệnh trầm kha mới được trị, thích hợp tĩnh không thích hợp động. Chỉ cần giữ vững sự yên ổn, thì thiên hạ sẽ tự khôi phục. Nếu đẩy cửa một cách hấp tấp, không tránh khỏi sẽ bị tổn thương bởi gió lạnh. Địa ngục vô môn giống như ve mùa hè, lan truyền âm thanh bên tai, muốn bóp chết cũng có thể bóp chết, nhưng không dễ nắm bắt, liệu có cần thiết vì nó mà gây nguy hiểm. Đây là lý do thứ nhất. Địa ngục vô môn không đủ đáng sợ, việc Doãn Quan đang đỉnh làm tình hình khó khăn, duy chỉ có bọn chúng tháo chạy trong cống rãnh, ẩn minh trong đêm tối, phân tán khắp nơi, không phải gấp 10 lần lực lượng thì không thể bao vây. Một ngày không giết sạch, có thể khiến các bên khác phản ứng, điều này cũng phải cân nhắc. Đây là lý do thứ hai. Hắn lại nói, miễn cho Lâu Giang Nguyệt chết, dù bệ hạ cho phép, Lâu Xu Sử cũng khó tránh khỏi bị chỉ trích. Thần chủ trì việc này, thành thì đó là quyết định của thần, không thành cũng là lỗi của thần. Nhờ đó Lâu Xu Sử có thể bớt đi những lời bàn tán và bệ hạ có thể tiếp tục trọng dụng hắn. Đây là lý do thứ ba. Thần cho rằng, dù Trung ương đế quốc có thiên uy hạo đãng, cũng không cần phải cho bất kỳ ai mặt mũi, càng không cần thỏa hiệp với một tổ chức sát thủ nhỏ bé. Tuy nhiên, đại quốc khởi binh không phải vì thiên tử giận dữ, mà ý tại giữ vững lục hợp trong mọi tiểu tiết. Việc này không gây tổn hại mà kết thúc sự việc, là thực tế mà không tên, chính là vì lợi ích quốc gia. Hắn thật sâu quỳ gối, quốc gia uy phúc, thánh quân nhất tâm, mong bệ hạ quyết định. Hoàng đế bình tĩnh ngồi ở đó, lấy ra một bản tấu chương, rất tùy ý mà hỏi, Ái Khanh có thể trưởng binh sao? Thuần Vu Quy ngẩng đầu lên, ánh mắt sáng rõ, binh pháp là thần gia truyền. Ra khỏi cửa này, đi lãnh hoàng sắc quân bài. Lui về sau thay mặt trẫm mà nuôi vậy. Hoàng đế khoát tay áo, đi đi. Ngươi vừa nói muốn đến, vừa nói muốn đi, lại bảo ta cút, rồi gọi ngồi xuống, ngươi rốt cuộc có ý gì? Làm ta rất khó chịu đấy. Lâm Quang Minh nhảy dựng lên, nổi giận đùng đùng. Ngỗ Quan Vương theo sau liền chen vào, đẩy hắn một cái, để ngươi làm chút chuyện cũng khó như vậy. Không bằng đừng làm tên sát thủ này nữa, trở về làm ruộng đi. Lẽ nào lại thế? Ra ngoài đơn đấu. Sợ ngươi chắc. Hai người lập tức xô sát, một bên đánh một bên hướng ra ngoài phòng. Ầm, cửa phòng đúng lúc này đóng chặt. Hai huynh đệ cũng đứng yên. Cho đến khi một âm thanh cực kỳ ác nghiệt vang lên, ngồi xuống. Hai huynh đệ lập tức quay lại, vai kề vai, chân đồng thời cất bước, ngồi xuống ghế ở giữa nhà chính. Đối với người của địa ngục vô môn mà nói, khi đến gần biển quần đảo, giống như về nhà. Bởi vì nơi đây thiếu vắng ý chí thống nhất lâu dài, nhiều thế lực tranh đấu, trật tự đối lập hỗn loạn, thích hợp nhất cho bọn họ ẩn mình như sát thủ. Ngỗ Quan Vương hiện đang ở trong nhà mình, Đô Thị Vương cũng ở bên cạnh. Hơi không may mắn là, trong nhà không chỉ có bọn họ, ở phía đối diện hai người, vị trí tựa vào tường chính đường, có một chiếc ghế bành. Trên ghế bành ngồi một thân ảnh màu đen to lớn. Thân này đầu chim thân người, lông lớn bồng bềnh, dáng ngồi đại mã kim đao, ánh mắt đầy hỗn loạn, vô cùng hung tàn. Đó là Không Đuôi Yến, Ác Điểu Yến Kiêu, vị đồng liêu khủng khiếp kia đã để lại sủng vật. Đã lâu không hiện thân, chỉ đôi khi trừng trị vài kẻ thi trượt khảo hạch biện thành vương. Hôm nay đột nhiên xuất hiện, còn mang dáng vẻ hung tợn như vậy. Ngỗ Quan Vương trung thành, Đô Thị Vương lương thiện, đương nhiên không có ý định cung kính một con sủng vật. Khi Biện Thành Vương còn sống họ còn phải nể mặt, giờ Biện Thành Vương đã chết, chẳng lẽ họ phải tiếp tục tôn trọng Yến Kiêu sao? Nhưng mà, dao đã kề trên mặt, Ngỗ Quan Vương dù có dùng thân xác cũng không sao, nhưng chảo đao đã để lại bốn rãnh khắc sâu vào xương mặt, thi dầu vẫn còn bốc lên. Quỷ thân của Đô Thị Vương bị chém ra, vết thương trong thời gian ngắn không thể khép lại, hiện còn bốc lên làn khói đen. Lục ca,
Ngũ Quan Vương giọng run rẩy, mang theo kích động, là ngài trở về sao? Lục Ca. Yến Kiêu cực ác trong thanh âm, mang theo sự nghi hoặc. Ngài quên sao? Ngũ Quan Vương trông thật thương tâm, trước đây ta ở tứ điện, ngài ở sáu điện, chúng ta đồng sinh cộng tử, thân như huynh đệ. Lục Ca. Lâm Quang Minh cũng kêu lên, tiểu đệ kính đã lâu đại danh của ngài. Không cần nói chuyện phiếm, không cần hỏi nhiều. Yến Kiêu không có ý định lằng nhằng với bọn họ, đặc biệt tìm đến chỗ trọng yếu của Tần Quảng Vương, không phải để kết thân với hai gã này. Móng vuốt nhẹ nhàng gõ trên lan can, ta không phải là người thích nói lời đe dọa. Bây giờ ta hỏi, các ngươi trả lời, rõ chưa? Để tránh bị nhận ra, Tần Quảng Vương thu dấu hơi thở, phát động chú lực để hiện thân, buộc Từ Tam phải rời đi. Đối với những gì xảy ra trước phòng quan lan chữ thiên số 3 không rõ lắm, nếu không hắn cũng chẳng cần hỏi hai tên này. Ngũ Quan Vương tự nhiên là bằng hữu cũ, gặp mặt hắn quất vài roi đã là quen thuộc. Phàm có lần nào quên quất, gia hỏa này liền sẽ thể hiện cho ngươi thấy thế nào là sắc mặt. Vĩnh viễn không nhớ lâu, vĩnh viễn có thể khiến người khác đau đầu. Đến Đô Thị Vương, người mới này, theo lời giới thiệu của Tần Quảng Vương, trong vấn đề đạo đức không kém cạnh Ngũ Quan Vương, mà về lòng trung thành thì cả hai sánh vai ngang hàng. Thực tế không có gì đáng để cảm thấy vui vẻ. Nếu cần khiêu khích, tiêu diệt kẻ ác, cũng xem như vì dân trừ hại. Cứ việc hỏi, Ngũ Quan Vương tích cực đáp ứng, tiểu ngỗ biết gì nói nấy. Lâm Quang Minh liếc hắn một cái, không che giấu được vẻ xem thường. Vị huynh này dù không còn giọng nữ nữa, nhưng vẫn khiến người ta cảm thấy khó chịu. Bộp, oanh, Ngũ Quan Vương lập tức bay lên, bị một chiếc lông vũ ghim vào khung cửa. Âm thanh phát ra từ mỏ chim mổ vào gỗ, tiếp theo là tiếng thân mình đập vào cửa. Ai cho phép ngươi tự xưng như thế? Yến Kiêu cất giọng hiểm ác, lẫn vào sát ý. Lâm Quang Minh nuốt ngụm nước bọt, ép giọng tiểu đô nuốt xuống, kêu ra. Không biết ngài có ngại nếu vãn bối gọi như vậy? Có gì ngài muốn hỏi ta, cứ hỏi, ta móc tim móc phổi trả lời. Xin lỗi. Ngũ Quan Vương vẫn treo trên cửa, nước mắt chảy ròng, chỉ định nhắc tên hiền đệ để hiện giá trị bản thân, nào ngờ chỉ có rước họa. Hắn liên tục xin lỗi, ô nhiễm lỗ tai của ngài. Ta không dám nữa, xin cho ta một cơ hội trả lời. Ta là tổ chức Nguyên Lão, thấy qua kinh nghiệm hơn Đô Thị Vương nhiều. Yến Kiêu khẽ vỗ cánh, giọng ác nghiệt vang lên trong bóng tối, đừng lo, các ngươi đều có cơ hội. Ngũ Quan Vương vẫn đang khóc thì bất chợt nhận ra Đô Thị Vương ngồi đó đã biến mất. Trong phòng chỉ còn hắn và Yến Kiêu, người đầu chim thân người cao lớn, tiếng khóc của hắn vang lên như trong giếng cạn âm u. Trong lòng hắn trực giác cảm thấy rất mãnh liệt, lúc này Yến Kiêu chính là Biện Thành Vương đã nghe đồn rằng đã chết. Đây chính là sự lãnh khốc như đúc. Trải qua nhiều năm, hiện tại Biện Thành Vương càng trở nên cường đại. Trước đây khi đối mặt Biện Thành Vương, mọi khoảnh khắc đều cảm nhận rõ nguy cơ tử vong, vì vậy không dám lơ là chút nào. Hiện tại dù thực lực vượt xa trước đây, nhìn Biện Thành Vương chỉ e chỉ là nhờ Yến Kiêu hiện thân, nhưng vẫn để hắn không nhìn thấy điểm kết thúc. Chỉ vẻn vẹn cảnh tượng trước mắt, hắn đã không thể chịu nổi. Huống chi là muốn hiểu, muốn thoát khỏi. Giọng cực ác của Yến Kiêu kéo hắn khỏi dòng suy nghĩ. Giờ, cẩn thận kể lại toàn bộ những gì ngươi thấy trong phòng số 3 của khách sạn Quan Lan. Ngũ Quan Vương vẫn treo trên cửa, chỉ có đầu lưỡi liên tục nhảy múa. Ta cùng Đô Thị Vương nhận lệnh của Tần Quảng Vương, tập kích người nước cảnh. Ta thật sự không muốn làm vậy, nhưng không thể trái lệnh thủ lĩnh. Yến Kiêu cắt ngang hắn, bỏ bớt những ý định cá nhân đi, chỉ nói sự việc. Ta không có hứng biết suy nghĩ của ngươi. Vâng vâng vâng. Ngũ Quan Vương không dám cãi, tiếp tục, sau khi tập kích người nước cảnh, chúng ta nhét hai người vào quan tài máu, xây dựng tế đàn. Tất cả đều do thủ lĩnh ra lệnh. Suốt quá trình, ta luôn giữ đúng quy tắc, chỉ bất đắc dĩ mới phải giết vài người. Để gây khó dễ cho Điền An Bình, ta còn rót máu của tộc nhân họ Điền vào cơ thể Tưởng Nam Bằng, một thành viên kính vệ, để cho đến một thời điểm máu đó sẽ tự động tương tác, kết nối nhân quả với tộc nhân họ Điền. Máu đó là từ khi Điền An Bình tranh giành Vạn Tiên Cung, thủ lĩnh đã lệnh cho ta thu thập. Cảm nhận được ánh mắt càng lúc càng nặng nề, hắn bỗng nâng giọng, cảnh quốc có phương pháp cấy chiến lực từ xa, chí ít có một chân nhân tiềm phục trong cơ thể Tưởng Nam Bằng, muốn ám sát Tần Quảng Vương. Ta tiềm phục vào Miêu Nhữ Thái, kẻ có mục đích không tốt, truy đuổi huyết mạch họ Điền mà đến, liều chết quan sát, đã tận mắt chứng kiến hắn giáng lâm. Yến Kiêu im lặng không nói. Máu Điền thị trong cơ thể Tưởng Nam Bằng đã giải thích tại sao Miêu Nhữ Thái lại đến khách sạn Quan Lan trên đảo Hữu Hạ. Sóc Phương Bá dù biểu hiện thẳng thắn, hắn cũng không còn là thanh niên của quá khứ,
không thể hoàn toàn tin tưởng ngay lập tức, chỉ khi mọi chuyện xảy ra đến lúc này, hắn mới chứng thực được toàn bộ tình tiết. Sóc Phương Bá quả thật đang lập mưu hại Điền An Bình, và đây là một trang sách hoàn chỉnh. Ngỗ Quan Vương vẫn kích động kể lại, tên tặc ấy độc ác vô cùng, sau khi bị phát hiện hành tung, còn đuổi theo chúng ta mấy nghìn dặm hải vực. Ta yểm hộ Đô Thị Vương rút lui, một mình giữ phía sau, còn hy sinh bảo vật quý nuôi trăm năm, mới vừa thoát khỏi cái chết. May mà thủ lĩnh đã tiếp nhận nguy hiểm, giữ lại tương lai cho địa ngục vô môn. Yến Kiêu hỏi, Miêu Nhữ Thái đã dùng cái gì để truy dấu huyết mạch Điền Thị? Trên tay hắn có một chiếc nhẫn, ta đã quan sát rất lâu. Ta ý là, ta đã nghiêm túc quan sát. Ngỗ Quan Vương giải thích, tóm lại là pháp khí liên quan đến huyết mạch. Giọng Yến Kiêu không mang cảm xúc, chỉ có sự hỗn loạn cùng ác ý cực điểm, nói chi tiết hơn về thủ đoạn hàng thân từ xa của Cảnh Quốc. Ngỗ Quan Vương có chút theo không kịp dòng suy nghĩ của Yến Kiêu, tại sao lại hỏi hết đông đến tây. Mọi chuyện nhỏ nhặt cũng phải quan tâm, nhưng cuối cùng không dám lơ là, vẫn kể lại từ đầu tới cuối một cách cẩn thận. Thậm chí còn bắt chước chính xác từng câu đối thoại giữa Tưởng Nam Bằng và Miêu Nhữ Thái. Hắn quả thật đã ghi nhớ lời Yến Kiêu. Giờ phút này, Khương Vọng chỉ nghĩ đến một cái tên, Trang Cao Tiện. Thủ đoạn hàng thân không phải là hiếm, thông thường trong thần đạo có thể gặp. Ví dụ như thỉnh thần pháp của giang hồ thuật sĩ, hiệu quả thực tế còn phụ thuộc vào thần linh mà họ cầu nguyện, cũng như khả năng chịu đựng của người triệu hồi. Nhưng biểu hiện của Tưởng Nam Bằng trong quá trình hàng thân mà Ngỗ Quan Vương miêu tả lại có nhiều điểm tương đồng với lần Khương Vọng nhìn thấy tại Xương Phong Cốc, rõ ràng là thủ đoạn giống nhau. Ngày nay tại Cảnh Quốc, nếu nói ai còn có liên hệ với Trang Cao Tiện thì chỉ có Nhất Chân Đạo, những kẻ từng hợp tác với Trang Cao Tiện ở phía sau Vạn Yêu Chi Môn. Khác với lần xuất hiện ngắn ngủi tại Xương Phong Cốc, lần giáng lâm vào Tưởng Nam Bằng này, sau khi tiêu diệt Miêu Nhữ Thái, còn đuổi theo truy sát Ngỗ Quan Vương và Đô Thị Vương hàng nghìn dặm. Đây không phải là điều mà một người tạm thời mượn thân có thể làm được. Tưởng Nam Bằng này chắc chắn đã trải qua quá trình điều chế từ rất lâu, không phải một sớm một chiều. Nói cách khác, từ Tưởng Nam Bằng chắc chắn có thể lần ra dấu vết của một thành viên hạch tâm của Nhất Chân Đạo, người có tu vi ít nhất là động chân cảnh. Thông tin này có thể giúp Doãn Quan trao đổi với Cảnh Quốc một ân tình không? Yến Kiêu khẽ vẫy móng vuốt, biển tiềm thức như thủy triều rút xuống, đôi cánh lớn phủ bóng tối cũng theo đó biến mất. Ngỗ Quan Vương vẫn đang thao thao kể, tin ta đi, Điền An Bình tuyệt đối không phải người tốt. Ta đã gặp những người kia trên đảo Bá Giác, ai ai cũng đều sợ hắn, còn sợ hắn hơn sợ ta. Đô Thị Vương cũng đang trình bày chân tình. Ta liều chết dụ địch, để Ngỗ Quan Huynh có cơ hội trốn thoát, nói thì chậm nhưng lúc đó nhanh, hắn dùng một chiêu Thanh Long Yển Nguyệt Ấn. Cạch cạch, tiếng cửa phòng đẩy ra rõ ràng vang lên. Ánh mặt trời chiếu vào, trong chốc lát, Ngỗ Quan Vương và Đô Thị Vương chỉ thấy nhau, bốn mắt nhìn nhau, dường như đã trải qua mấy kiếp. Trên không vô biên vô hạn biển cả, một cánh cửa cứ thế đẩy ra. Khương Vọng bước ra khỏi cánh cửa, nhẹ nhàng phủi đi bóng tối còn đọng lại trên áo. Tất cả những liên quan với Yến Kiêu cứ như mây bay thoáng qua. Mây mù tụ thành một chiếc ghế lớn trên bầu trời, hắn liền yên tĩnh ngồi xuống, ném đi ánh mắt của thần linh. Đây là một vùng hải vực u tối, sóng biển tĩnh lặng như được đúc từ sắt, chìm xuống không chút động tĩnh. Trông âm u như một khối nham thạch đen, nơi sâu thẳm dường như có thứ gì kinh khủng đang lưu động. Nơi này là vùng biển nằm trong tiềm thức của Điền An Bình, thống soái khủng bố thiên quân, trảm vũ quân của Đại Tề Đế Quốc. Điền An Bình, ngươi có gì không dám cho ta thấy sao? Bí mật gì đang được giấu giếm? Các bạn đang nghe truyện Xích Tâm Tuần Thiên của tác giả Tinh Hà Dĩ Thậm tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.org. Chương 3257. Vì đạo lương mưu. Khương Vọng biết rằng manh mối về Hoàng Tuyền Đoạn tại đảo Hữu Hạ có thể không chỉ nằm trong khách sạn Quan Lan, nhưng với tình hình phức tạp nhất tại phòng số 3 chữ Thiên. Đây là nơi có khả năng nhất liên quan đến biến cố của Hoàng Tuyền giọt nước. Mỗi người xuất hiện trong phòng trọ này, Khương Vọng đều điều tra kỹ lưỡng. Đối với Sóc Phương Bá, hắn hỏi, đối với Ngỗ Quan Vương và Đô Thị Vương, hắn thẩm, còn đối với Điền An Bình, hắn chỉ có thể nhìn. Điền An Bình là loại người mà hỏi không thể ra kết quả, thẩm cũng không thẩm được, uy hiếp cũng vô nghĩa, chỉ có thể tự mình quan sát. Là người từng trải qua Cửu Cung Thiên Minh và là chủ nhân của Vân Đính Tiên Cung, Khương Vọng hiểu rõ nguồn gốc của bá phủ Tiên Cung phát ra âm thanh. Việc Điền An Bình tranh giành Vạn Tiên Cung với Doãn Quan cũng là điều mà hắn biết rõ. Điều này ít nhất cho thấy Điền An Bình vốn hiểu rất rõ về Tiên Cung. Dù Sóc Phương Bá có những hiểu lầm với Điền An Bình, nhưng trong lòng Khương Vọng đã có một vài suy đoán.
Nếu Điền An Bình là loại người dám vì bá phủ tiên cung mà đối với thiên kiêu danh môn Tề Quốc ra tay sát thủ từ nhiều năm trước, vậy có khả năng nào hắn làm ra những chuyện còn đáng sợ hơn? Khương Vọng và Điền An Bình kỳ thực gặp nhau không nhiều, nhưng sự ác cảm của hắn với Điền An Bình chủ yếu đến từ việc người này nhiều lần uy hiếp bạn bè của hắn. Rất nhiều người thường xuyên buông lời cuồng ngôn và uy hiếp người khác, như Tạ Bảo Thụ từng tuyên bố muốn đánh gãy chân Yến Phủ khi say rượu. Nhưng Điền An Bình không giống những người khác, hắn không phải chỉ giỏi nói mồm mà rất có khả năng thực hiện uy hiếp. Vì thế Khương Vọng đã từng dùng một kiếm xuyên qua cổ họng Điền An Bình để cảnh cáo hắn mãi mãi. Mảnh biển tiềm ý này như nham thạch như sắt, không hề có dấu hiệu gợn sóng, cũng không dễ dàng để người khác thấu hiểu từng ly từng tí. Điều này cho thấy Điền An Bình rất phong bế trong lòng mình và hắn cũng là một bậc thầy trong lĩnh vực ý thức. Hắn không bao giờ để sinh ra tạp niệm, luôn kiểm soát chặt chẽ ý niệm của bản thân. Mỗi ý niệm đều được hắn chuyên tâm dùng cho việc tu hành hoặc suy nghĩ. Đương nhiên, Khương Vọng ngồi ở giai đoạn này hoàn toàn không có khả năng tiến vào những nơi sâu thẳm như vậy. Cánh cửa này, chiếc ghế này, thân ảnh tĩnh tọa này đều là khảm mà hắn không thể vượt qua. Dù Điền An Bình từ bất kỳ góc độ nào hay thời điểm nào nhìn xa cũng chỉ thấy một đóa mây bình thường. Khương Vọng cứ như vậy ngồi yên, nhìn trăm triệu dặm sóng biển phẳng lặng, nhìn sóng như gang, nhìn vào một người được gọi là điên cuồng, nhưng lại có một thế giới nội tâm kiên cố đến đáng kinh ngạc. Biển phía dưới này chìm trong mù mịt, cất giấu nguy hiểm không thể đoán định. Tuy nhiên, đối với Khương Vọng mà nói, đó chỉ là một chút gợn sóng mờ nhạt. Cái gọi là khủng bố thiên quân chẳng thể mang đến cho hắn sự sợ hãi. Hắn cứ nhìn chăm chú vào mảnh biển này, dõi theo toàn bộ quá trình Điền An Bình đăng đỉnh. Ít nhất, vào khoảnh khắc đăng đỉnh, mảnh biển này sẽ không còn im lặng mãi như vậy. Có lẽ sẽ có cơ hội nhìn thấu phần nào nội tâm của Điền An Bình. Điền An Bình lơ lửng giữa cơn mưa. Dưới chân hắn là biển cả mênh mông không bờ, sóng lớn cuộn trào mạnh mẽ, từng lớp sóng như đang đẩy hắn lên cao. Mây và sấm sét bao phủ đầu, như chiếc mũ miệng đáng sợ của hắn. Mưa rào và tiếng sấm vang vọng không ngừng trong tai. Sau khi khiến Trung Ly Viêm kinh hãi thối lui, khí tức của hắn vẫn tiếp tục bay lên, không ngừng tăng tiến. Khi đạt tới một giới hạn nào đó, tốc độ bay lên giảm xuống, nhưng vẫn hướng lên không ngừng. Thế giới này có giới hạn bầu trời, nhưng khi hắn bước vào siêu phàm một bước cuối cùng, gần như không còn gì ngăn trở hắn tiếp cận với trời cao. Không cần kể những năm qua mọi người đã đối xử với hắn như thế nào, cũng không cần nói về những lần hắn bị cản trở. Từ thiên tử Tề Quốc khóa tu vi 10 năm đến Khương Vọng dùng một kiếm xuyên qua cổ họng. Hắn đã nhìn thấy đỉnh cao nhất, thậm chí còn vượt qua những kẻ có cùng cảnh giới, nhưng hắn tuyệt không hài lòng với việc đăng đỉnh bình thường. Hôm nay, khi hắn bước lên bậc thềm đăng đỉnh tại Đông Hải, không biết bao nhiêu người đang nhìn chăm chú, bao nhiêu người đang lo sợ. Dù là những người căm hận hắn thấu xương hay những kẻ kinh hãi khi nghe đến tên hắn, nhưng hắn chỉ lặng lẽ nhìn lên bầu trời, trong mắt hiện lên một sợi mê mang mờ nhạt, không thể xóa bỏ cùng mây đen. Hắn tò mò, con đường này, cực hạn của nó, cuối cùng nằm ở đâu? Trung Ly Viêm liếc nhìn bầu trời, mây đen như vào đêm, mưa không có dấu hiệu ngừng lại. Hắn nhìn ra Cát Tộ, đi thôi, bản đại gia trước tiên đưa ngươi trở về. Gia gia của ngươi ở trên biển còn có nhiệm vụ, ngươi để lại cuốn sách cho ta, những thứ khác không cần lo. Hắn lúc này nhìn thấy Khương Vọng, liền dừng lại lời nói. Khương Vọng từ trong mưa đi ra, đầy trời hạt mưa bị hắn chia tách ra thành từng lớp màng. Từng lớp màng mưa hơi mờ, từng tầng tách ra, góc áo bay lên, chiếc áo xanh hiện ra, hắn như một vị thần linh đi tới. Trung Ly đại gia nhếch miệng. 12 phần trong lòng, có 20 phần không lanh lẹ. Đáng chết, mưa. Hắn không đầu không đuôi chửi một câu, có một vấn đề muốn hỏi hai vị. Khương Vọng nói trực tiếp, không phân biệt đối xử. Trong khách sạn Quan Lan ở đảo Hữu Hạ, có manh mối vô cùng quan trọng đối với ta, nghe nói hai vị đã đi qua đó, không biết có thể nói cho ta biết lý do vì sao. Hai ta chỉ là đến trên biển du ngoạn, ngắm nhìn xung quanh. Việc này cũng đã chuyên môn báo cáo với Tề Quốc triều đình. Gia Cát Tộ lúc trước còn đang rơi nước mắt, ngay sau đó liền chấn chỉnh tinh thần, nghiêm túc phát biểu, còn rất lễ phép khom mình hành lễ với Khương Vọng, gặp qua Khương tiên sinh. Hắn từ đầu đến cuối nhớ rằng mình đại diện cho Sở Quốc ra biển, trên vai gánh vác nhiệm vụ Gia Gia giao phó. Hắn có khả năng giải thích rõ sự việc, tốt nhất là không để Trung Ly Viêm mở miệng, dễ dàng gây chuyện. Rốt cuộc tại Chiêu Văn Đạo Thiên Cung từng nghe lớp học, tiếng tiên sinh này cũng là một cách xưng hô phù hợp. Trung Ly Viêm vỗ một cái lấy gáy cổ áo hắn, kéo hắn về sau lưng. Gia Cát Tộ dù thông minh, nhưng không hiểu rõ Khương Vọng.
Câu trả lời này dù không sai, nhưng lại thiếu thành ý. Họ Khương cũng không phải người tốt gì, trong lòng mà có ý kiến với ngươi, thì hắn chắc chắn sẽ đánh đòn ngầm. Du Ngoạn chỉ là một khía cạnh. Trung Ly Viêm nói đĩnh đạc, hai ta là nhận lệnh của Tinh Vu đại nhân, đến trên biển tuần tra. Không có chương trình cụ thể gì, chỉ là để chúng ta ngắm nhìn xung quanh, tùy ý khám phá, dĩ nhiên trọng điểm là đảo Hữu Hạ. Chúng ta có thể không làm gì, đến mức Tinh Vu lão nhân ra hắn có thể dựa vào kinh nghiệm của chúng ta tính ra điều gì đó, thì đó là chuyện của hắn. Lão Khương, ngươi hiểu ta lười bận tâm đến điều nhỏ nhặt. Nếu đặt tất cả mọi người vào tình huống ở thần lâm cảnh lúc ấy, Nam Nhạc đã sớm đập tan vấn đề rồi. Ngươi cứ thích hỏi vặn vẹo a, nhưng hiện tại, lời lẽ cũng phải chú ý chút. Rốt cuộc thì hắn, Trung Ly Viêm, cũng đã trưởng thành hơn. Vậy các ngươi đã trải qua những gì? Khương Vọng hỏi. Trung Ly Viêm cuối cùng không nhịn được, cười khẩy, thế nào, ngươi cũng muốn tính thử. Hiếu kỳ, hỏi một chút. Khương Vọng nói không biểu cảm, manh mối này đối với ta rất quan trọng, liên quan đến sinh tử đại địch của ta. Ta muốn biết là ai đã cắt đứt manh mối của ta, ảnh hưởng đến việc truy sát của ta nhất định sẽ rút gân lột ra hắn. Dùng dây chằng của hắn quấn quanh cổ hắn, treo hắn lên, đánh đủ 9 ngày 9 đêm. Chẳng có gì để kể. Trung Ly Viêm nhún vai, lúc chúng ta đến khách sạn đó, mọi chuyện đã xảy ra, chúng ta chỉ đến quan sát hiện trường một chút. Ngược lại là sau khi rời khỏi khách sạn đó, hắn nhìn biểu cảm của Khương Vọng, không tiếp tục thừa nước đục thả câu, chúng ta gặp Điền An Bình. Hắn lôi một tên kính vệ của cảnh quốc đến trước mặt chúng ta, sau đó bất ngờ bóp chết kính vệ đó. Chuyện này là chúng ta tận mắt thấy. Kính vệ tên là Tưởng Nam Bằng, là do tiểu tổ tính ra. Tin tức của Trung Ly Viêm đối diện với tin tức của Ngũ Quan Vương là trong nội bộ cảnh quốc. Có một vị nào đó vẫn còn sinh động là Nhất Chân Đạo Đồ, Sa Lắc đầu quân cho cảnh quốc, từng giết Miêu Nhữ Thái, đuổi giết địa ngục Diêm La. Điền An Bình bắt hắn rồi giết. Ngũ Quan Vương và Đô Thị Vương cũng bởi vậy mà thoát thân. Ngũ Quan Vương căn bản không hiểu gì cả, hoặc là vốn hắn chính là nói bậy nói bạ. Đã đầu quân cho cảnh quốc là Tưởng Nam Bằng, là người của Nhất Chân Đạo, vậy thì không thể nào là vì phục kích Doãn Quan mà giáng lâm. Từ những người có tiếp xúc với Miêu Nhữ Thái mà nói, hắn và Miêu Nhữ Thái giống như chỉ vì hiểu lầm mà sinh ra đối đầu bất ngờ. Rốt cuộc hắn còn muốn nói một chút. Vì vậy, đối với Khương Vọng, vấn đề sinh ra là tại sao Điền An Bình lại muốn giết Tưởng Nam Bằng. Nếu hắn không biết Tưởng Nam Bằng là Nhất Chân Đạo Đồ giáng lâm, vậy hắn muốn giết quan lại của cảnh quốc khi mà hai nước không có chiến sự là vì điều gì? Nếu hắn biết tình trạng của Tưởng Nam Bằng thì lại càng thú vị, tại sao hắn muốn giết Nhất Chân Đạo Đồ? Cũng không thể là thấy việc nghĩa mà làm a. Khương Vọng bình tĩnh nghĩ. Gió cuồn cuộn nơi xa, Điền An Bình vẫn đang trên đường lên đỉnh. Điền An Bình có lẽ là loại người hành động không cần lý do, nhưng lúc Khương Vọng nhìn chăm chú vào hắn, tốt nhất hắn nên đưa ra một lý do. Không giải thích được mà bóp chết Tưởng Nam Bằng. Khương Vọng hỏi, được rồi, cũng không tính là vô cớ. Trung Ly Viêm giang tay, ta hỏi hắn người mà hắn dẫn theo là ai, hắn nói hắn cũng không biết. Ta bảo hắn hỏi thử, hắn có thể cảm thấy mình bị khiêu khích. Ngay cả người không nói lý lẽ như Trung Ly Viêm cũng cảm thấy Điền An Bình chỉ vì lý do hoang đường như vậy mà giết người, có thể thấy hình tượng điên cuồng của hắn đi sâu vào lòng người như thế nào. Trung Ly huynh cũng thật nhẫn nại. Khương Vọng nói một cách vô danh. Trung Ly Viêm nhẫn nại nửa ngày, liền dậm chân nhảy lên, ta là cho Tề quốc chút thể diện, nếu không phải tại Đông Hải. Vù vù. Giống như có một cái bát đồng, bị gõ nhẹ phát ra tiếng vang rung động thật lâu, âm thanh quanh quẩn. Từ trên bầu trời cao, một tia chớp lóe lên, vừa vặn đánh trúng thiên linh của Gia Cát Tộ. Một thoáng đem khuôn mặt nghiêm túc mà vẫn còn nước mắt của hắn, trở nên sáng trắng. Trung Ly Viêm đưa tay ra nhưng không kịp, Khương Vọng chỉ quan sát mà không đưa tay giúp. Chỉ thấy tia chớp uốn lượn xuống, tại không trung như một cành cây mở rộng nhánh. Tựa hồ tích trữ đủ lôi đình, nhánh cây biến thành bàn tay, giãn ra thành một hình người đầu là mộc điêu, lơ lửng, từ Gia Cát Tộ bay ra một tấm tinh bản phía trên. Thoạt nhìn như ánh sáng tụ lại, nhìn kỹ lại thì huyết nhục đầy đặn. Hình dáng này cao có 3 trượng, thân hình đầy đặn, bộ bào phục căng cứng, các hoa văn huyền bí giãn ra đến tận cùng. Thân trước vạm vỡ, thân sau vảnh cao, khẽ run trong màn mưa. Duy chỉ có phần đầu là mộc điêu, không có ngũ quan, trên mặt khắc một bông lúa đầy đặn như vụ mùa thu chín. Gia Cát Nghĩa Tiên Hoàng Đạo 12 ngôi sao, đại lương. Không phải là lương quốc, mà là sự tích trữ lương thực mùa đông để lấy rắn chắc. Lương cùng lương thông, mang ý nghĩa chuẩn bị lương thực.
phối với thập nhị thần là Giờ Dậu, phối với nhị thập bát tú là Sao Vị, Mão, Tất. Người có tinh cung này chiếu mạng thường có trí thông minh từ sớm. Gia Cát Tộ Si ngẩn ngước nhìn trời, trong thoáng chốc không nói nên lời. Tinh thần Đại Lương, yết kiến Khương Quân. Tinh thần này giọng nói vô cùng dịu dàng, mang lại cho người cảm giác quan tâm và tha thứ. Lúc này, dáng vẻ ôn nhu cúi chào, như một quý phụ cung đình. Khương Vọng cũng hiểu rõ nên đáp lễ theo cung cách tinh sao, đối diện với các tinh thần này, ngươi khó lòng không suy nghĩ liệu có phải vị tinh vu kia đang chủ đạo. Với tu vi hôm nay của hắn, đối mặt với bất kỳ tinh thần nào cũng không cần lễ độ, bởi tinh thần chỉ ở cấp độ chân thần, mà hắn là vua của chân nhân. Nhưng đối với những tiền bối như tinh vu, vẫn nên duy trì sự tôn trọng cần thiết. Nếu muốn mang Gia Cát Tộ đi, xin cứ tự nhiên. Khương Vọng nói nhẹ nhàng, ta chỉ muốn hỏi vài câu, không có ý định giữ người lại. Đại Lương lắc đầu, ta đến đây vì Khương Quân. Hoặc có thể nói, ta đã luôn chờ ngài. Ồ, Khương Vọng hơi động lòng, danh tiếng tinh vu, như sấm bên tai. Lần này Trung Ly Viêm và Gia Cát Tộ đều là nhận lệnh của hắn mà đến Đông Hải, trải qua hoặc chứng kiến một số chuyện. Rất khó nói liệu vị này sừng sững ở đỉnh phong đạo đức, từ trước đến nay có quan sát điều gì. Hắn hỏi, không biết là chuyện gì. Đại Lương bồng bềnh đến gần, liên quan đến Hoài Quốc Công, mượn quân vấn đính tiên cung một chút. Nếu vì tả công, không cần nói mượn, ta sẽ dâng lên tận tay hắn, kính hiến để dùng. Khương Vọng đã sớm qua thời kỳ nghe đến người thân mà lo lắng, không vì một câu của Đại Lương mà động lòng. Vô cùng nghiêm túc nói, chỉ là nếu tả gia gia cần ta làm thứ gì, cũng không cần các hạ trung truyền. Trong này liệu có lý do gì? Đại Lương lắc đầu, ta không thể nói. Khương Vọng lại hỏi, có lợi ích gì không? Đại Lương vẫn lắc đầu, ta không thể nói. Khương Vọng cũng không buồn phiền, hắn hiểu rõ Gia Cát Nghĩa Tiên đối với Sở Quốc có ý nghĩa như thế nào. Gia Cát Nghĩa Tiên hoàng đạo tinh thần, không cần thiết phải đến để đùa giỡn với hắn. Không thể nói, chắc chắn là có lý do không thể nói. Hắn bình tâm lại, truyền tin đi một bước. Đại Lương đoán được hắn đang làm gì, chỉ nói, ngài hiện tại không thể liên lạc với Hoài Quốc Công vì hắn đang ở nơi không thể nói. Khương Vọng lại thông qua Thái Hư Huyễn Cảnh, truyền tin đến Tả Quang Thù, Gia Gia có ở nhà không? Tả Quang Thù đang tu hành trong Thái Hư Huyễn Cảnh, lập tức đáp lại, có việc ra ngoài, không có ở phủ, có chuyện gì sao? Muốn điều động nhân thủ à? Ta thắng trận này xong sẽ đến ngay. Khương Vọng hồi âm, nghĩ gì thế? Vi huynh là loại người múa đao khua thương sao? Chỉ là thuận miệng hỏi chút thôi. Gia Gia về nhà nhớ báo một tiếng, ta sẽ qua ăn cơm. Tả Quang Thù không nghi ngờ gì, chỉ đáp lại, ừ, ân. Hoài Quốc Công ra ngoài phụ trách sự tình, nếu là việc tiện để nói, Tả Quang Thù chắc chắn đã viết thẳng trong thư. Hẳn là quốc sự nên mới không thể nói. Điều này cũng xem như một loại xác nhận. Đối diện, Đại Lương tinh thần nói, ta lấy danh Gia Cát Nghĩa Tiên, cam kết với ngài về tính chân thực của việc này. Từ lúc Đại Lương giáng lâm, Gia Cát Tộ vẫn chưa nói thêm lời nào. Trung Ly Viêm bên cạnh nghĩ ngợi một chút, ấp úng bước tới, nếu như ngươi không tin Đại Lương, ta Trung Ly Viêm có thể thay thế đảm bảo. Đây là hiếm hoi hắn muốn lấy lòng người khác, trông mong nhìn Khương Vọng, trong ánh mắt quả thực có chút thỉnh cầu. Bởi vì từ những biểu hiện của Gia Cát Tộ, hắn đoán được đây là ván cuối cùng của Gia Cát Nghĩa Tiên, trong lòng không tránh khỏi cảm thán. Mặc dù hắn chưa rõ ván này sẽ bắt đầu như thế nào, cũng như tại sao nhất định phải cầu Khương Vọng hỗ trợ. Dù thế nào, Gia Cát Nghĩa Tiên không có lý do gì hại Khương Vọng, Hoài Quốc Công cũng đang trong cuộc cờ, vì vậy lại càng đáng tin. Khương Vọng thở dài một hơi, Trung Ly huynh nhân phẩm quý giá, là người mạnh nhất vùng Nam Cảnh đương thời, Khương Mỗ làm sao có thể không tin. Được rồi, Đại Lương tinh thần xin chỉ đường, ta sẽ đi cùng ngài một lần. Trung Ly Viêm hơi cứng mặt, nháy mắt liền chuyển thành mềm mại, toát ra chút tự hào. Sống lưng hắn cũng thẳng hơn, cổ cũng cứng rắn, ngẩng cao cằm không giấu được vẻ kiêu hãnh. Nếu không thì làm sao Khương Vọng lại có thể đấu chiêu trước khi diễn đạo đây? Chính là càng có ngộ tính, càng hiểu chuyện. Chương 3258, trên đời tất cả kẽ nứt, cần ta hỗ trợ sao? Trung Ly Viêm hỏi như lơ đãng, ta và Khương Chân Quân cũng coi là bạn nối khố. Cần, Đại Lương đáp. Trung Ly Viêm nhếch miệng cười, cầm nam nhạc trong tay, chơi chiêu rồng với thanh trọng kiếm, cần ta làm gì? Ở đây chờ. Đừng tùy tiện di chuyển. Đại Lương thuận miệng nói rồi bay vút lên trời, xuyên qua tia chớp, phá mây thẳng lên, tiến vào giữa ánh sao. Ánh sao như nước, dao động trên bầu trời xa. Dù mây có dày đến đâu, dù sấm chớp có mạnh mẽ thế nào, giữa biển trời bao la,
tất cả đều chỉ là một vệt hoặc một điểm. Từ trên cao quan sát thế gian, quả thật rất dễ dàng chúng sinh như kiến. Khương Vọng theo chân tinh thần Đại Lương, bước đi trên tinh hà như gương. Nhưng chỉ mấy bước sau, hắn đã dừng lại. Đại Lương quay lại, nhìn hắn đầy nghi hoặc. Việc của Tả Công, ta vốn không từ chối. Nhưng ta và ngươi chưa từng quen biết, không thể cho ngươi 10 phần tín nhiệm. Khương Vọng nói thẳng, ngài là người Tinh Vu phái tới, Tinh Vu đại nhân cai quản Trương Hoa Thai, tuần sát Sở Quốc mấy ngàn năm. Tại cơ hội Tả Công đảm nhiệm quốc sự, không cần dùng điều gì gọi là thiết lập ván cục hay dệt doanh. Ta đều không tính đến, cũng không thể cầu chứng. Ta đại diện cho Tinh Vu. Đại Lương nói, dù thế nào đi nữa, hắn sẽ không thiết lập ván cục để hại ngài. Tinh Vu đại nhân cống hiến cho Sở Quốc, đáng để tất cả người Sở tin cậy, câu dù thế nào đi nữa của ngươi quả thật rất đúng. Khương Vọng nói, nhưng ta không phải là người Sở. Nếu vì Sở Quốc mà cần hy sinh Khương Vọng, Gia Cát Nghĩa Tiên sẽ không do dự. Khương Vọng càng không muốn đem an nguy của mình ra cược vào việc liệu Gia Cát Nghĩa Tiên có do dự hay không. Đại Lương nói, Trung Ly Viêm. Trung Ly Viêm nhân phẩm có thể tin tưởng được. Khương Vọng ngắt lời, nhưng hắn thấy được không xa, hiểu cũng không sâu. Ta tin hắn trong lòng, nhưng không thể toàn tin vào phán đoán của hắn. Đại Lương đứng đó một lúc, ngài có suy nghĩ này, cũng là lẽ thường. Một lát sau, một giọng nói già nua vang lên từ Đại Lương, Khương Chân Quân, không ngờ chúng ta gặp nhau lần đầu lại vào lúc này. Khương Vọng cúi đầu làm lễ, duy trì tôn kính, nhưng chỉ nói, vậy đại khái coi như chưa chính thức gặp. Đúng, chưa đủ chính thức. Gia Cát Nghĩa Tiên thở dài nhẹ, chỉ mong còn có thời gian. Gia Cát Nghĩa Tiên quả thật thời gian quý giá, nhưng thời gian của Khương Vọng cũng không thể dễ dàng bỏ lỡ. Đối mặt với nhân vật truyền kỳ này, người cùng Sở Thái Tổ Hùng Nghĩa Trinh sáng lập ra Sở Quốc, hắn biểu hiện rất thẳng thắn. Ta không biết Tinh Vu đại nhân có chuyện gì muốn nhờ, nhưng lại không thể nói rõ. Nếu việc này thật sự không phải chuyện ta không thể làm, Hoài Quốc Công vì sao không trực tiếp nói với ta? Hắn và ta không có gì xa lạ, ta và ngài thì lại phải giữ khách khí. Ai cũng biết đi thẳng vào vấn đề là cách đơn giản nhất, nhưng nó cần có tư cách. Năm đó, khi viện trưởng Tả Khâu Ngô của thư viện cần khổ chứng đạo đến đỉnh cao nhất, câu nói đầu tiên sau khi chứng đạo là từ hôm nay vô lễ rồi. Cái vô lễ này không phải là nói hắn từ nay vứt bỏ lễ tiết, mà là nói hắn không cần phải quan tâm đến những lễ nghi phiền phức nữa. Hắn không cần phải lo người khác liệu có hiểu lầm mình, là người khác phải suy nghĩ, phải tự hỏi liệu họ có cần phải giải thích cho hắn. Từ đây hắn có thể toàn tâm nghiên cứu học vấn. Khương Vọng đến ngày nay, cũng vậy. Bất mãn thì nói, có vấn đề thì hỏi, không cần kìm nén bản thân. Gia Cát Nghĩa Tiên nói, Hoài Quốc Công cũng không biết ta đến tìm ngươi, bản thân hắn cũng chưa từng nghĩ đến việc mời ngươi tham gia. Việc này không thể trao đổi, toàn bộ dựa vào sự ăn ý. Tựa như ta đặt tinh bản tại Gia Cát Tộ, cũng phải để hắn thật sự gặp ngươi, Đại Lương mới có thể gặp mặt ngươi. Theo một ý nghĩa nào đó mà nói, chúng ta gặp nhau chỉ là ngẫu nhiên. Khương Vọng nói, ngài đã tạo ra ý nghĩa này. Lần này gặp mặt đương nhiên là Gia Cát Nghĩa Tiên cố ý sắp đặt, nhưng Gia Cát Nghĩa Tiên lại biến nó thành một cuộc gặp gỡ ngẫu nhiên trên ý nghĩa vận mệnh, dùng cách này để lẩn tránh người khác nhận biết. Từ góc độ này mà nói, việc cần một nhân vật như Gia Cát Nghĩa Tiên phải đại phí khổ tâm như vậy, rõ ràng cho thấy mục tiêu của mưu cục lần này. Ngươi nếu đi tính đạo, ta nghĩ cũng sẽ có thành tựu rất cao, ít nhất là vô cùng nhạy cảm. Gia Cát Nghĩa Tiên khen ngợi, tiếp tục nói, chúng ta cần 2 tòa tiên cung để duy trì. Khương Vọng trầm mặc một lát, trên tay hắn chỉ có 1 tòa Vân Đính tiên cung, lấy đâu ra 2 tòa, Tinh Vu đang định nhắm đến ai? Phải chăng là Vạn Tiên Cung của Doãn Quan, vừa đeo lên mặt nạ biện thành vương, đã bị Tinh Vu nhắm tới? Hay là Như Ý Tiên Cung của Diệp Thanh Vũ? Tại đại chiến Tông Đức Trinh, Như Ý Tiên Cung của Diệp Lăng Tiêu đã không còn trọn vẹn, nhưng dựa vào sự gia trì của Tiên Đô, cũng không hoàn toàn vỡ nát. Tiên Đô và Như Ý Tiên Cung vận mệnh nhất trí, nhưng so với Như Ý Tiên Cung thì tổn hại nặng hơn chút. Dù không đến mức Như Ẩn Nhật Quỹ bị tán về hiện thế, trong thời gian ngắn cũng không thể sử dụng lại được. Sau cuộc chiến, Khương Vọng thu nạp tất cả di vật của Diệp Lăng Tiêu, bao gồm cả Như Ý Tiên Cung và Tiên Đô, tất nhiên giao lại cho Diệp Thanh Vũ. Khương Vọng rất không thích khi phải cùng những người mà mỗi bước đi của họ đều được tính toán quá rõ ràng ở chung. Vì cuối cùng sẽ đi theo ý nghĩ của bọn họ, ra vẻ mình không có tư tưởng, như một con rối bị giật dây, ngoại trừ Trọng Huyền Thắng. Cùng Thắng Ca Nhi tình như thủ túc, cùng nhau liên thủ, không giống như tượng gỗ. Gia Cát Nghĩa Tiên lại nói, lão phu tính rằng nàng đã thành thần đạo, thần ngự tiên cung là đủ.
không cần đến bản tôn mạo hiểm. Khương Vọng giật mình. Dùng cả từ mạo hiểm như vậy, tại sao ta, Khương ai đó, mạo hiểm thì lại là chuyện đương nhiên sao? Nhưng việc liên quan đến Hoài Quốc Công, hắn thực sự không có lựa chọn. Nàng tài thần vẫn chỉ là giả thần, thậm chí còn chưa hoàn toàn hiện thực. Khương Vọng nói. Gia Cát Nghĩa Tiên đáp, không cần tham chiến, chỉ cần cung cấp tiên cung duy trì. Khương Vọng hơi buồn bực, ngài nói mọi thứ đều dựa vào sự ăn ý. Đây là cái gọi là ăn ý sao? Tả Hiêu bởi vì sự ăn ý với Gia Cát Nghĩa Tiên mà tham gia vào chiến trường không thể nói rõ đó, vì vậy Khương Vọng không thể không đi. Khương Vọng đã mang theo Vân Đính Tiên Cung đi, Diệp Thanh Vũ cùng với Như Ý Tiên Cung của nàng cũng khó tránh khỏi. Đây gọi là gì ăn ý? Rõ ràng là một kiểu bắt ép. Vị tinh vu này, thanh danh hiển hách, thực tế lại không quá phúc hậu. Thật có lỗi. Tiếng già nua của Gia Cát Nghĩa Tiên phát ra từ miệng đại lương tinh thần, mang lại cảm giác xung đột đầy sai lầm, tiên cung duy trì, đối với ta rất quan trọng. Đối với Hoài Quốc Công lại càng như vậy. Ngài không thể ỷ vào tình cảm giữa ta và Hoài Quốc Công mà cứ như vậy thúc ép. Khương Vọng cố gắng kiềm chế cảm xúc, sau đó nói, muốn làm gì, ngài không thể nói rõ, nhưng tính chất của sự việc, ngài ít nhất cũng phải nói một chút. Rốt cuộc không chỉ là ta một mình đi mạo hiểm, nàng có thể chỉ động thần khu. Như Ý Tiên Cung dù sao cũng là di vật của phụ thân nàng, ta không có lý do gì để không nói lời nào mà liền lấy lên chơi bạc. Thật xin lỗi. Gia Cát Nghĩa Tiên lại một lần nữa nói, ta câu này tuy là lời nói thật, nhưng có thể không được minh bạch. Nhưng vì quá cần ngài giúp đỡ, cho nên ta chỉ có thể nói như vậy. Hắn nói, chúng ta muốn làm chuyện này, đối với Hoài Quốc Công cũng rất nguy hiểm. Hy vọng ngươi có thể toàn lực ứng phó. Không chỉ cần ngươi Vân Đính Tiên Cung, cũng không chỉ dừng lại ở việc xuất động một tôn pháp thân. Khương Vọng lẳng lặng nhìn tinh thần này, như thể xuyên thấu qua thân thể uyển chuyển ấy, nhìn thấy vị tinh vu mà hắn chưa từng gặp mặt. Hắn vứt bỏ cảm xúc giận dữ, bởi vì chuyện này liên quan đến an nguy của Tả Hiêu. Ta nghĩ ta không có gì phải bất mãn. Có lẽ ta nên cảm ơn ngài vì đã cho ta tham gia vào, cho ta cơ hội bảo vệ người thân. Để ta không sống cuộc đời thất vọng. Khương Vọng nói, nhẹ nhàng mở tay ra. Các pháp thân, các hóa thân hóa thành những đạo ánh sáng lấp lánh, từ bốn phương tám hướng bay về, từng đạo trở lại cơ thể hắn. Ngay cả ánh mắt nhìn Điền An Bình cũng buông lỏng. Cho đến khi một tia sáng vàng tụ lại thành một thỏi vàng ròng, nhẹ nhàng rơi vào lòng bàn tay hắn. Đi thôi, hắn nói. Giọng nói của Gia Cát Nghĩa Tiên cũng rút đi, đại lương tinh thần khôi phục giọng nữ, xin mời theo ta. Nàng bước trên tinh hà như gương, thân hình nở nang, ánh sao dần tàn. Chân trần có đường vân tinh đồ, mỗi bước dẫm xuống đều nổi lên những gợn sóng bí ẩn. Cứ như vậy từng bước đi xa, từng bước một biến mất, trước mặt Khương Vọng, một vòm ánh sao chao động dần thành hình. Một tinh thần đã nuôi dưỡng ngàn năm, có tư tưởng và ý chí cô độc, vì sở quốc làm vô số cống hiến, bây giờ là lần cuối cùng. Tinh thần đại lương, vẫn thân làm cây cầu, đây chỉ mới là bắt đầu của ván cờ. Khương Vọng nắm chặt thỏi vàng ròng trong tay, chuẩn bị xong chưa? Giọng nói phát ra từ thỏi vàng ròng khác với ngày xưa, không còn trong trẻo tĩnh lặng, mà có thần tính xa xôi, lại có chút hư ảo. Kim thân có thể chết, tiên cung cũng không quan trọng, điều quan trọng nhất là ngươi, trở về có đúng hạn hay không? Ngươi đã chuẩn bị xong chưa? Đi thôi. Khương Vọng bước lên cây cầu tinh quang. Tại nơi cao hơn cả biển lôi mây dày, ánh sao dương lên như một tấm sa mỏng, phút chốc đã bay tới. Xa xa ánh sao tản ra dần, có ba viên tinh xa rơi xuống. Chúng xuyên qua lớp mây dày, bị biển lôi rửa sạch. Sau khi lớp ánh sao tách ra, nhìn kỹ lại, ảo ảnh lưu chuyển, hình ảnh thoáng qua hoàng hôn, rõ ràng là ba viên tiên niệm sáng long lanh. Đây là do Khương Vọng ban cho. Một viên hóa vào trong ánh chớp, theo kinh điện tại Đông Hải mà luân chuyển, lưu lại cho sau này để mang theo Hoàng Tuyền đến gặp Vương Trường Cát. Hắn ở trên biển điều tra tất cả những manh mối liên quan đến Bạch Cốt, đều để Vương Trường Cát tới đón nhận. Một viên khác đột ngột rơi xuống biển, dòng chơi trong những làn sóng chìm vô tận, trôi trong khe đáy biển nham thạch của một tòa tế đàn nào đó. Viên này dành cho Doãn Quan, thông báo liên quan đến kế hoạch cứu Sở Giang Vương, cùng với tình báo của Nhất Chân Đạo, coi như một thẻ đánh bạc khi giao dịch với Cảnh Quốc, dặn hắn không nên vọng động. Viên tiên niệm cuối cùng hóa thành ánh sáng đỏ, bay về phía Lâm Trùy. Viên này dành cho Trọng Huyền Thắng, bên trong chứa những suy nghĩ của hắn từ lúc giáng Lâm Đảo Hữu Hạ đến nay vẫn là để Trọng Huyền Thắng suy nghĩ. Hắn muốn đi làm những việc mà hắn hiểu rõ nhất. Ba viên tiên niệm như những đom đóm tản ra, biến mất nhanh chóng trong cơn mưa không ngừng.
Điền An Bình đứng nhìn vùng trời này, nhìn rất lâu. Quỹ tích của mỗi giọt mưa đều rõ ràng phác họa trong lòng hắn. Mỗi tia chớp gập ghềnh đều là những đường nét vẽ bạc. Hắn đã hoang mang rất lâu, hôm nay cũng bắt đầu nghi ngờ liệu cái cực hạn đó có tồn tại. Khương Vọng từng đứng vững ở động chân cảnh, chẳng lẽ chỉ là một ảo tưởng? Nếu không, tại sao dù đã tìm kiếm bao nhiêu, cũng không thể tìm thấy con đường ấy? Trên đời này làm gì có vấn đề khó giải? Làm gì có? Nơi không thể đến. Hắn giơ cao cánh tay tái nhợt và gầy gò, cổ tay buộc lên một dây xích đứt nhẹ nhàng đong đưa, ngón tay của hắn đặt lên cổ họng mình. Vết sẹo trên yết hầu chỉ là một đường mờ nhạt, nhưng nó thực sự tồn tại. Một thanh kiếm chắc chắn đã từng xuyên qua đó, hắn rõ ràng đã thấy. Vừa rồi Khương Vọng ở trong biển tiềm thức của ngươi. Một giọng nói trẻ tuổi mà tinh thần đầy phấn chấn vang lên ngay lúc này. Ồ, Điền An Bình đáp. Khương Vọng. Giọng trẻ tuổi nói. Điền An Bình ừ một tiếng. Giọng trẻ tuổi nhấn mạnh, hắn đã nhìn ngươi. Điền An Bình dường như lúc này mới tỉnh lại, chú ý đến lời nói cụ thể của người kia. Nhưng hắn chỉ mở to mắt nhìn, thế thì có liên quan gì chứ? Giọng trẻ tuổi im lặng một lúc, dường như bị nghẹn lại bởi sự thản nhiên của hắn. Đó là một sự khó hiểu đến thực tế. Lấy hành vi của Điền An Bình, cùng với những gì hắn đang muốn làm, một khi bại lộ sẽ chắc chắn chết không có chỗ chôn. Khương Vọng vừa mới đi vào biển tiềm thức của hắn, gần như đã đặt trường tương tư lên cổ của Điền An Bình. Hắn đi một vòng qua ranh giới sống chết, lại dường như không quan tâm chút nào. Thậm chí, chuyện Khương Vọng đi vào biển tiềm thức của hắn, người đến vốn có thể nhắc nhở hắn, nhưng vì không thể ảnh hưởng đến kế hoạch, đã không nhắc nhở, gần như chỉ trơ mắt nhìn hắn chết. Vậy mà hắn cũng không tỏ ra phẫn nộ, không có lấy một chút cảm xúc giận dữ. Đầu óc của người này, rốt cuộc đựng gì trong đó? Giọng trẻ tuổi không tên nói, ta nhớ ngươi cũng không muốn chết. Ta còn có rất nhiều câu hỏi về thế giới này, ta không muốn chết. Điền An Bình nói với giọng gần như không cảm xúc, hiện tại ta cũng không chết. Không chết, là đủ. Không sợ hãi, không bất an, bất kể thế nào, hắn đã đi. Giọng trẻ tuổi hỏi, ngươi không muốn biết hắn đến làm gì, rồi vì sao lại rời đi sao? Thế, hắn đi đâu rồi? Điền An Bình hỏi, ta cũng không biết. Giọng trẻ tuổi đáp, ván cờ này có rất nhiều lực lượng tham gia, chúng ta đều đang liên tục rình mò người khác, đồng thời che giấu mình, không ai hiểu rõ ai. Ta không thể nhìn thấy toàn bộ hành động của Khương Vọng mà không bị phát hiện, ta là nhìn ngươi mà cảm nhận được hắn trong biển tiềm thức của ngươi gợn sóng. Điền An Bình dường như thật sự không quan tâm, Khương Vọng muốn làm gì. Khương Vọng đã đi rồi, như vậy là đủ. Hắn hỏi, lần trước cùng ta nói chuyện trời đất là Chiêu Vương, lần này sao lại đổi thành ngươi? Điều này càng cho thấy chúng ta đồng lòng, cùng mục tiêu, có thể đẩy nhanh kế hoạch của chúng ta. Giọng trẻ tuổi mang theo nụ cười, chẳng lẽ đây không phải chuyện tốt sao? Điền An Bình hơi nhếch miệng, thần hiệp. Sao? Giọng trẻ tuổi hỏi. Không có gì. Điền An Bình ngón tay vẫn đặt lên cổ họng mình. Ngươi có thấy đau không? Giọng trẻ tuổi hỏi, khi thanh kiếm đó đâm xuyên qua cổ họng của ngươi. Sấm chớp từng đợt, mưa xối xả như thác nước. Điền An Bình vỗ về cổ họng mình, lần nữa ngẩng đầu, nhìn lên bầu trời, thì thầm, tất cả những khe nứt trên thế gian này đều thông đến cánh cửa chân tướng. Ánh mắt hắn mờ ảo, nhưng giống như một thanh kiếm, chém xuyên qua biển lôi và mây đen trên trời, tạo thành một khe hở. Một tia sáng mặt trời đã lâu, lại có thể xuyên qua màn mưa, rọi xuống khuôn mặt hơi ngẩng của hắn. Ngón tay của hắn cũng như một thanh kiếm, theo vết thương trên cổ, đâm vào bên trong cổ họng mình. Vấn đề chỉ là ngươi làm thế nào để kéo nó ra. Ngay khoảnh khắc này, hắn bước thêm một bước cuối cùng lên đỉnh cao. Nguồn nguyên lực kinh khủng gào thét khắp bốn phương, dẫn dắt thủy triều của trời và sóng lớn của biển. Một siêu phàm tu sĩ đang đỉnh cao nhất, gây ra động tĩnh khủng khiếp, che lấp hết mọi gợn sóng. Khi tất cả mọi người chú ý đến hắn, tất cả mọi người cũng đều xem nhẹ hắn. Từ nơi sâu xa, thiên tâm như mộng. Tại nơi không thể nhìn thấy trước mắt, ở nơi thần hồn sâu xa không thể dò tra, một cánh cửa như có như không đã được dựng lên. Và giọng nói của thần hiệp, giấu kín trong đó, nhẹ nhàng nói, mở. Rầm rầm rầm, tiếng sấm trên trời không ngừng vang vọng. Cánh cửa này nặng nề dị thường. Đây chính là Vọng Chân Chi Môn. Các bạn đang nghe truyện Xích Tâm Tuần Thiên của tác giả Tinh Hà Dĩ Thậm tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.org. Chương 3259, nhìn rõ mọi việc. Điền An Bình chỗ sâu tòa Vọng Chân Chi Môn này từng bắt nguồn sâu trong thần hồn của đội trưởng Kính Thế Kính Vệ Tưởng Nam Bằng.
và thông đến bên trong tập hình ti của Cảnh Quốc, nơi có một người tên là Hoàng Thủ Giới. Đại Tề Đế Quốc Trảm Vũ Quân thống soái, chém giết chỉ là một quan nhỏ của Cảnh Quốc như Tưởng Nam Bằng thì có thể có rất nhiều lý do rõ ràng. Ví dụ như tìm thấy máu của rất nhiều người Điền thị trong cơ thể Tưởng Nam Bằng, hắn giận dữ mà báo thù cho tộc nhân. Ví dụ như phát hiện người này là thành viên của Nhất Chân Đạo, thuận tay vì thiên hạ mà trừ hại. Thậm chí không cần có lý do, giống như hắn đã đối với Từ Tam chất vấn và bỏ qua. Tưởng Nam Bằng là Nhất Chân Đạo đồ, thân phận này sớm muộn cũng sẽ bị lộ, thiên hạ có thể tru diệt, Cảnh Quốc cũng không có lý gì để phản bác. Dĩ nhiên, với nhiều người, việc Điền An Bình như vậy giết người không có lý do là điều đáng tin nhất, khiến họ càng tin rằng hắn là một kẻ hung bạo. Nhưng Thần Hiệp biết rõ lý do thực sự là gì. Điền An Bình muốn trước sự chứng kiến của người Sở, giết chết Tưởng Nam Bằng, chính là để chôn giấu manh mối này. Chiêu Vương đã sớm đàm luận với Điền An Bình về việc này. Bọn họ muốn lợi dụng đường dây của Tưởng Nam Bằng, đẩy ra cánh cửa vọng chân chi môn sâu trong thần hồn của hắn. Trên đường dây này hạ cờ bố cục, người thực sự thúc đẩy tất cả những thứ này tồn tại. Dám để Tinh Vu chứng kiến, thậm chí dám cho Tinh Vu thấy rõ, nhất định đã vượt qua mức độ tính toán của Tinh Vu, thậm chí có thể lấy Tinh Vu làm vật liệu tính toán. Khi Tưởng Nam Bằng chết, tòa vọng chân chi môn này coi như không tồn tại. Ít nhất trong một khoảng thời gian ngắn, không ai có thể xác định tòa cổng này thông tới đâu. Ngay khi Điền An Bình thành tựu đỉnh cao, cánh cửa sâu trong thần hồn này ầm ầm mở ra. Ý chí của Thần Hiệp bước vào, đảo ngược dòng chảy mà bơi vào. Tại quá trình mấu chốt nhưng nguy hiểm này, Điền An Bình chỉ tĩnh lặng nhìn lên bầu trời. Như thể tất cả những điều này đều không liên quan đến hắn. Không chỉ là hành động của Thần Hiệp, mà còn cả việc hắn đang đỉnh. Tại nơi biển tiềm thức trầm ngưng, phong bế sâu không đáy mà ngay cả Khương Vọng cũng cảm thấy khó dò, có một tòa tiềm uyên lao ngục. Hoàng Thủ Giới, ti đầu của tập hình ti Cảnh Quốc, đang mở rộng tứ chi, bị mấy cái móc sắt thấu xương câu chặt vào giá hành hình. Trên thân không có nhiều vết thương rõ ràng, nguyên thần trạng thái thậm chí còn đầy đủ, nhưng hai mắt hắn đã bị mờ đi, vô thần ngửa nhìn lên trần. Toàn thân hắn thỉnh thoảng không báo trước mà run rẩy, rồi trong miệng lại trào ra bọt trắng. Trong miệng không ngừng lẩm bẩm, Nhất Chân, không đúng, Nhất Chân, không đúng. Nguyên thần của Điền An Bình đứng trước hắn, lặng lẽ đánh giá hắn. Trong ánh mắt hắn dần phát ra một tia không thích thú, sau đó biến thành chán ghét. Tất cả những thứ vô ích trong thế giới chân tướng, chỉ là sự lãng phí thời gian tồn tại, đều là côn trùng có hại cho thế giới này. Tay hắn nâng lên, nắm lấy cổ của Hoàng Thủ Giới, nhưng không lập tức bóp chết, đã muốn giữ lại tính mệnh cái gọi là Hoàng Thủ Giới, để tránh Thiên Kinh Thành sinh nghi, tạo cơ hội cho Thần Hiệp hành động. Cũng là muốn thông qua việc nắm lấy nguyên thần của Hoàng Thủ Giới, để quan sát hành động ý chí của Thần Hiệp. Thần Hiệp sẽ không kháng cự loại quan sát này, bản thân việc này cũng là một điều kiện giao dịch. Khương Vọng có thể đi vào biển tiềm thức của hắn, nhìn chăm chú đầy hiểm ác. Không sao cả, chân quân áp chế chân nhân là điều bình thường. Rất nhanh, điều này sẽ không còn xảy ra nữa. Khương Vọng đã suýt giết chết hắn. Không sao cả. Cũng không phải lần đầu tiên. Cuối cùng, hắn không chết. Cửu Cung Thiên Minh gửi bảo dịch điều tra, càng không đáng nhắc đến. So với Khương Vọng, lão già bảo dịch này thực sự không thú vị. Trên đời này phần lớn chuyện đều không cần để ý, đều không quan trọng, gió lớn cũng được, sấm chớp cũng được. Điền An Bình chỉ lặng lẽ nhìn chăm chú, lặng lẽ, suy tư. Đỉnh cao siêu phàm từ xưa đến nay đã là chỗ mà vô số người tu hành không thể vươn tới, và hắn lặng lẽ phóng ra một bước này. Lúc đăng đỉnh, hắn vẫn đang suy nghĩ. Lúc đăng đỉnh, hắn vẫn đang bị hành hình. Lúc đăng đỉnh, hắn còn đang che chở cho Thần Hiệp đẩy cửa. Đặt chân lên đỉnh cao không phải là mục tiêu của hắn, chỉ là một quá trình nhất định phải trải qua. Phóng ra một bước này có rất nhiều lý do. Ví dụ như hắn cần thể hiện giá trị của mình một bước xa hơn để ứng phó với bảo dịch đột nhiên tới điều tra và ác ý, hoặc còn vì chuyện cũ với Liễu Thần Thông. Ví dụ như hắn cần tăng cường lực lượng của mình một cách chắc chắn để tăng khả năng tự vệ trong quá trình đối mặt với Hổ Dữ. Ví dụ như hắn cần sẵn sàng cho ngày Bá Phủ Tiên Cung hoàn toàn bại lộ. Ví dụ như hắn cần dùng quá trình đăng đỉnh để che chở cho hành động của Thần Hiệp tạo ra gợn sóng. Ví dụ như hắn chỉ khi thật sự đăng đỉnh mới có thể có chỗ đứng trong ván cờ này và có thu hoạch. Nhưng tất cả những lý do này đều là lý do mà người khác sẽ nghĩ tới, không phải lý do của Điền An Bình. Hoặc nói đúng hơn, trong suy nghĩ của hắn thì những lý do này có trọng lượng rất nhẹ. Hắn lựa chọn đăng đỉnh vào thời điểm này có quá nhiều lý do.
Một đá giết nhiều chim, một bước này có nhiều lợi ích đến mức việc đăng đỉnh trở thành một chuyện không thể không làm. Và đây mới là vấn đề thực sự mà hắn muốn hiểu rõ. Hắn muốn biết tại sao hắn không thể không làm. Hắn tin rằng mỗi quyết định của mình từ lúc sinh ra đến giờ đều xuất phát từ ý chí tự do của chính mình. Nhưng hắn cũng rõ ràng rằng đôi khi ý chí tự do của ngươi chưa chắc là thực sự tự do. Hiểu rõ điểm này mới là bắt đầu để nhìn thấu chân tướng. Bốn chữ nhìn rõ mọi việc treo trên bảng hiệu của tổng bộ tập hình Ti Thiên Kinh Thành. Trong một căn phòng quan tại đây, chẳng biết từ lúc nào Hoàng Thủ Giới đã gục xuống bàn ngủ thiếp đi, đột nhiên nâng thân dậy, trong mắt thần quang lóe lên rồi lại thu lại. Cốc cốc cốc, cốc cốc cốc. Tiếng gõ cửa bên ngoài có vẻ đã vang lên một lúc và lúc này vẫn còn kéo dài. Có một cấp dưới mang tin tức cần báo cáo, nóng lòng muốn vào nhưng lại không dám tự tiện xông vào. Vào đi. Hoàng Thủ Giới ngẩng đầu lên, vuốt vuốt cổ mỏi nhừ, không để tâm nói. Lần trước đến Thiên Kinh Thành là khi nào nhỉ? Dường như đầy trời có mưa máu. Thật sự là cảnh tượng tuyệt hảo. Như thể Hoàng Thủ Giới thông qua vọng chân chi môn, giáng lâm vào thân của Tưởng Nam Bằng, làm bừa việc tại Đông Hải. Sau khi Điền An Bình bóp chết Tưởng Nam Bằng, khóa lại ý chí của Hoàng Thủ Giới, Thần Hiệp cũng thông qua cánh cửa này, trong nháy mắt chiếm lấy nhục thân của Hoàng Thủ Giới. Có lẽ đây mới là tin tức đáng kinh sợ nhất hôm nay, thủ lĩnh cao nhất của Bình Đẳng Quốc, Quang Minh Chính Đại xuất hiện tại Thiên Kinh Thành, ngay trong khu vực hạch tâm của Tam Ti Hoàng Thành, mà không ai biết được. Vọng chân chi môn là hạch tâm bí thuật chính thống của Nhất Chân Đạo, Hoàng Thủ Giới là ti đầu của tập hình ti Trung ương Đế Quốc hàng thật giá thật. Còn Tưởng Nam Bằng cũng là quan chức đường đường chính chính của cảnh quốc. Đứng trên thi thể của Tưởng Nam Bằng, từ môn hộ đạo truyền chính thống này đi tới Hoàng Thủ Giới. Ai có thể nói tất cả những thứ này không phù hợp với gợn sóng của đạo quốc? Ai có thể nói người đang ngồi ở đây không phải là người của đạo quốc? Đại nhân, ti chức có chuyện quan trọng bẩm báo. Một tên áo quan treo đao, trong mắt ánh sáng lóe lên, bước vào, cẩn thận muốn đóng cửa lại. Không cần đóng cửa. Hoàng Thủ Giới nâng chén trà lên, thản nhiên nói, bản quan từ trước đến nay lỗi lạc, không có gì không thể nói ra trước mọi người, không có gì không thể để người khác biết. Ngươi đóng cửa lại nói chuyện, ngược lại làm cho người khác cảm thấy bản quan chột dạ, có việc ngầm. Tên chấp ti này chính là người vừa mới bị Hoàng Thủ Giới răn dạy lúc thảo luận về đại ti đầu, là một tâm phúc đáng tin cậy của Hoàng Thủ Giới. Trong thoáng chốc, hắn đứng tại chỗ, không biết có nên ra ngoài hay không. Biểu tình đầy khó khăn, ý tứ rõ ràng là ta muốn bẩm báo chuyện này, lại là việc ngầm. Vụng về, Hoàng Thủ Giới liếc mắt một cái, nói chuyện trước mặt. Rồi nhàn nhạt nói, yên tâm đi, ngươi đúng là đồ ngu. Những gì ngươi nói ở chỗ ta, bên ngoài không ai nghe thấy. Đóng cửa, khóa cửa chẳng qua chỉ là tự bịt tai trộm chuông, bản quan tự có thủ đoạn. Tên chấp ti mới thở dài một hơi, tiến gần đến, chắp tay, đại nhân, ta vừa mới nhận được tin tức. Hắn khẩn thiết báo cáo, Hoàng Sắc Quân xuất động một tiểu đội, rời quân doanh, hướng đến phía Đông Thành. Dường như đã nhận được chỉ lệnh trực tiếp từ Thuần Vu Đại Soái, có manh mối bí ẩn liên quan đến thành viên Nhất Chân Đạo. Hoàng Thủ Giới mặc dù không có ký ức của Nguyên Thần, nhưng hiểu rất rõ tình hình cảnh quốc. Hắn biết rằng Thuần Vu Quy từng cùng Triệu Huyền Dương được mệnh danh là đế quốc song bích, hiện tại đã là phó soái Hoàng Sắc Quân, thay thế vị trí của Lâu Ước. Có thể nói, hắn đã biến tiềm lực thành tiền đồ, trở thành người trẻ tuổi đầu tiên trong cảnh quốc nắm giữ quyền lực đỉnh cao của đế quốc. Lý Nhất là người không màng quyền thế, người có khả năng đuổi kịp hắn trước mắt chỉ có Trần Toán. Còn Lâu Ước sau khi đăng đỉnh, đã từ bỏ quân chức, chuẩn bị lên đường để tiến bước đến vị trí đại trưởng giáo của Ngọc Kinh Sơn. Manh mối về thành viên Nhất Chân Đạo, Hoàng Thủ Giới trên mặt lộ vẻ phẫn hận, hắn ghét nhất là Nhất Chân Đạo. Hận hận uống một ngụm trà, ở phía Đông Thành, chỗ nào? Tên chấp ti báo cáo, dưới quyền của đội trưởng Kinh Thế, nhà của Tưởng Nam Bằng. Phụt, Hoàng Thủ Giới phun ra một ngụm nước trà. Cái tên Tưởng Nam Bằng này, hắn biết rõ. Tòa vọng chân chi môn mà hắn mở ra ban đầu chính là từ thần hồn sâu trong của Tưởng Nam Bằng. Đặc biệt nhờ Điền An Bình giết Tưởng Nam Bằng, cầm tu nguyên thần của Hoàng Thủ Giới, bóp đứt manh mối liên quan đến Tưởng Nam Bằng, hắn mới tiến bước đến Thiên Kinh Thành. Hắn đang muốn dùng thân phận đạo đài ti đầu này, chuẩn bị kỹ lưỡng để đảm bảo kế hoạch vạn toàn. Như thế nào vừa mới đến Thiên Kinh Thành, đã sắp bại lộ sao? Hắn tuyệt đối không hoài nghi khả năng của những chó săn trong cảnh quốc. Bình Đẳng Quốc đã hy sinh nhiều người hộ đạo như vậy, đủ để làm bằng chứng. Việc điều tra về Tưởng Nam Bằng đã bắt đầu, tra đến Hoàng Thủ Giới cũng chỉ là chuyện sớm muộn. Dù không rõ tại sao chuyện này không do Tam Ti của Hoàng Thành phụ trách,
mà lại là Thuần Vu Quy chủ trì. Nhưng có một điều rõ ràng, thời gian dành cho mình đã không còn nhiều. Đạo đài. Tên chấp ti nói nhỏ, bắt nhất chân đạo, thế nhưng là chức trách của tập hình ti chúng ta. Có thể hay không dùng danh nghĩa này để nhúng tay, hoặc ít nhất phân một chút công lao. Chúng ta phụ trợ Hoàng Sắc Quân, cọ một chút cũng được mà. Ngu xuẩn. Hoàng Thủ Giới đặt mạnh ly trà xuống bàn, phát ra tiếng va chạm, Thuần Vu Quy là ai? Người đã chịu đựng được khảo nghiệm của thiên tử, có khả năng chấp trưởng Hoàng Sắc Quân. Làm sao có thể không có bí mật, lại để ngươi biết tin tức về việc tra một tên nhất chân đạo đồ. Tên chấp ti mang vẻ mặt mờ mịt. Hoàng Thủ Giới cười lạnh, hắn rõ ràng đang câu cá. Hắn ngồi đó, chậm rãi nói, bởi vì Tưởng Nam Bằng đã chết, đội ngươi mất tích ở Đông Hải chỉ còn Từ Tam sống sót. Thuần Vu Quy không thể trong chốc lát lấy được tình báo thực sự từ đường dây của Tưởng Nam Bằng. Vì vậy thả ra tiếng gió, những ai thực sự có liên hệ với Tưởng Nam Bằng chắc chắn sẽ không thể kìm nổi mà kinh động. Đúng vậy. Tên chấp ti bừng tỉnh đại ngộ, sau đó lại suy tư, nhưng dù sao đi nữa, người chóp bu của nhất chân đạo có liên quan với hắn cũng sẽ phải hành động. Chẳng lẽ hắn dám cược rằng không có manh mối nào từ phía Tưởng Nam Bằng? Hoàng Thủ Giới thở dài, đúng vậy, ai dám cược đây? Nói đến đây, hắn đột nhiên vươn tay, nhẹ nhàng túm lấy cổ của tên chấp ti, xoay người ném mạnh về phía sau bàn, buông tay, người này đã không còn hơi thở, chỉ còn là một thi thể. Hắn dù không hiểu rõ người này, chỉ đoán là tâm phúc của Hoàng Thủ Giới, nhưng điều này không ngăn cản hắn đưa ra phán đoán. Chỉ là một chấp ti, làm sao dám chia phần công lao của Thuần Vu Quy? Rõ ràng là có sự nghi ngờ về Hoàng Thủ Giới và đang thăm dò. Từng câu giả ngu, từng câu dẫn dắt. Đến khi nghe thấy tên Tưởng Nam Bằng, hắn cố tình tỏ ra kinh ngạc và phun trà, người này cũng không có phản ứng gì. Nếu đây không phải là ngụy trang thì là gì? Mượn cớ để che đậy ý đồ, dã tâm nhất định giấu kín. Tưởng Nam Bằng mới xảy ra chuyện, một khi liên quan đến nhất chân đạo, mà tâm phúc của Hoàng Thủ Giới có thể nghi ngờ về mối quan hệ của hắn với Tưởng Nam Bằng, chẳng phải tất cả đều đã bị ẩn giấu sao? Không biết làm thế nào một người như vậy lại có thể lên làm nhất chân đạo cao tầng và Tông Đức Trinh có thể kéo dài đến tận năm nay mới chết, quả là một kẻ có năng lực. Hoặc có lẽ Hoàng Thủ Giới đang thử thăm dò việc hợp nhất tên chấp ti này vào nhất chân đạo, vì thế mà để lộ chút dấu vết. Hoặc có thể Hoàng Thủ Giới có cách khống chế khác đối với người này. Tất cả đều không quan trọng. Hắn rốt cuộc không phải là Hoàng Thủ Giới thật sự, cũng không có ý định sống cả đời dưới thân phận của Hoàng Thủ Giới. Ta không nên giết ngươi. Mỗi người đều có cuộc sống hoàn chỉnh của riêng mình, dù là ngươi nhìn có vẻ chỉ ngồi trong nha môn uống trà, nhưng chắc chắn có câu chuyện đặc sắc của riêng mình. Ví dụ như hôm nay, nếu để ngươi thành công báo tin, tất cả những tính toán lâu dài của chúng ta sẽ bị phá hỏng bởi một bất ngờ như ngươi. Nếu ta chết vì ngươi, ngươi cũng sẽ trở thành một truyền kỳ của tập hình ti trong nha môn này. Cuộc sống khắp nơi đầy rẫy bất ngờ. Ngươi thông minh như vậy, lại có gan lớn như thế. Nếu không phải hôm nay gặp phải ta, có lẽ ngươi đã có một tiền đồ rộng mở. Có thể ta không biết tên ngươi, cũng không biết thiện ác của ngươi, vậy mà lại đem ngươi giết chết ở đây. Hôm nay, ta phải đi trên con đường này, không cho phép có nửa điểm phong hiểm. Lý tưởng không phải là cớ, đây chính là lỗi của ta. Cuối cùng, ta sẽ có một ngày phải tiếp nhận điều này. Hoàng Thủ Giới đưa tay nhẹ nhàng mơn trớn hai con ngươi của tên chấp ti, nguyện ngươi yên nghỉ, đời sau được an vui. Sau đó, hắn đứng dậy và đi ra ngoài. Vì bình đẳng mà ta tìm cầu. Vì nhân gian mà ta yêu thương. Vì tội lỗi mà ta phải đi chuộc. Không thể chờ thêm nữa. Hắn nhanh chân rời khỏi căn phòng, hướng về sự chỉ dẫn trong minh minh. Một tên chấp ti đã chết trong phòng hắn, cửa phòng vẫn mở rộng. Nhưng một thời gian rất dài, sẽ không có ai dám vào. Bởi vì phòng của đạo đài ti đầu không có mấy ai dám tự tiện xông vào. Trong toàn bộ tập hình ti, chỉ có hai người cùng cấp với hắn và một người cao hơn hắn. Người duy nhất cao hơn hắn tên là Âu Dương Hiệt và lúc này đang ở trong tầm mắt của hắn. Chính đường của tập hình ti, cửa chính mở rộng. Âu Dương Hiệt đang ở trong phòng khách. Chiếc roi sắt được mệnh danh vô câu tục đạo, bất luận vương thân đang được cung phụng sau lưng hắn. Hắn ngồi một mình, lông mày nhíu lại, dường như đang suy nghĩ gì đó. Tại một thời điểm nào đó, đột nhiên hắn ngẩng đầu lên, nhìn thấy Hoàng Thủ Giới bước vào. Lúc này đã là ban đêm, nhưng tập hình ti trong nha môn đèn sáng như ban ngày. Người lui tới như con thoi, bận rộn không khác gì ban ngày. Cái gọi là không đêm thực ra chỉ là niềm vui của một bộ phận nhỏ người, còn lại là sự mệt mỏi của đa số. Hai người gần như đồng thời mỉm cười, cứ như vậy giữa dòng người đông đúc mà nhìn nhau, cùng chào hỏi.
Hoàng Đạo Đài, Âu Dương Tổng Trưởng, ánh mắt sắc như kiếm, đồng thời đối đầu. Chương 3260, Phong Thiện. Âu Dương Hiệt ngồi ngay ngắn ở chính đường, sau lưng là truy bắt roi sắt, như thể ngang qua mũ quan của hắn. Hắn cau mày, bởi vì vừa mới nhận được thư hồi âm của viện trưởng thư viện Cần Khổ, Tả Khâu Ngô, với nội dung quá nhiều, cần phải suy ngẫm tỉ mỉ. Hắn và Tả Khâu Ngô có quan hệ cá nhân. Điều này rất nhiều người đều biết, cũng không phải là bí mật gì. Trước đây, khi Trung ương Đế quốc tiễu trừ Bình Đẳng quốc, Tả Khâu Ngô có thể nhanh chóng áp chế và bắt được tiên sinh Trịnh Ngọ Lâu danh bật trong nội viện, cũng nhờ một phần do quan hệ này. Tất nhiên, cũng bởi vì không có manh mối nào có thể chỉ ra rằng Tả Khâu Ngô có liên quan đến Bình Đẳng quốc. Cộng thêm việc thư viện Cần Khổ có lực ảnh hưởng lớn, cùng với thái độ trung lập rõ ràng của thư viện này, mới có tình huống đặc biệt như vậy. Thư hồi âm của Tả Khâu Ngô nhằm vào vấn đề mà Âu Dương Hiệt gửi thư hỏi lúc trước. Hồi đó từ Đông Hải trở về, hắn đã thấy một sinh vật kỳ lạ rời khỏi người nào đó. Lúc đó, vì nóng lòng tham gia trấn áp nhất chân đạo, hắn không thể tự mình nghiên cứu, nhưng cũng đặc biệt truyền tin cho người có kiến thức hơn để tìm kiếm chân tướng. Hắn đã nhờ người cả trong và ngoài cảnh quốc giúp đỡ, nhưng người khiến hắn tin tưởng nhất vẫn là Tả Khâu Ngô. Loài trùng này quái dị như vậy, lại không có tên gọi rõ ràng, ta chưa từng nghe thấy, chắc là do ai đó đã xóa đi vết tích, giấu mình mà ẩn. Ta đang điều tra loài trùng này, tựa hồ cảm thấy như gặp một loại lực cản từ lịch sử. Sau đó tắm mình trong biển học, leo lên thư sơn để tìm kiếm, cuối cùng đọc được một tàn chương từ thời Trung Cổ, có ghi chép về loài trùng này, chi tiết gần giống nhau. Thu làm một tuyến, mở có tim gan, trên 7 dưới 8 15 cánh, nơm nớp lo sợ như tạng người, nó tên là nhân trùng. Lại có một cuốn tiêu chuẩn của tiên sư cận cổ, Tiên Phương Kinh, có nói, duệ lạc thiên hà, thập ngũ xí trùng. Quỷ cực nhân vật, chính là khắc tiếng trời. Lại có lịch quốc thiên kiều truyền nói, võ đế đùa thiên phi, lừa dối lấy trùng nơm nớp lo sợ, coi như khuê phòng vui vẻ. Những ghi chép này lẫn nhau kiểm chứng, dù không hoàn toàn đáng tin cậy, nhưng kết hợp những khía cạnh dài ngắn với nhau, như ngọc vỡ hoàn bích, có thể thành bằng chứng. Loài trùng này tên là nhân trùng, xuất phát từ duệ lạc tộc, nó không thể xác thực, nhưng có khả năng lừa dối quỷ và dẫn thiên cơ. Ngoài những nội dung này, hạch tâm của phong thư chính là những tin tức này. Tất nhiên, với phong cách của Tả Khâu Ngô, ông hận không thể tách một chữ thành 10 chữ để dùng, trong thư cũng không có quá nhiều lời xã giao. Chỉ đơn giản là tìm chương dẫn chứng, rõ quá trình tìm hiểu. Đọc đến đoạn này, Âu Dương Hiệt không thể ngồi yên được nữa. Nhân trùng, duệ lạc tộc, hướng dẫn quá minh xác. Hắn cảm thấy có một tấm lưới cực lớn đã được răng ra từ chiến trường trên biển. Tại cảnh quốc khi quân Bá Lỗ câu cá ở tiền đường, hắn, đại ti đầu của tập hình ti cũng đã bị mắc vào lưỡi câu của người khác, hoặc thậm chí là từ trước đó. Thiên hạ như một bàn cờ, người người đều nằm trong cục. Nhưng dù thế nào, việc truy cứu đã vô ích. Hiện tại, nơi cần đến chỉ có một nơi và việc cần làm chỉ có một việc, Trung ương Thiền Lao. Kể từ ngày nhân trùng dính vào người hắn, dù chỉ vài ngày chưa qua, nhưng trong tình huống nguy cấp như vậy, đã coi như là chậm trễ rất lâu. Nhất chân đạo đầu Tông Đức Trinh cũng đã đền tội, cuộc thanh trừng lớn đối với nhất chân đạo đã bước vào giai đoạn kết thúc. Hắn, đại ti đầu của tập hình ti này, lại có thể ngồi yên, ngồi ở đây đọc thư. Bản thân hắn đã nhờ người khác tìm đọc đủ loại tài liệu về dị trùng, nhưng kết quả đều không ra gì. Việc truy tìm phi trùng kia cũng như xa vời ngút ngàn dặm, không để lại dấu vết. Mà thư hồi âm của Tả Khâu Ngô đến thực sự quá muộn. Điều đáng sợ nhất có lẽ đã xảy ra ngay lúc này. Âu Dương Hiệt lòng đầy dự cảm, ngẩng đầu lên, ngay giữa dòng người qua lại trong phòng viện, liền thấy đạo đài ti đầu Hoàng Thủ Giới. Một thân thể vừa rời khỏi quan phòng của hắn, nhanh chân tiến về phía này. Nói thế nào nhỉ? Người trước mặt này đúng thật là Hoàng Thủ Giới, nhưng lại tuyệt đối không phải Hoàng Thủ Giới. Thân thể vẫn là thân thể đó, nhưng động tác, ánh mắt, thậm chí khí chất đều có quá nhiều điểm khác biệt. Rõ ràng nhất là một điều, Hoàng Thủ Giới tâm tư nặng nề, rất giỏi che giấu, bất kể trong lòng nghĩ gì, tuyệt đối sẽ không nhìn thẳng cấp trên của mình một cách không chút kiêng kỵ như vậy. Tại sao lại không thèm che giấu như vậy, cứ thế mà làm càn đi ra? Với Âu Dương Hiệt, một người đã lâu ở trong hàng ngũ các danh sư cấp hình danh tông sư, điều này không khác gì việc trần truồng giữa phố, cực kỳ dễ thấy. Trong kinh nghiệm phá án của hắn, không biết đã có bao nhiêu kẻ ngu xuẩn, tự phụ vào thủ đoạn thần thông, lại bại vào một câu nói hay một ánh mắt. Ngu xuẩn từ trước đến giờ không bao giờ học được bài học. Không phải chỉ chiếm giữ thân xác hắn,
mà còn thay thế thân xác hắn, Hoàng Đạo Đài. Âu Dương Hiệt có sự tự tin tuyệt đối vào phán đoán của mình, hành động cũng vô cùng quyết đoán. Khi tiếng gọi này vừa thoát ra khỏi miệng, hắn đã bắt đầu ra tay. Ánh mắt nhảy lên với thần quang và sát ý, nâng mũi nhọn cắt ngang qua giữa phòng, nhưng hắn đồng thời cũng nghe thấy một tiếng Âu Dương tổng trưởng. Oanh oanh, trái tim hắn bỗng nhiên nhảy lên, thùng thùng. Bỗng nhiên tiếng trống trận vang lên, hắn lại sinh ra sự khiếp đảm, sau đó là lo âu, thấp thỏm. Đạo thân của hắn như bị chia thành hai phần, một nửa cố sức đi lên, một nửa liều mạng lùi xuống, nơm nớp lo sợ, trên 7, dưới 8. Cho đến lúc này, hắn mới hiểu ra một sự thật, nhân trùng không hề rời đi. Hoặc nói, lần rời đi đó chỉ là hình dáng của nhân trùng, không phải ý nghĩa của nhân trùng. Từ đầu đến cuối, mục tiêu của nhân trùng chỉ là hắn, đại ti đầu của tập hình ti này. Không cần biết hắn tự tra ra sao, đều không thể tìm ra vấn đề. Bởi vì mối nguy thực sự, phải chờ đến lúc này mới bộc phát. Nhân trùng ở trong hắn vốn không gây hại, vì thế hắn không thể nhận ra, điều thực sự muốn ảnh hưởng đến hắn là một tồn tại khác không nằm trước mắt. Hắn bỗng nhiên liền hiểu ra câu nói mà Tả Khâu Ngô đã viết trong thư, ta đang điều tra loài trùng này, tựa hồ cảm thấy một loại lực cản từ lịch sử. Loại lực cản đó là sự tồn tại thực sự. Tất cả cơ duyên trùng hợp đều đã được sắp xếp từ trước. Không phải vì Tả Khâu Ngô tra tư liệu quá chậm, cũng không phải vì kiến thức của Âu Dương Hiệt quá cằn cỗi, mà là nhận thức về nhân trùng của hắn, tuyệt đối không có khả năng đạt được trước thời khắc này. Trong sự huyền diệu của vận mệnh, có một loại lực lượng cao cao tại thượng đã miêu tả nên một quá trình như vậy. Bên trong đó có một biên giới, không ai có thể vượt qua. Không cần nói đến những gì ngoài ý muốn, cũng không thể ảnh hưởng đến việc nó thực hiện. Và điều này chẳng phải là thủ đoạn của người đó sao? Khi nào thần linh buông lỏng phong ấn, có thể phóng thích một sức mạnh gần như kỳ quan đến thế. Trong lòng Âu Dương Hiệt nổi lên sóng lớn cuộn trào mãnh liệt, tay hắn chống vào ghế, không thể đứng dậy. Chính vào lúc mất kiểm soát này, ánh mắt của Âu Dương Hiệt đã bị ánh mắt của Hoàng Thủ Giới xé toạc. Ánh mắt của hắn thoáng chốc tan rã, đạo thân vốn muốn đứng lên cũng ngã trở lại, ngồi xuống chiếc ghế đại biểu cho Tổng trưởng Tập hình Ti. Đi xuyên qua phòng viện của Tập hình Ti, những viên chức đi ngang chỉ thấy hai nhân vật đầu não của Tập hình Ti. Lẫn nhau nhiệt tình chào hỏi, thân thiết như huynh đệ, âm thầm cảm khái về kỹ năng biểu diễn của các đại nhân vật. Hoàng Thủ Giới nhanh chân tiến vào phòng khách lễ, Tổng trưởng, vừa vặn ngài cũng đang ở trong nha môn, hạ quan có chuyện quan trọng muốn báo cáo. Hắn đi thẳng đến trước mặt Âu Dương Hiệt, cung kính làm lễ, giả làm tư thế thì thầm, đưa tay một lát, rồi lấy xuống chiếc roi sắt dùng để trừng phạt ở sau lưng Âu Dương Hiệt. Tuân lệnh Tổng trưởng, ta đích thân thực hiện nhiệm vụ này. Hoàng Thủ Giới thực hiện một lễ chào quy củ trước Âu Dương Hiệt, sau đó nói, như vậy hạ quan sẽ không quấy rầy ngài nữa. Khoảng thời gian này ngài đã quá lao tâm khổ tứ, nên tĩnh dưỡng vài ngày, mọi việc còn lại đều giao cho ta. Hắn mang theo roi sắt rời khỏi, cung kính lui ra ngoài, hai tay nắm lấy vòng cửa, chậm rãi đóng cửa chính của phòng khách. Ánh trăng và ánh sao không thể chiếu vào đèn trong Tập hình Ti. Tòa nha môn uy nghiêm nhất trong Tam Ti của Hoàng Thành, ngay trong ánh mắt tan rã của Âu Dương Hiệt, từ từ khép lại. Phủ nha to lớn như vậy, dòng người như dệt cửi, nhưng không một viên chức nào dám đến gần nghe ngóng. Âu Dương Hiệt lặng im trong chính đường của hắn. Đại ti đầu của Tập hình Ti tự mình nhắn nhủ với đạo đài ti đầu, ai có gan lớn như vậy mà có thể đối phó với phong hiểm này. Có thể đoán được rằng, trong một khoảng thời gian rất dài, cũng sẽ không có người dám quấy rầy Âu Dương Hiệt. Hoàng Thủ Giới suy nghĩ một chút, tháo xuống sợi dây trước cửa phòng, đứng trước cánh cửa lớn đã đóng chặt, phân phó, đi hai người, đưa nghi phạm Lâu Giang Nguyệt đến đây, bản quan tuân lệnh tổng đài, muốn tự mình áp giải nàng đến Trung ương Thiên Lao. Âu Dương Hiệt, đường đường là đại ti đầu của Tập hình Ti, có tu vi đỉnh cao nhất, là người chấp trưởng quyền hình phạt cao nhất trong phạm vi Trung ương Đế quốc. Ngay cả thần hiệp cũng không thể giết chết hắn một cách âm thầm tại Thiên Kinh Thành. Muốn khống chế Hoàng Thủ Giới để khống chế hắn, cũng tuyệt đối không thể. Dù có điều kiện tương đồng, cơ hội như nhau, Âu Dương Hiệt và Hoàng Thủ Giới có sự khác biệt lớn về trọng lượng, sức chịu đựng và sự chú ý cũng không cùng một cấp bậc. Hiện tại khống chế hắn, khóa tại ghế tổng trưởng của Tập hình Ti, đã là một bước vô cùng phi thường. Đây là khu vực hạch tâm của đế quốc Trung ương, vị trí hạch tâm, nhân vật trọng yếu. Mà Hoàng Thủ Giới muốn, lúc đầu cũng không phải tính mệnh của Âu Dương Hiệt. Hắn cần Tập hình roi sắt và giờ đã nắm trong tay. Rất nhanh sau đó, có hai tên chấp ti thâm niên dùng xe chở tù nhân chứa Lâu Giang Nguyệt, đưa nàng đẩy tới phòng trong sân.
Xe chở tù bên ngoài còn được che bằng một tấm bố để che dáng vẻ của tù nhân, không để làm mất mặt. Tập hình ti dĩ nhiên không phải là nơi đối xử tử tế với phạm nhân. Nhưng dù sao, đây cũng là con gái của Lâu Ước và Âu Dương Hiệt đã tự mình đi đến đài ngự sử để tiếp nhận tù nhân trở về. Họ không cần phải dùng cỗ kiệu mà nhấc lên, đã rất giữ quy củ. Hoàng thủ giới nhìn xe chở tù một cách thờ ơ, rất tự nhiên nói đây là công vụ do tổng trưởng giao phó, cũng không cần gọi người đặc biệt. Cứ để hai người các ngươi dẫn đường, chúng ta sẽ cùng nhau tới Trung ương Thiên Lao. Như thế, hắn có thể tránh khỏi việc chọn phải những thân tín không quen thuộc của mình, đồng thời tránh việc tìm những thân tín quen thuộc của hoàng thủ giới đi cùng mà dễ dàng bị lộ. Mấy tên ưng nha chó săn này, mũi rất nhạy. Hắn lại nói, bên trong nhà môn có chuyện khẩn cấp, chuyển giao cho hai vị đạo đài khác. Những việc không thể giải quyết, hãy đợi ta trở về xử lý. Không nên quấy rầy tổng trưởng. Những người xung quanh đều cúi đầu ứng tiếng. Hai tên chấp ti vui mừng mang xe chở tù vào xe quan của tập hình ti, lái xe ngựa này hướng Trung ương Thiên Lao. Hoàng thành tam ti tuy được xem như một hệ thống, nhưng thực tế lại làm việc theo ý riêng, hoàn toàn khác biệt. Tuy nhiên, sau nhiều năm hợp tác, các bên cũng coi là đã biết rõ gốc rễ của nhau. Lâu Giang Nguyệt với thân phận và tội danh của mình, định sẵn sẽ bị đưa đến tầng dưới chót nhất của Trung ương Thiên Lao. Xe ngựa của tập hình ti dừng bên ngoài Trung ương Thiên Lao, xe chở tù của tập hình ti dừng tại cánh cửa thứ nhất bên trong và hai tên chấp ti dừng lại ở cánh cửa thứ ba. Một đoàn người từng tầng bị loại bỏ. Ở tận đáy tầng sâu nhất này, chỉ còn Hoàng thủ giới dẫn theo Lâu Giang Nguyệt đi. Người gác cửa khóa trong nón đá chỉ ra hiệu cho họ đi tiếp, không có chỉ thị nào khác. Lách tách, lách tách. Tiếng nước nhỏ giọt không ngừng, giống như những nhát dao tàn khốc. Những người bị giam giữ ở đây đều đang bị thời gian hành hạ. Tại nơi đưa tay không thấy năm ngón trong bóng tối, bước trên con đường tối đen không thấy cuối, chỉ có tiếng nước nhỏ rỉ mãi, khiến người ta muốn bóp nát trái tim mình. May mà Lâu Giang Nguyệt giờ đây chỉ là một cái xác không hồn, hoàng thủ giới thì càng không có gì phải kiêng kỵ. Bọn họ chậm rãi đi về phía trước, cho đến khi nhìn thấy trong bóng tối nặng nề, một thân hình cực gầy với lưng còng của Tăng Tiên Thọ. Thiên tử ân xá tội chết cho Lâu Giang Nguyệt, chỉ định thời hạn thi hành vô thời hạn. Điều này đương nhiên không thể đưa ra mệnh lệnh văn bản rõ ràng. Nhưng Tăng Tiên Thọ, người chấp trưởng Trung ương Thiên Lao, tự nhiên biết được kết quả này, cũng có khả năng cân nhắc trọng lượng của Lâu Ước. Tập hình ti rốt cuộc không phải nơi giam giữ phạm nhân, đưa Lâu Giang Nguyệt vào Trung ương Thiên Lao, cũng coi là thuận lý thành chương. Dù trước đó Tăng Tiên Thọ không nhận được báo tin, nhưng một đạo đài ti đầu tự mình dẫn phạm nhân đến, trên mặt quy củ cũng không có vấn đề. Hoàng đạo đài, âm thanh thâm trầm của Tăng Tiên Thọ vang lên, thật là hiếm có khách quý đến thăm. Hy vọng lần sau không phải tự mình đến. Hoàng thủ giới liếc nhìn hắn, nghi phạm đã đưa đến, xin Tăng đại nhân xác minh chính xác. Không có vấn đề, đúng là Lâu Giang Nguyệt, Tăng Tiên Thọ nói, vậy ta liền cáo từ. Hoàng thủ giới nói xong liền quay người đi, tới rất sạch sẽ, đi cũng rất thẳng thắn. Không ai nguyện ý ở lâu trong Trung ương Thiên Lao, đạo đài ti đầu cũng không ngoại lệ. Lâu Giang Nguyệt từ đầu đến cuối cúi đầu, tóc rủ xuống, không động đậy cũng không nói lời nào, như đã chết, nhưng cuối cùng vẫn còn sống. Đối với một người đã quen với việc nhìn người ta chờ chết, Tăng Tiên Thọ cũng không cảm thấy hiếm lạ. Hắn chỉ đứng trong bóng tối, lặng lẽ nhìn theo hoàng thủ giới rời đi, cho đến khi xác định không có bất kỳ sự cố ngoài ý muốn nào xảy ra, hắn mới thu lại chiếc ngục chuông vẫn thắt giữa ngón tay. Dĩ nhiên không nhằm vào hoàng thủ giới, mà đối với bất kỳ ai đến nơi này, hắn đều duy trì sự cảnh giác đầy đủ. Thần niệm mà hắn truyền lại, chỉ cần có khoảnh khắc gián đoạn, ngục chuông sẽ vang lên, cả tòa Trung ương Thiên Lao sẽ bị phong tỏa. Trung ương Thiên Lao, kể từ khi hoàn thành, luôn duy trì cảnh giới cao nhất để biết trước bất kỳ điều gì xảy ra. Bất cứ lúc nào, không cần biết chuyện gì phát sinh, nơi này luôn tồn tại sự chuẩn bị đầy đủ nhất để đối phó với những nguy hiểm khó lường nhất. Tất nhiên, những nguy hiểm đó chưa từng xảy ra. Tăng Tiên Thọ cũng chỉ là một người giữ cửa. Con gái của Lâu Ước được đưa đến đây thực sự là một phiền phức. Không chỉ không thể tra tấn, mà nếu xảy ra chuyện gì, còn phải chịu trách nhiệm. Trung ương Thiên Lao đâu phải là nơi an dưỡng. Thực tế, khó có thể tìm ra một nơi nào không đầy rẫy thống khổ. Tăng Tiên Thọ thở dài một tiếng, kéo chiếc xiềng xích trên người Lâu Giang Nguyệt, cứ thế mang nàng vào trong bóng tối. Tiếng xiềng xích vang lên, rầm rầm. Tiếng nước nhỏ giọt, lóc cóc, lóc cóc. Dù là tại chỗ sâu nhất của Trung ương Thiên Lao, cũng không phải lúc nào cũng thuộc về bóng tối vĩnh viễn. Và mỗi canh giờ cố định hàng ngày,
khi khải minh tinh sáng lên, ánh sáng sẽ xuất hiện. Vừa đúng lúc, cũng vừa đúng là lúc này, cũng vừa đúng là lúc Tăng Tiên Thọ kéo Lâu Giang Nguyệt bước vào bóng tối này. Thiên Kinh Thành ban đêm, nghênh đón khải minh. Trên mái vòm đen tối của tầng sâu nhất trong Trung ương Thiên Lao, có một sợi ánh sáng duy nhất xuất hiện. Ánh sáng xuyên qua hàng rào nhỏ hẹp, rọi trên mặt đất, tạo thành một chữ tỉnh xinh đẹp. Nó xinh đẹp không phải vì cấu trúc hình chữ, mà bởi vì nó, theo một ý nghĩa nào đó, đại biểu cho hy vọng duy nhất ở nơi này. Chuyện nhân gian, trời không biết, trăng trong giếng, biết năm nào, đã không biết bao nhiêu năm tháng trôi qua. Thời gian đuổi mộng, giống như trước đây mỗi năm, mỗi ngày. Ánh sáng mặt trời xuất hiện chỉ tồn tại trong một khe hở ngắn ngủi. Chữ tỉnh này cũng từ từ mờ đi. Khi hoàn toàn biến mất, ngay tại trung tâm chữ tỉnh, trong lỗ hổng đó, có hai chữ cảnh quốc hiện lên. Hai chữ này là văn tự tiếp cận nhất đạo văn, viết là phong thiện. Hai chữ này, theo ánh sáng mà đến, cũng theo ánh sáng mà biến mất. Vòng đi vòng lại, ngày qua ngày, từ quá khứ đến hiện tại và cả tương lai, từ trước đến nay không thay đổi, như thể vĩnh hằng. Nhưng ngoài ý muốn đã phát sinh ngày hôm nay. Từ giống như này thật thú vị, mang ý nghĩa của tựa hồ hay thật giống. Nhưng nó cũng giống như muốn nói về một điều gì đó ngụy tạo, như ngụy Phật. Giống như nhưng không phải là chân thật. Do đó, cảm giác về sự giống như vĩnh hằng này không trở thành sự thật. Hoàng thủ giới ngày hôm nay đến đây mang theo cây roi sắt được tập hình ti cung phụng gần 4.000 năm. Cây roi này chính là vật được cảnh thái tổ cơ Ngọc Túc truyền lại, đại diện cho quyền lực hình phạt cao nhất của Trung ương đế quốc, vô câu tục đạo, bất luận vương thân. Đó cũng là lực lượng của thời đại này, âm thanh của thời đại này. Trước khi chữ tỉnh triệt để mờ đi, chiếc roi bóng tối đó chỉ đơn giản xoay ngang, rơi xuống miệng giếng, như bóng cành cây ngang trong giếng ngắm trăng. Thế là hai chữ phong thiện kia, im lặng tách ra, cũng không một âm thanh, tan nát. Đây không phải là nghi thức tế trời tế đất của phong thiện, mà là phong ấn thiện. Các bạn vừa nghe xong tập 326 của bộ truyện Xích Tâm Tuần Thiên của tác giả Tinh Hà Dĩ Thậm tại Thư viện Sách Nói miễn phí. truyệnđọcviệt.org. Mọi ý kiến góp ý xin vui lòng cho mình biết ở dưới phần bình luận video này. Và các bạn đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ kênh theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả. Xin cảm ơn.